sao nó chưa có thông báo? Chưa có bật lên rồi đó. Bật thông báo rồi đó. Giờ mới bật. Quánh cái môi đỏ chét cho đúng ngày xuân. Cái bộ đồ này cho nó đúng ngày xuân. Đủ màu sắc. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu gì cũng có. Màu kem, màu đen, màu riêu, màu xanh dương. Trời ơi, bộ này bạn Tết. Cái bộ này bạn Tết là phê pha luôn ha. Đúng chủ đề Tết luôn ha. Rồi, hôm nay vô quánh nha mọi người. Vô nha mọi người, yêu dấu xinh đẹp của em Hằng. Mọi người ơi, mọi người à, hôm nay mình vào lẹ. Mờ hả trời, mới vô mà nghe một câu nói mờ buồn hiu chưa. Hôm nay em Hằng live trễ, do em Hằng có một chút việc riêng gia đình. Ở... Ai vào live rồi thì... rõ mà, ừ, em cũng thấy rõ mà, ừ, thì em cũng thấy rõ mà, rõ mà đúng không mọi người? Rồi em chào toàn thể khách yêu, trời ơi vô lẹ, hôm nay bé Hằng live trễ nhất từ trước tới giờ nha, hả? Trước giờ thì em Hằng live đúng khung 8 giờ mấy như vậy thì nhiều, nhưng mà từ hồi qua bay này là em Hằng live giờ sớm không à, không có live trễ giống như bữa nay. Bữa nay trễ nhất bán đồ rẻ cho mấy chị mua. Nhận được đồ rồi, em ưng lắm. Em cảm ơn chị Trung Hoa Hồ. Em cảm ơn chị yêu nha. Rồi, chị yêu nào nhận được hàng sớm em Hằng? Dạ, lúc nãy do em Hằng... em Hằng không có quánh cây son màu đỏ, chồng em không cho lên like mấy chị. Nói Tết rồi, quánh cây son màu đỏ cho nó đỏ hơn mấy chị. Cho nên là em Hằng quánh lại cây son màu đỏ. Rồi, ok em Hằng chào toàn thể khách yêu nha. Chào mọi người. Chúc mọi người năm mới phát tài phát đạt nha mọi người ơi. Phát tài phát đạt. Hồi hôm có một đi mà hôm nay không quần mi mắt dữ trời. Hôm nay không quần mi mắt đó mấy chị. Hồi hôm ăn nhậu, ăn chơi có một đêm mà mọi người. Ăn chơi có một đêm hôm nay quá trời đồ đẹp luôn. Mọi người ơi lẹ nè. Để phù hợp với không khí Tết thì em Hằng sẽ tặng cho mọi người. Trời ơi, 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ nha. Rồi, ok mọi người yêu dấu ơi, chị em nào, gì chờ lâu hả? Rồi, em chào toàn thể khách yêu, tại vì do hôm nay em Hằng có một chí xíu việc riêng, em Hằng cũng lên trễ mấy chị. Hôm nay thì em Hằng xin lỗi mấy chế là em Hằng trễ hẹn với mấy chế. Rồi, hôm nay chị yêu nào đang xem live thì cho em Hằng là 3 lượt chia sẻ trang cá nhân nha. Ở 3 lượt chia sẻ hội nhóm ha. Để phù hợp với không khí Tết ngày hôm nay á mọi người, thì em Hằng lên nè. Em Hằng tặng cho mọi người nè. Hàng gấm á mấy chị ơi, quá là đẹp luôn nè mọi người. Hôm nay nói chung là quá nhiều hàng đẹp luôn. Thôi để đưa cái gấm màu này lên, màu mè lên trước đi. Rồi, em chào toàn thể khách yêu nha. Chị nào hôm nay cái cú pháp gì ta? Cú pháp lì xì luôn ha. Rồi, lì xì Tết giùm em ạ. Ngày nào cũng chia sẻ mà không được tặng, tối nay chia sẻ không được luôn. Ủa vậy hả chị? Ồ em thấy hôm nay chị không có chia sẻ được nè. Hôm nay chia sẻ được không mọi người? Hôm nay mấy chị chia sẻ được giùm mấy thằng không? Trời ơi chồng ơi, đẹp quá mấy chị ơi. Rồi, mã này lên liền giùm em Hằng. Mình đúng cú pháp giùm em Hằng ngày hôm nay nha. Cú pháp mua hàng nha em Hằng. Là vải đẹp, phơm đẹp lắm nha. Em cảm ơn chị Kiều Quanh, em cảm ơn mấy chị nha. Rồi, mọi người ơi, ai đã nhận hàng shop em Hằng, cho em Hằng xin vài cái feedback, vài cái động lực lên mấy chị. Và hôm nay mình nhất định phải comment nha mọi người. Lì xì Tết 20.000 năm bộ liền giùm em. Hay là mã lì xì cũng được, 20.000 năm bộ. Đây, năm bộ nào nha. Trời ơi, nhìn nè mấy chị ơi. Trời ơi, nhìn cái chất gấm nè chồng. Nhìn cái chất gấm nó phê pha chưa mấy chị. Rồi, lên liền giùm em Hằng là mã lì xì 20.000 năm bộ. Rồi, một bộ đó ha, một bộ gấm ha, một bộ gấm riêu ha. Một bộ cầu vòng hôm nay em Hằng lì xì cho mấy chị là lì xì hàng mới nha.
hàng mới mẫu mới ha. Dạ bộ em đang bận em có bán và chí hồi em hàng sẽ lên bán liền. Đó mấy chị, vải đẹp lắm, em cảm ơn chị Thế Võ rồi, em cảm ơn toàn thể khách yêu luôn. Rồi mấy chị đây, mọi người ơi, nhìn bộ cầu vòng nè. Ôi là trời mấy chị ơi. Thôi ơi, nó sang hết nóc chưa mấy chị, nhìn nè mọi người ơi. Lì xì tót trò mấy chị, em hàng cầm bộ đồ lên là muốn xỉu luôn mấy chị ơi, không có tin được là đồ năm nay lại quá đẹp á mấy chị. Những cái bộ gấm này nè, những cái mẫu gấm này em hàng đặt 4 tháng trời rồi, hôm nay mới trả hàng á mọi người nè. Gấm á mấy chị, gấm bận sang chưa từng thấy luôn nha mọi người nhở. Ủa size đồ nhà em hàng bán là từ 40 đến 60 kiếm mình bận vừa hả mấy chị. Rồi lên lẹ giùm mấy hàng, lì xì tết 20.000 năm bộ giùm em hàng. Hôm bữa em mua 4 bộ 155 và 165 bộ em mặc đẹp. À, quá mê luôn. Rồi ôi thiệt có chị. 155, 165 là hàng cao cấp nhất của shop hàng hàng kỹ. Hàng kỹ á. Em mới nhận hàng hồi chiều rất đẹp đó chị. Chị có chốt cho em 3 bộ đùi 123. Dạ có chị, trời ơi đùi 115.000 rẻ lắm luôn. Rồi lì xì tết giùm em hàng thiệt sự mấy chị ơi. Hàng em hàng đã đặt cái tâm vào á mấy chị. Em hàng đặt cái tâm của mình. Ủa mấy chị, cái tâm buôn bán và cái tâm. Ủa mấy chị lên nè, mấy chị nhìn nè. Hàng pyjama, xưởng may đồ bộ cao cấp, em hàng đặt cả các tâm và tất cả cái niềm đam mê vào nó, gọi là đặt cả cái gọi là tâm huyết luôn mấy chị, tâm huyết vào nó luôn á mọi người. Cho nên đó mấy chị, trời ơi hàng ra mà bậy bạ, em hằng không thể nào ra được đâu mấy chị. Rồi lì thì xì tết giùm em hằng 20.000 năm bộ. Trời ơi là trời, ôi là trời, trời ơi, trời ơi, nó nhức cái nách dữ chưa mấy chị ơi. Mấy chị thấy những cái bộ gấm này ngoài thị trường hiện tại người ta bán bao nhiêu mấy chị? 260, 270 phải không? Mua shop em hàng quá rẻ luôn mọi người ơi. Dạ từ từ đi, những mẫu em tặng là những mẫu hàng mới. Hàng mới hết. Em tặng mọi người, sẵn em giới thiệu hàng mới của em hàng luôn. Hả mấy chị nè, lì xì tết giùm em hàng. Trời ơi cái bộ gấm tay dài này đẹp quá. Tay dài sen này mê hồn trận luôn. Trời ơi mấy chị ơi nhìn nè. Thiệt sự mấy chị ơi, có phải là ngày xưa á, ngày xưa á mấy chị, có phải là ngày xưa mình rất là mê hàng gấm, nhưng mà có ai giống em hàng không mọi người? Khi xưa lúc mà đi học á mấy chị, rất là thích hàng gấm luôn. Nhưng mà đâu có tiền đâu mấy chị, lúc đó nhà đâu có điều kiện đâu mọi người. Nhà đâu có điều kiện đâu mà mua gấm may cho mình bận. Chỉ là những thấy là những bà, những là những chế hội đồng nè. Những cô hội đồng xưa nè, hoặc là vua chúa người ta mới bận gắm được á mấy chị. Hoặc là nhà nào giàu lắm mới có tiền mua gắm. Chứ ngày xưa là mua, nhớ bà ngoại mua mấy khúc vải miếng chả gì cho em đi nghe. Miếng chả gì á mà đổi gì đâu, mấy thùng gạo vậy đó bà ngoại nói. Cái miếng chả đó có con chuột ra đây nó nhớ à. Rồi lì xì tết liền giùm em hàng nha mọi người, yêu dấu nhé. 20.000 năm bộ giùm em hàng. Đây mấy chị, size đồ từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em. Trời ơi mấy chị ơi, những mã này chí xíu em hàng bán tặng hết luôn nha mọi người. Chí xíu em hàng có lên hết. Sẵn em hàng đang tặng mọi người ở đây là em hàng giới thiệu những cái mã mới luôn. Thiệt sầu mấy chị, size đồ nhà em hàng bán là từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hàng. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn từ đường kim mũi chỉ shop em hàng may nè. Ôi ôi. Rồi chị yêu nào chưa chia sẻ nha mọi người, yêu dấu nha. Chị yêu nào chưa chia sẻ. Dạ đang bận em hàng cũng có lên bán luôn. Hôm nay nói chung là em hàng cố gắng lên một cái tông cho nó hợp tết đó mấy chị. Lên một cái tông cho nó hợp tết. Rồi size đồ nhà em hàng bán cho mấy chị nha. Nghe kỹ size đồ nhà em hàng báo nè. 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hàng ha. 40 đến 60 kg là mình bận vừa. Những cái phơm cánh dơi như vậy nè, phơm cánh dơi, ê có cánh dơi đùi nữa, anh lấy một hai bộ vô em hàng em nhá luôn. Cánh dơi đùi nữa mấy chị yêu dấu, đẹp lắm mấy chị ơi. Dơi đùi rồi là 65 kg mình bận vừa luôn nha. Rồi lì xì tết giùm em hàng 20.000 năm bộ. Trời ơi năm bộ này đẹp lắm mọi người nha, năm bộ mã mới cực kỳ mới luôn, chưa ai có luôn. Trời ơi coi nè, một nè,
nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái á mấy chị nhở. Size đồ shop em hà. Trời ơi, cái này bộ kiểu nữa nè. Rồi, chị nào chưa có logo người chia sẻ, có logo người chia sẻ giùm em mấy chị ơi. 1 nè, 2 nè, 2 nè ha. Rồi 3 nè, lẹ giùm em hà. Hôm nay lên quá trễ rồi mọi người, lên quá trễ, cực kỳ trễ luôn rồi đó. Chưa có bao giờ mà em hàng like 8 giờ mấy như vậy đâu mấy chị nha. Rồi, comment liền em hà. Đây mấy chị ơi, 3 liền giùm em hà. 3, rồi 4, 4 ha, rồi 5. Rồi lì xì Tết. Ở bộ em đang bận học Tết hả? Dạ, dạ. Trời ơi, đẹp lắm nè mấy chị. Nhà em hàng nha, nhà em hàng sẽ sử dụng là 3 tông vải Latin mango đuổi và gấm cao cấp ha mấy chị yêu dấu nha. Nói chung là em hằng, ví dụ như mã nào em nói vải nào mọi người nghe kỹ, nghe kỹ rồi mình mua ha mấy chị. Ở ví dụ có nhiều chế thì thích Latin, nhiều chế thích thích gấm, và nhiều chế thì thích mango giống em hằng vậy nè. Tại mango bận á thì nó mát, ở không nhiều không nhăn, không rút vải gì hết trơn. Còn gấm thì sang, Latin cũng sang ha mấy chị. Rồi tại e giùm em hằng. Ồ hôm nay quá chọn biết những chế nào may mắn đầu năm. Những chế nào may mắn đầu năm. Ơi anh ơi, có mấy bộ chơi đùi á, anh đưa cho em đi. Trời, có bộ làm thể nữa nè. Rồi, lì xì Tết giùm em mấy chị. Ở 20.000 5 bộ liền giùm em hà. Rồi, chốt tặng lẹ nè, heo ơi. Heo ơi, chốt lẹ heo ơi. Lẹ lẹ, 5 bộ nè. Rồi, tiếp theo giùm em hà. Trời ơi, hôm nay quá trời hàng đẹp luôn mấy chị. Size đồ từ 40 đến 60kg mình bận vừa nha. Lì xì Tết tiền giùm em hà mấy chị. 1, ôi 2, cái này đùi á hả? 2, ừ. Rồi 3, 4, rồi 5, rồi. Đầu tiên chị Hoài Nhân, 278 đôi. Chị Hoài Nhân hả? Hoài Nhân, 278 đôi giùm em hà. Trời ơi mấy chị ơi, à, em mua sách chị Hằng đẹp, chị thấy đẹp nhờ mua giùm cho bả 7 bộ ghiền. Em cảm ơn chị yêu. Rồi, size đồ nhà em Hằng, từ 40 đến 60kg mình bận vừa giùm em. Trời ơi mấy chị ơi, trời ơi cái màu xanh đen nó sang chảnh nữa nè trời. Trời ơi hôm nay hàng đẹp quá mấy chị ơi. Rồi lì xì Tết liền giùm em mấy chị. 20.000 5 bộ giùm em hà ha. 20.000 5 bộ giùm em. Size đồ từ 40 đến 60kg mình bận vừa giùm em. Trời ơi mọi người ơi, mọi người à, ai chưa chia sẻ cho em Hằng 3 lượt chia sẻ trang cá nhân đi, 5 lượt chia sẻ hội nhóm liền giùm em mấy chị yêu dấu nhé. Em là khách mới đây mà mua 6 bộ rồi, em cảm ơn chị Kiều Thị. Cảm ơn chị Kiều Thị nha. Cảm ơn mọi người nha. Rồi. Hôm nay hàng rất là xuất sắc luôn mọi người ơi. Rồi, 20.000 5 bộ. Ai mà bỏ ra mấy chị? Ai mà bỏ ra mà cái ai bỏ cái livestream này, ai bỏ qua cái livestream này là tiếc hùi hụi luôn mấy chị ơi. Trời ơi, nè coi nè, hôm nay quá là xuất sắc nè. Hôm nay là giá em hàng bán tặng đầu năm lấy lọc, không có lợi nhuận những lô hàng này đâu mấy chị ơi. Thiệt sự mọi người luôn, những lô hàng đầu năm là chỉ bán tặng lấy lọc thôi mấy chị yêu dấu. Tặng lấy lọc, ôi coi nè, những cái lô hàng này là đầu năm nè mấy chị yêu dấu. Rồi, lì xì Tết giùm em hàng 20.000 5 bộ giùm em hàng ha. Ôi coi nè, bộ quả dâu đùi đẹp quá à. Ôi xinh quá à. Ấy mấy chị phơm dơ dâu đùi nữa nè mọi người. Đẹp lắm mấy chị. Ừ, cưng ơi là cưng luôn á. Rồi, lì xì Tết liền giùm em hàng ha. Rồi, ừ, Tết này nó bận dễ thương lắm á. Rồi, đây. Đây mấy chị nha, size đồ từ 40 đến 60kg mình bận vừa giùm em hàng. Ồ mấy chị kệ đi, hôm nay lên trễ rồi. Lên trễ bé hàng tặng nhanh 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 chí xíu, tốc độ chí xíu nha. Ồ rồi bé hàng lên luôn nha mấy chị. Tại vì hôm nay quá trời đồ đẹp mấy chị, không có thể nào, không có thể nào mà kìm lòng được nữa nè. Ồ mấy chị cũng tốn thời gian đúng không mấy chị. Đây. Ôi ôi coi cái bộ răng cưa nè, xuất sắc luôn mấy chị ơi. Rồi đưa cái nạ đi anh em Út ơi. Rồi đưa cái nạ lên đây, chị nào chia sẻ nè. Ok em hàng thấy chị nào chia sẻ nhiều là em hàng tặng cho mấy bà một chai mặt nạ vàng luôn. 200.000 luôn á, cho cái nạ vàng đó đó. Ôi là Lâm Khánh Chi bán 200 mấy luôn nha. Ờ, bao phê luôn á mấy chị. Nạ này bé hàng mua nha. Nạ này là em hàng tặng thôi nha mấy chị, em hàng không bán nha. Tại nạ này em hàng mua về em hàng xài ha. Ờ, em hàng mua về em hàng xài nè mấy chị ơi. Nạ 24K em hàng chỉ tặng ở dịp
Đầu năm mới thì thôi nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi comment giùm em Hằng là lì xì Tết 20.000 năm bộ giùm em Hằng. Rồi lì xì Tết giùm em Hằng. Trời ơi đẹp quá chồng ơi, năm bộ này đẹp xỉu luôn mọi người. Rồi lì xì Tết giùm em Hằng 20.000 năm bộ. Rồi size đồ từ 40 đến 60 kg mình bận vừa ha. 40 đến 60 kg đi, thật sự là trong đây có những bộ 65 kg vẫn vừa nè. Có những bộ cánh dơi là 65 kg cũng vừa. Nhưng em Hằng nói trước là 40 đến 60 đi. Để mắc công mấy chị nào 65 kg á, mấy chị nào 65 kg á, cái mấy chị tội nghiệp. Ừ sao em nói chị là 40 đến 65 mà sao có mấy bộ chị bận không vừa ổn hả mấy chị. Mặc dù mình mua có 20.000 thôi, mình mua quá là rẻ rồi mấy chị. Mình mua cực kỳ rẻ rồi, nhưng mà mình vẫn phải bận được nha. Mình mua giá rẻ 20.000 nhưng mình phải bận được nha mấy chị, phải bận được, bận vừa giùm em hả mấy chị, thiệt sự luôn. Rồi lì xì Tết giùm em Hằng 20.000 năm bộ giùm em ha, size đồ từ 40 đến 60 kg mình mượn vừa. Rồi chị thứ hai giùm em. Chúc mừng chị Trần Kim vừa phân cứng vừa chia sẻ về người theo dõi nè. Rồi Trần Kim, em Trần Kim một đuôi. Rồi Trần Kim 921 đuôi, vừa phân cứng vừa theo dõi vừa chia sẻ luôn giùm em Hằng. Rồi tiếp theo chạy thứ ba, 1, 2. Rồi cái bộ này đẹp nữa anh ơi. Rồi lì xì Tết liền giùm em mấy chị 20.000 năm bộ giùm em hả. Ủa rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn mọi người ơi, quá là mê ly luôn mấy chị. Hôm nay đầu năm, trời ơi hôm nay đầu năm rồi mấy chị ơi, may mắn nguyên một năm luôn. Hôm nay đầu năm rồi mấy chị ơi, đầu năm thôi mấy chị, đầu năm quá là xịn sò với mọi người luôn. Rồi tiếp theo giùm em hả. Ôi là trời, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Lì xì Tết 20.000 năm bộ tiếp theo giùm em Hằng. Trời ơi mấy bà đợi lâu hả? Mấy bà đợi lâu hả? Em Hằng cũng đợi lâu, em Hằng đặt mà 4 tháng trời. Chuyển khoản trước 400 triệu. Chuyển khoản trước 400 triệu rồi tới hôm nay hàng mới giao về mấy chị, thiệt sự với mọi người luôn. Trời ơi em Hằng đợi. Ờ mấy chị, em Hằng đợi là biết bao nhiêu lâu nó mới trả hàng đâu mọi người. Đó. Rồi lì em Hằng còn bông lên bán nhanh hơn mấy chị nữa. Chị mới nhận đồ đẹp lắm, em cảm ơn chị Ân Trương Hoàng nha. Rồi 1, 2 bộ nè, 2 bộ giùm em. Trời ơi đây nữa nè, xinh nè, này đùi hết nè, dai. Đây mới đùi nè. Rồi đây nè. Rồi đây mấy chị yêu dấu nha. Rồi y như trong hình không? Y như chị nhận hàng kiểm tra hàng mà mọi người. Đẹp hơn trên hình nữa mọi người ơi. Em nói thiệt chứ mấy chị á, hàng mấy chị nhận ở ngoài còn đẹp hơn bé Hằng đang trên live nữa, thiệt sự với mấy chị luôn. Thiệt sự là hôm nay bé Hằng nè, cái mặt hồi hôm này thức khuya. Ủa mấy chị thức khuya nè ha. Rồi ăn tiệc nè. Hôm nay là hâm quần mí mắt rồi. Em nói thiệt với mấy chị, hàng hàng nè mấy chị nhận ở ngoài còn đẹp hơn khi mà em Hằng live. Vì do hôm nay bé Hằng đang live á. Dạ bán bộ này em Hằng cũng bán á. 1, 2, 1, 2, 3 rồi 4 năm hôm nay hàng nào cũng bán mấy chị yêu dấu. Ờ tại vì hôm nay là do bé Hằng đang lên livestream như vậy, livestream trễ rồi cái nữa em Hằng đang live bằng cái điện thoại cùi nữa mấy chị. Trời ơi em Hằng đang live bằng cái điện thoại cùi nữa, điện thoại mà sắc nét thì hôm nay em Hằng quên không có sạc pin, nó tắt nguồn rồi, rồi trễ quá không có được. Rồi chị thứ ba giùm em Hằng nè. Rồi lì xì Tết giùm em Hằng 20.000 năm bộ, hàng nhận hàng đến nơi kiểm tra hàng hỏi máy em đọc tên ai. Ờ rồi Út Tiếp Lê Lê hả, em chia sẻ quá trời mà không thấy được tặng gì trơn hả. Rồi ok Út Tiếp Lê Lê nè, Út Tiếp Lê Lê em tặng chị một cái mặt nạ nha chị nha. Rồi bộ nào em Hằng cũng có bán hôm nay, em nói thiệt với mọi người, trời ơi em nói đây là rồi Út Tiếp Lê Lê em tặng chị một chai nạ nha, một chai nạ 200.000 em tặng chị không lấy tiền nha. Út Tiếp Lê Lê cho em Hằng số điện thoại nè. Trời ơi mua chai nạ này đi nè, 24k 200.000. Nói chung nạ là em Hằng tặng cho mấy chị không có lấy tiền nha. Rồi Út Tiếp Lê Lê nè, lên số điện thoại giùm em đi. Rồi lì xì Tết thì 20.000 năm bộ giùm em Hằng. Rồi lì xì Tết giùm em Hằng mấy chị ơi, 20.000 năm bộ nè. Rồi chị thứ ba đúng không? Rồi chị thứ ba giùm em Hằng. Rồi chia sẻ quá trời không thấy tặng, ok em tặng chị Thảo Thạch luôn. Thảo Thạch nè, mắt kính nè. Rồi em tặng, trời ơi em tặng chị Thảo Thạch hình nền đeo mắt kính, một chai mặt nạ luôn ha, một chai mặt nạ luôn. Thảo Thạch hình nền đeo mắt kính, một chai mặt nạ giùm em Hằng luôn.
một chai mất đó, mấy chị không có ghi chia sẻ quá trời mà không thấy tặng, rồi mấy chị không có lên cái số điện thoại ở mấy chị đó. Em Hằng không có tặng toàn khách cũ đó mấy chị ơi, khách mới khách cũ gì em Hằng cũng tặng hết đó mấy chị. Út Bếp Lê Lê lên giùm em số điện thoại nè, rồi Thảo Thạch lên giùm em số điện thoại nè. Không có số điện thoại ngày mai bên em Hằng không có gọi được nha, không gọi được thì mình mất phần quà đó, là cái đó là mình thiệt ráng chịu nha mấy chị. Tại em Hằng nói mấy chị có cái gì mình cứ kèm giùm em Hằng cái số điện thoại giùm em ha. Đó, có cái gì mình kèm giùm em cái số điện thoại là bên em dễ gọi. Chứ bây giờ em nói tặng mấy chị mà không có cái số điện thoại ngày mai, nhân viên em không biết đường nó, tại vì nó không có xem like, không có xem like mấy chị. Rồi, nạ giùm em Hằng, không đồng luôn giùm em Hằng. Ôi ơi, chia sẻ quá trời muốn thấy tặng hả? Cho chị Mai Ngân 88, chị khách mới chia sẻ quá trời luôn. Chị Mai Ngân 20.000 năm bộ phải không? Ừ. Rồi, Mai Ngân bao nhiêu lần chồng? 10 lần trang cá nhân. 10 lần trang cá nhân. Bao nhiêu rồi nhớ? Rồi. Em khách mới ok, em Hằng tặng chị Thùy Dương Lê nè. Thùy Dương Lê, chị này khách mới thiệt nè. Đâu rồi trời, Thùy Dương Lê đâu mất tiêu rồi ta. Thùy Dương Lê á chồng. Thùy Dương Lê á, em tặng chị đây, đây đây là Thùy Dương Lê nè. Nhưng mà không có chia sẻ chị ơi. Không có tặng rồi, có theo dõi, có banh cứng à. Không có rồi. Rồi mấy chị nói chị chia sẻ nhóc luôn rồi, đâu có chia sẻ mấy chị. Ờ, mình chia sẻ là mình có cái logo người chia sẻ giùm em Hằng. Ôi ơi, rồi em Hằng định tặng một cái chai nạ cho chị Thùy Dương Lê mà bả không có chia sẻ giùm em. Rất là nhiều chế không có biết chia sẻ hay sao mọi người. Đây nè, hôm nay hàng em nói mấy chị là đẹp lắm luôn nè mọi người. Hôm nay là không đẹp là em Hằng không lấy tiền đó mấy chị. Hôm nay hàng không đẹp là em Hằng không có lấy tiền luôn mọi người luôn nữa. Không đẹp là không lấy tiền rồi, bỏ em lên luôn đi ha. Nay trễ quá rồi, lên nhanh ha không. Ông lấy kem cho lên ốc tặng mấy chị. Rồi kem phải không? Rồi đưa đây luôn. Rồi còn nhiêu? Được nhiêu? Rồi em nhận được. Rồi ok chị Mỹ Hoa Lê. Chị Mỹ Hoa Lê em khách mới nè. Bây giờ có số điện thoại đâu mấy chị. Đây mấy chị ơi, quá là đẹp luôn. Rồi chị Thảo Thạch không chịu đúng không? Không chịu quỷ cái mặt nạ nha. Rồi ok ha. Chị Thảo Thạch, chị Thảo Thạch được tặng chai mặt nạ nhưng mà chỉ chê. Chị Thảo Thạch nè, được bên shop em Hằng tặng chai cái mặt nạ nhưng mà chỉ chê, thì em Hằng xin quỷ không tặng chị Thảo Thạch luôn. Em Hằng tặng chị khác nha mọi người ơi. Trời, chai mặt nạ nè mấy chị ơi, 220ml. Thiệt sự cái này em Hằng không có bán luôn. Cái này em Hằng mua về á mấy chị. Rồi chị nào đồng ý lấy nạ comment em tặng nạ, em Hằng tặng luôn 5 chị. Rồi chị nào lấy nạ thì comment giùm em chữ nạ không đồng ha. Nạ không đồng hả mấy chị. Rồi comment liền giùm em Hằng là nạ không đồng, kèm giùm em Hằng cái số điện thoại. Em Hằng tặng nhanh 3 chị nè. Rồi nạ không đồng giùm em. Ờ, chị Thảo Thạch thì em Hằng bỏ ghim nha. Bỏ ghim được không chồng? Bỏ ghim đi. Rồi bỏ ghim chị Thảo Thạch đi. Rồi em bỏ ghim chị Thảo Thạch nha. Rồi ok. Ờ. Rồi chị Thảo Thạch không lấy nạ nhà em Hằng thì em Hằng xin quỷ nha chị, tại vì do chị nói là chị không chịu á ha. Rồi nạ không đồng giùm em Hằng. Ok chưa chị ơi, để mất công á. Thiệt sự em Hằng thấy chị chia sẻ cho em thì em tặng chị một cái mặt nạ, chứ thiệt sự chị cũng không có được mấy chọn ra để tặng cái gì luôn đó. Nạ không đồng kèm giùm em Hằng cái số điện thoại nha mấy chị. Thiệt sự là em Hằng thấy chị nói là chị chia sẻ cho em quá trời mà không có được tặng, thì cái này là em Hằng tự tặng cho chị. Em Hằng tự lấy cái nạ ra riêng em Hằng tặng cho chị, mà chị không thích thì thôi em Hằng bỏ ra em Hằng tặng khách khác cũng được, cho khách nào người ta cần và người ta thích ha, không sao đâu chị. Rồi ok nè. Rồi nạ nè em, anh tặng đọc nhanh 3 chị đi. Chị Thảo Thạch ok không chị ơi? Nếu em chị nói vậy là em Hằng bỏ ra là mọi khiếu nại hắc mắc về sao em Hằng không có giải quyết nghe ha. Tại em thấy chị ghi á là chia sẻ hoài không có được tặng, thì em Hằng tự lấy nạ của em Hằng đang xài, em Hằng mua là em anh. Rồi nạ em Hằng tặng cho chị Bồ Công Anh nè, có fan cứng, có theo dõi, có chia sẻ nè. Rồi nạ cho Bồ Công Anh nha, xài đẹp nhớ hương em Hằng nha, chế yêu nha. Rồi nạ cho chế Bồ không Công Anh không đồng. Một chai nạ này em Hằng tặng mấy chị là một chai nạ mới giùm em nha mấy chị nha. Nè mấy chị,
Hàng mấy chị em hàng tặng mọi người là hàng mới, còn cái tem này dùm em trước, không phải là hàng em hàng đang xài mà em hàng lấy tặng mọi người đâu, không có chuyện đó nha mấy chị nha. Hàng mấy chị á là sẽ còn niêm phong như vậy dùm em ha mấy chị yêu dấu. Rồi nạ không đồng dùm em hả. Rồi em lên bộ em đang bận luôn cho. Đấy, nhanh nha mấy chị ơi. Rồi đây nè mấy chị nè, hàng mọi người cái gì nè, đây mấy chị. Rồi em được shop tặng, cảm ơn shop nhé, em cảm ơn chị Út Tiếp Lê Lê nha. Trời ơi mấy chị thiệt sự, cái nạ này em hàng mua 200 ngàn mà em hằng mua số lượng nhiều, tại vì ngày nào em hằng cũng cần cái thời gian để nghỉ ngơi mấy chị yêu dấu. Rồi nạ không đồng giùm em chị Trần Tuyền nè. Rồi còn chị nữa chồng, chị nữa giùm em. Rồi một chị nữa giùm em nha. Rồi nạ không đồng giùm em mấy chị nào hết mới hết cũ vậy em hằng cũng tặng hết trơn á. Ai Thịnh Đức. Rồi chị Thịnh Đức ơi, không có chia sẻ. Ủa, không có chia sẻ, fan cứng với theo dõi à chị Thịnh Đức, không hợp lệ nha, có fan cứng với theo dõi à. Rất là nhiều chị không có chia sẻ livestream giùm em hằng luôn mọi người ơi. Rất là nhiều chị không chia sẻ livestream giùm em hằng. Quá trời không có chia sẻ luôn. Kệ đi, hôm nay ai có chia sẻ thì mình tặng. Rồi, hôm nay những chị nào không chia sẻ thì không được tặng nạ không đồng nha. Rồi, nạ không đồng giùm em hằng. Rồi, nạ không đồng. Trời ơi mấy chị ơi, mấy chị chưa có biết cái công dụng của nó đâu. Công dụng của nó nè, xe khít lỗ chân lông nè. Ồ mấy chị, xe khít lỗ chân lông ấy mấy chị nha. Rồi những chị nào mà nói chung là mấy chị, nói chung là mình mà cần cái thời gian mà tái tạo lại da, phục hồi lại da thì mình nên đắp nạ, đắp cái phần cổ nữa nè, bao sang luôn. Rồi tặng một chị nữa. Rồi ok, bây giờ trời ơi hôm nay quá trời hàng đẹp luôn mọi người. Dạ bộ em đang bận. Rồi, em lên liền nha. Rồi rồi em bán bộ em bây giờ, bán này không. Rồi bán bộ em đang bận cũng ngựa bài. Rồi ngựa bài để em. Rồi, xíu nha. Ai, ốc, rồi xíu em hằng bán kem vô cho. Xíu em hằng bán kem cho mọi người. Ốc ơi kêu nó vô đây. Rồi em hằng lên luôn mấy chị nha, lên bộ em đang bận luôn cho nóng hỏi vừa hỏi vừa ăn luôn. Rồi quên nóng hỏi vừa mua chứ mấy chị. Rồi bộ em đang bận nè, bộ em đang bận hợp tình hợp lý để mình mà bận tết luôn nè, quá là xuất sắc luôn mấy chị yêu dấu nha. Rồi size đồ nha mấy chị. Rồi ok mọi người đừng có comment gì nữa nha mọi người ơi, có gì mai em tặng tiếp cho mấy chị. Có gì ngày mai, nói chung là tuần này thì tháng này là tháng tết đó mấy chị. Chị gửi em 5 hũ kem nha, xài bao trắng bàn ơi. Rồi ok chị Kiều Lê 5 hũ kem. Rồi chưa, em định là chưa có bán kem luôn á, kem hết rồi. Không, rồi không có bộ em đang bận hả mấy chị. Rồi chị em nào á mấy chị, dạ xanh em vừa cầm đồ, từ từ em lên em bán từ cho mấy chị ơi, từ từ đây tối hôm nay em bán nhiều lắm mấy chị ơi. Rồi bộ em đang bận nha, size đồ từ 40-60kg đó, ngày nào cũng xem cũng chia sẻ quá trời luôn mà không được tặng đúng không chị Mỹ Linh Nguyễn, mà chị không có chia sẻ vậy mà bà Thảo Thạch đó mấy chị, bả được tặng mà bả không chịu like. Bả được tặng mà bả không có chịu lấy, trời ơi thiệt sự luôn mọi người. Em hằng cũng đang buồn lắm mấy chị. Rồi lên liền giùm em nhỏ, bộ em đang bận ha, từ 40-60kg mình bận vừa hả. Rồi cầm anh mã đây giùm em hằng. Rồi xả luôn, bán rẻ mẹ luôn đi. Rồi lấy lọc nghe. Rồi không cần lòi lớp gì luôn mấy chị. Rồi bộ này lên liền giùm em hằng là hoa tết 129.000 đồng. Bán lấy ra mã này lên bán là 149.000 nè. Mấy chị nhìn nè mấy chị, cổ bèo này giùm em hằng. Cổ bèo giùm em hằng ha, pyjama cổ sen bèo hả mấy chị. Đó mango đuổi giùm em hằng, quần có túi, size đồ từ 40-60kg mình bận vừa hả mấy chị. Mango đuổi hàng hằng pyjama, chất vải không nhèo không nhăn, không rút vải giùm em hằng nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi comment liền giùm em hằng mấy chị, hoa tết giùm em hằng. Mã này ghi giùm em hằng là hoa tết 129.000 luôn. Rồi comment liền giùm em mấy chị yêu dấu nhé, hoa tết giùm em mấy chị 129.000, chốt lẹ liền mọi người ơi. Rồi comment lẹ giùm bé hằng là hoa tết 129.000 đồng, hoa tết kèm giùm em hằng cái số điện thoại nha, 129.000 đồng. Bé hằng chỉ chốt đúng 50 chị thôi nha mọi người nha, không có nhiều nha mọi người. Rồi hoa tết chốt đơn liền giùm em, từ 40-60kg mình bận vừa. Trời ơi mấy chị ơi,
rất là xuất sắc. À, màu nào cũng có chưa á. Đây. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím rồi cũng có chị rồi. 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 Tâm Phan lên số hội giùm em. Hoa Tết giùm em mấy chị rồi. Nga Dương Thị Thu, Ngọc Hân, Trần Thị lên số hội giùm em. Hoa Tết giùm em mấy chị ơi. Rồi. Jerry Nguyễn, rồi. Trần Thiên Vy, rồi. Văn Phần, rồi. Phạm Mười, rồi. Ngọc Nguyễn. Rồi. Trang Bi lên số hội giùm em. 129.000 đồng giùm em hả? Rồi. Chị Hồng Như, Trần Nguyên, Jerry Nguyễn, Kim Loan, chị Ngọc Nguyễn. Chia sẻ like cho em vui hả? Dạ, có lên đùi mấy chị rồi. Chị Châu Lê, hoa Tết liền giùm em hả? Rồi. Ngọc Lan Trần Thị. Rồi, hoa Tết giùm em mấy chị ơi. Chị Mặt Ngọt. Rồi. Chị Trang Mê. Hoa Tết giùm em hả? Hoa Tết kèm với số hội giùm em. 129.000 đồng thôi. Chị Ngọc Lai Sơ. Trời ơi, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Phạm. Rồi. Hoa Tết giùm em mấy chị. 129.000 đồng thôi. Bộ này đẹp nhỏ. Rồi. Hoa Tết giùm em mấy chị ơi. 129.000 đồng giùm em hả? Size đồ từ 40-60kg mình bận vừa ha, 129.000 đồng luôn mấy chị. Rồi chị Tâm Phan, rồi. Thủy Thủy Nguyễn, rồi hoa Tết giùm em mấy chị ơi, 129.000 đồng giùm em ha. Cao Xuân Trang, Mặt Ngọt có rồi, chị Văn Nguyễn, rồi hoa Tết giùm em mấy chị, 129.000 đồng nhanh tay nha mấy chị. Mời chị cuối cùng nha, qua em hạnh phúc bán mấy chị, thiệt sự mấy chị nè. Bộ này mùng một là may mắn suốt năm, nhanh tay chốt mấy chị, còn mùng bảy cuối cùng nha mấy chị. Em Tri An mời chị cuối cùng nữa chị. Mùng 1 mình bận, mình cúng kiến xong đó mấy chị. Ôi thiệt sợ mọi người ơi. Ngọc Tai Sarah có rồi. Xong ở nhà tiếp khách cũng sang chẳng luôn mấy chị. Chị Trang Đoàn lên xuống hội giùm em nha. Hoa Tết giùm em mọi người ơi. Chị Hương Kim, 129.000 đồng. 5 chị nữa nha, 5 chị nữa trong thời gian 5 chị comment lên. Thì bé Hằng qua nha mấy chị nha. Bé Hằng qua, 5 chị nữa thôi Hoàng ơi. Rồi hoa Tết giùm em à. Chị Kim Long. Rồi 129.000 đồng giùm em à. Chị Văn Hoàng có nha chị. Size đồ từ 40-60kg mình bận vừa. Giùm em là có đơn nha. Chị Nguyễn Thị Quyên. Rồi hoa Tết giùm em chị 129.000 đồng giùm em à. Thôi ơi. Lại tiếp theo một mã này nữa. Rồi hết luôn. Hôm rồi. Hôm nay là chơi hội. Chơi hội quá đẹp luôn mấy chị ơi. Chị nào chưa chia sẻ nhanh chia sẻ giùm em hàng nha. Đây mọi người ơi. Rồi, màu mới luôn. Trời ơi, màu mới luôn quá là xuất sắc luôn mấy chị. Trần Thị Ngọc rồi. Thu có em chúc hờ nha. Rồi. Hà Thanh Viễn nha, Dương Thị Thu, Trần Thị Ngọc Thư. Em chúc. Lý Quỳnh Ngọc Lại mấy chị này sang chúc hờ cho mấy chị kia không. Em chúc hờ cho những chị nào không nghe máy nha mấy chị nha. Trời ơi mấy chị ơi. Trời ơi mấy chị ơi. Cái này chơi luôn hả? 129.000 luôn hả? Hoa Tết chị Đông Thái. Rồi, chị Đông Thái cái này em chúc hồ nha mọi người nha, chúc dự bị nha. Chị nào không nghe máy thì em Hằng sẽ gọi cho mọi người ha. Rồi, tiếp theo giùm bé Hằng. Mọi người ơi, rất là dễ thương luôn. Mã này ghi mã lập thể hả? Ừ. Rồi, lập thể giùm em Hằng. 129.000 đồng. Tối nào shop like chị vào xem. Mua riết rồi ok, cảm ơn chị yêu nha. Rồi, mã này comment liền giùm em mấy chị. Mã này comment liền giùm em Hằng là lập thể nha. 129.000 đồng giùm em Hằng. Dạ, 65kg á. Một lát hồi mình mua gấm nha mọi người. Trời ơi, gấm hôm nay 65kg mấy chị sẽ bận rất là sang luôn. Rồi, mã này lên liền giùm em Hằng là lập thể nha. Rồi, lập thể. Ồ, em không biết chế Phượng Trúc hình như chưa có chia sẻ hay sao á chứ. Rồi, lập thể giùm em Hằng. 129.000 đồng. Trời ơi, mấy chị ơi. Màu mới, toàn thể những chị mà bán hàng online em nói cũng không có đâu mấy chị. Mà có thì người ta cũng sẽ không có phối giống như em Hằng đâu. Tại vì em Hằng thích những cái màu phối như vậy nè. Lên cho nó hài hòa bộ đồ và cho nó đẹp cái bộ đồ. Rồi lập thể giùm em Hằng. 129.000 đồng. Rồi chốt đơn. Lập thể cho chị Lộc là Lâm Đoàn, Phước Đỗ, rồi. Thi Quỳnh, dạ, chị Kim Lo, chị Liễu Võ, rồi. Chị Anh, rồi. Chị Quỳnh Trứng, Xuân Nguyễn, Lưu Hận. 129.000 đồng. Chị An rồi. Nguyễn, rồi. Chị Ngọc Nguyễn, rồi. Chị Nhi Tròn, Sam Sam, Thi Võ, dạ, có Kim Tiền, Nguyễn Thị. Đó. Rồi. Nguyễn Thị Quyên, rồi. Trần Vy bốn bộ, lập thể Đông cho Thái, Phạm Thị Hì Linh, Diệu Hiền, 129.000 đồng giùm em Hà, Thanh Văn, rồi. Nga Dương Thị Thu, rồi. Ba Thu, rồi. Kiều Thúy, rồi. Mango đổi cao cấp mấy chị ơi, hôm nay đẹp lắm người ơi, rồi. Thảo Phương, rồi. Nguyễn Loan, dạ em có like, em Hằng like tùm lum hết rồi. Ngọc Diệp Trần, rồi. Lập thể giùm em mấy chị ơi, 129.000 đồng. Chị nào chưa chia sẻ giùm em Hằng, chia sẻ giùm em nha. Một like rồi, một like cố gắng mua em Hằng hai bộ, dạ tay dài tay ngắn em Hằng lên hết mấy chị. Hải Ngọc, rồi Nguyễn Hàng An, Hồ Ngô, rồi có hết giùm em Hằng.
lập thể giùm em hả nha mấy chị. Rồi 129.000 đồng giùm em hả. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hả. Ngọc Lại. Lập thể dạ. Từ 40 đến 60 kg rồi mấy chị ơi. Mã này nó số gọi giùm em là có đơn nha. Chị Nghĩa Trần, chị Kỳ Na còn 20 bộ nữa hết nữa. 20 bộ nữa mà qua nha mấy chị nha. Rồi. Chị Trịnh Huy khách cổ, chị Phạm Phượng. Rồi, lập thể kèm hàng số gọi mấy chị ơi. Lập thể kèm giùm em hàng cái số điện thoại giùm em hả. Mới nhận hàng con nè. Dạ con cảm ơn cô Quỳnh Tiên nha. Hôm nay đồ đẹp lắm cô ơi, mua để dành. Mua để bán Tết cô ơi, hôm nay mua để bán Tết là bao hồng. Rồi, hôm nay em mới nhận đồ vải đẹp lắm chị, em cảm ơn chị Nguyễn Trung. Rồi, hôm nay mọi người vào lẹ nha mọi người ơi, vào lẹ giùm em hàng hả mấy chị. Hôm nay là quá Thân trời đẹp luôn rồi. Chị Ngọc Quyên. Mã này đi ha. Rồi. Mã này Trần Vy thích nữa nè. Xinh mai. Rồi nè, quá trời sang chảnh nè. Hôm nay đồ bên đẹp lắm cô ơi. Ship nha, ship toàn quốc 30.000 nha mấy chị ơi. Bên em hàng ship toàn quốc 30.000 mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi, mã này ghi giùm em mã cầu vòng đi ha. Vy Vy lập thể. Đây. Mọi người ơi, có phải là mấy chị thấy cái mã này rất là quen không? Dám ngựa xin banh lấy cái mẫu này nè. Có màu riêu, lấy lên màu riêu lên luôn. Ngựa banh đây nè mọi người. Trời ơi. Mẫu hết đi. Ôi xinh quá hả. Rồi mã này ghi giùm em hàng là cầu vòng. Cầu vòng đi ha. Dạ có tay dài luôn mấy chị, đợi em chứng xíu đổi, đổi rồi sách luôn, chuẩn bị vải đẹp lắm em, chị mua 20 bộ rồi. Lập thể chị Út cầu vòng giùm em hàng 129.000 đồng. Có đùi, dạ có gì có hết đùi hôm nay cái gì em cũng lên nè mấy chị nhìn nè, mấy chị nhìn cái cổ nè mấy chị thấy không, nó bèo 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 như vậy. Trời ơi mấy chị ơi, full bầu như vậy luôn nha mấy chị. Hàng này em hàng cho may lâu lắm luôn á mọi người, may cực kỳ lâu luôn á mấy chị nè. Đó, cái cổ sen không thì được, nhưng mà cái viền bèo lên nữa là mấy chị thiệt sự với mọi người rất là lâu luôn. Rồi cầu vòng liền giùm em hà. Ở 129.000 đồng giùm em hà. Trời ơi. Cầu vòng cho chị Thơ Võ. Ôi. Cô Quỳnh Tiên. 129.000 đồng. Rồi. Thanh Nguyệt cầu rồi. Vòng. Cầu vòng giùm em mấy chị. 129.000 đồng. Cầu vòng giùm em mấy chị. 129.000 đồng giùm em hà. Trời ơi con ngựa bên đây á mấy chị. Hàng hiếm giùm em hàng nha. Trời ơi mấy chị ơi. Nè mấy chị, mình có thể mua mua cái bộ đồ này nè. Mi Hoa Lê. Mình có thể mua bộ đồ này nè mấy chị. Rồi. Sam Sam hôm nay lên nhiều hàng nha mấy chị. Đây mấy chị em giấu nha. Rồi cầu vòng giùm em hàng. Dạ hôm nay em like hàng kỹ, hàng kiểu, hàng này tùm lum hết trơn mấy chị. Rồi cầu vòng liền giùm mấy hàng. 129.000 đồng giùm em hàng. Rồi Kim Nguyễn, Nguyễn Loan, Alisa. Rồi Nguyễn Lê 129.000 đồng. Trời ơi nó đẹp lắm mấy chị ơi. Không đẹp em hằng không lấy tiền mấy chị đâu mấy chị. Rồi. Dạ em lên tùm lum hết mấy chị ơi. Rồi cầu vòng liền giùm em mấy chị. 129.000 đồng giùm em hằng. Rồi nay em mua ủng hộ tiếp cho mẹ, ủng hộ shop. Cảm ơn chế rồi. Cầu vòng giùm em mấy chị yêu dấu nha. 129.000 đồng giùm em mấy chị ơi. Dạ. Hôm nay đầu năm đầu tháng mấy chị, đầu năm đầu tháng mình mua lấy em hàng bán lấy vía thôi à, đừng có đổi tới đổi lui vậy cho mấy chị ơi. Rồi đầu cầu vòng giùm em mấy chị ơi, 129.000 đồng. Ngày hôm nay mấy hàng lên bán tri ân mấy chị, đầu năm đầu tháng nên mình mua rồi, đừng có đổi tới đổi lui gì giùm em mấy chị hiểu dấu nha. Em hàng không có nhắn tin gì đâu mấy chị ơi, từ 40 đến 60 kg mình bận vừa mấy chục bộ mi vậy mấy chị. Rồi lên em hàng nào. Rồi mã này lên liền giùm mấy hàng nè. Hoa Hồ. Rồi. Cầu vòng với Đồng Loan. Trời ơi nó đẹp quá mấy chị ơi. Hôm nay hàng nào em cũng lên hết trơn á. Rồi lại đem hàng qua gấm nè. Rồi qua cái tay dài đi ha. Trời ơi. Tay dài đi qua gấm. Trời ơi. Mã này rồi LV. LV anh. Da đi hả. Rồi mấy chị. Dạ em cảm ơn toàn thể mấy chị nha. Rồi LV da nè. 129.000 đồng giùm em hà. Đây mấy chị ơi, nhanh đi đặng bác hằng lên lên gắm cho mấy chị ơi. Thôi mấy chị ơi, đẹp quá à. Lò ve da. 129.000 đồng mấy chị nhìn thấy nè. Shop em hằng may cho mấy chị là cái túi chính luôn mấy chị. Cái túi từ cái năm nay trở đi là em hằng lên cái túi chính không à mấy chị ơi. Mấy chị mua những cái shop khác em nói thiệt hạt Maxam, Queen Machine gì á, người ta cũng lên túi phối. Nhà em hàng lên cái túi chính luôn. Rồi mã này lên giùm em hàng là LV da nha. LV da nè. 129.000 được không?
Được thì chốt lẹ nha mấy chị nha. Rồi, lò vê da liền giùm em hàng 129.000 đồng. Lẹ liền giùm em nhớ. Size đồ từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Trời ơi, chế phượng trúc ơi, chốt bộ này chế phượng trúc. Xịn lắm chế phượng trúc ơi. Lẹ. Da, cô Quỳnh rồi, Tiên. Rồi, cô Quỳnh Tiên hôm nay lấy về bán cho cô. Để bán hàng tốt đẹp lắm cô ơi. Hôm nay quá trời. Anh Đông Hy, Thanh Văn. Vải nhà con là vải loài mù. Cho nên là cô khỏi sợ bị lừa lọc hết. Hả? Cô mua biết bao nhiêu bộ nhà con rồi. Kim Long, Kim Nguyễn, Kim Tù. Lò về mấy chị 129.000 đồng giùm em hả? Trời ơi đẹp xỉu luôn rồi. Thủy Nguyễn. Rồi 129.000 đồng giùm em hả? Phương Phạm Thị. 40 đến 60 kg mình mặn vừa giùm em hả? Đông Thái. Lò về da giùm em mấy chị. Rồi Nguyễn Hiền Quang. Mấy chị ơi. Ngọc Nguyễn. Rồi 129.000 đồng. Phương Kim. Sam Sam. Lò về da. Dạ gắm lên liền mấy chị 129.000 đồng. Rồi. Châu Thị Thu Kiều. Hoàng Vy có hết giùm em luôn. Bộ công an. Bỏ Thi. Rồi. Lò bê da giùm em mấy chị. Một dạ 129.000 đồng giùm em hả? Rồi lò bê da giùm em hả? Rồi Kiều Trang Kina Sợ Trần có hết giùm em hàng luôn nha mọi người nhá. Rồi Nga Lê luôn. Còn lại luôn đi mọi người ơi. Chắc hết đó. Đủ đâu. Còn mã gì đó. Lò bê da. Mã màu gì nó đem bên trong luôn đi. Còn mã nào nó không gắm? Rồi, rồi lò bê da Hồng Nga Lê Nguyễn Long Minh Mẫn có hết nha mấy chị nha. Rồi, Thu Vân Võ Hiền Nguyễn Hải Ngọc có hết nha. 129.000 đồng. Còn màu hồng. Hồng màu chữ. Hồng, ừ. Hồng chữ rồi. Hồng á. Rồi. Tiên Trần ok đây mấy chị ơi. Mã này lên liền giùm em hả? Trời ơi mấy chị ơi. 129.000 nó đẹp chưa chị từng thấy luôn. Chị Mai Nguyễn nó xuống hội giùm em nha chị ơi. Trời ơi mọi người ơi. Mã kia nó xuống hội giùm em hết nha mấy chị. Trời ơi mấy chị ơi làm gì có ai lên cây được cây vải màu riêu mấy chị. Cây màu riêu này là bé Hằng phải dành sống dành chết với mấy chị kia nè. Mấy cái chị mà shop lớn á. Bé mấy chị đúng mà shop lớn á mấy chị người ta bán rồi ok này, cho em Hằng lên cái gắm liền nè. Gắm rồi tay dài rồi mấy chị em Hằng lên hết mấy chị. Nè. Riêu chữ giùm em nha. Chị Trần Phương đó. Mấy cái shop lớn là người ta hay lấy những cái mã độc quyền như vậy nè mấy chị. Để về người ta bán 200-300 ngàn một bộ mấy chị. Em Hằng dành dữ lắm nè. Ghi giùm bé Hằng nè. Riêu chữ nha. Riêu chữ 129.000 đồng giùm em Hằng. Em Hằng là gọi là chị ơi nhường cho em một cây với. Em cũng thích những cái này. Khách em cũng thích những cái lạ lắm. Ờ mấy chị em. Rồi comment liền giùm em Hằng là riêu chữ 129.000 được không mấy chị ơi? Quá là đẹp luôn mấy chị ơi. Size đồ từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hả? Trời ơi mấy chị ơi, quá là xuất sắc luôn. Rồi, riêu chữ mùa này em Hằng không nhận để ở shop lấy thông cảm giùm em Hằng nha. Rồi riêu chữ. Rồi Nguyễn Long bất vừng rồi rồi, rồi lò bê da có hết nha. Rồi riêu chữ nè, lên giùm riêu em. Chữ cho chị Hơ Võ, Thi Võ. Rồi. Phụng Ngọc. Rồi. Cô Hình Triên nữa kìa rồi. Lưu Hận. Rồi cô Hình Triên kìa. Mai, rồi Tiền Lê. Phát Hình. Phát Hình. Riêu chữ giùm em mấy chị ơi 129.000 đồng. Có từ 40 đến 60 kg. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Chị Dung Nguyễn. Văn nhận Hình. Hàng. Kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng dò đại thoải mái luôn mấy chị ơi. Bao giặt mái luôn giùm em hàng. Không có nhiều nhân không rút vải gì luôn. Rồi. Riêu chữ giùm em mấy chị ơi 129.000 đồng giùm em hả? Riêu chữ chị Nga vô chị Thu. Chuẩn bị tới hàng đẹp nữa nè. Rồi. Mới nhận hàng chiều. Mới nhận hàng hồi chiều kiểu đẹp quá đồ may chất kỹ. May kỹ chất phải mềm em cảm ơn chị Bảo Nguyên nha. Em cảm ơn chị Bảo Nguyên nha chị yêu nha. Trời ơi chị ơi thiệt sự. 1000 câu chúc, 1000 lời chúc không bằng một cái feedback như vậy luôn á chị. 1000 lời chúc, 1000 câu chúc không bằng một cái feedback thật lòng như vậy mấy chị. Rồi comment em Hằng là riêu chữ cho em hả? Rồi. 100 rồi 29.000 đồng cho em hả? Nguyễn Loan Tiền Phạm. 1000 câu chúc, 1000 lời chúc cũng không bằng một cái feedback của mấy chị. Nhận hàng về mà cho em Hằng lại một cái feedback như vậy nữa mọi người. Rồi, riêu chữ giùm em Hằng hả mấy chị 129.000 đồng giùm bé Hằng. Size đồ từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Nhớ mã kèm giùm em Hằng cái số điện thoại nha mấy chị nhá. Rồi, riêu chữ giùm em Hằng 129.000 đồng. Rồi một cái mã rất là dễ thương nữa là bé Hằng qua tay dài nha. Mình qua tay dài nha mấy chị yêu dấu. Rồi, lên tiếp giùm em Hằng.
rồi. Toàn là mẫu hết trên không à trời. Trời ơi mấy chị ơi. G hồng. Mã này lên liền giùm bé Hằng là G hồng. 129.000 đồng giùm em Hằng. Trời ơi mấy chị ơi. Mọi người ơi. Mọi người à. Chị yêu nào fan bánh bèo giống như bé Hằng không? Dạ có lũng, có đùi, có gấm, hôm nay quá đẹp luôn. Ở hết tiền với shop em luôn, vải mềm mịn. Mê lắm luôn, xin cảm ơn cái phụ trúc. Rồi, mã này chế, hôm nay mua hàng cỡ nha chế, hôm nay quá đẹp luôn chế ơi. Rồi, em ơi chị mua 10 bộ, rồi hàng em đẹp lắm, em cảm ơn chế yêu. À chị thích lắm, em cảm ơn chế Hiền Nguyễn nha. Rồi, comment liền giùm em mấy chị ơi, G Hồng. Ôi, xinh quá là xinh luôn mấy chị ơi. Rồi G hồng liền giùm em mặt. Mấy chị nhìn cái cổ bèo của nó nè. Rồi G hồng liền giùm em mấy chị ơi. 129.000 đồng giùm em hả. Rồi chốt đơn. G hồng với chị Út Long. Rồi, rồi. Chị đợi hàng luôn kỹ hết rồi. Rồi G hồng giùm em mấy chị ơi. 129.000 đồng. Rồi cô Quỳnh Triên nữa kìa. Kim Ngọc nè. Rồi G hồng giùm em mấy chị ơi. 129.000 đồng giùm em hả. Ôi, Yến rồi, về hết rồi hả? Về hết rồi, chị Đông Thái. Chị gắm tương thay về nhiệm vụ đó đi gắm. Nhiệm vụ đi gót nước giùm chị đi. Rồi, gờ hồng. Rồi, gờ hồng giùm em mấy chị ơi. Quần nhẹ Hằng bao dài cho mấy chị nha nè. Chị Bình Hùng. Đây mấy chị, quần nhẹ em Hằng may cho mọi người. Rất là dài luôn. Đó mấy chị, đương nhiên biết Hằng đứng lên thì nó sẽ bị lên giày rồi mấy chị. Còn gì đi, đó nè, ai mà may cái quần tới vú chúng ta đó, bình thường cái quần người ta mình sẽ kéo vậy đúng không? Loan Phạm đó, phủ tê luôn cho mấy chị. Rồi G hồng em Hằng thì thường bận quần em Hằng thường kéo cao như vậy lắm mấy chị. Tiền Phạm nó khỏe không có bị chằn đâu mấy chị, thiệt sự. Đồ shop em Hằng may ra là không có bị chằn cái đái đâu, thiệt sự mấy chị luôn. Rồi G hồng kèm giùm em Hằng cái số điện thoại nha, 129.000 đồng. Rồi G hồng giùm em hả mấy chị, 129.000 đồng giùm em. Rồi lẹ giùm em nè. Rồi tay dài nè. Chị Đông Minh Quân. Rồi. Minh Quyên. Rồi. Ơi tay dài anh đẩy. Đẩy lại anh kêu đẩy lại, không nghe đẩy lại trời. Rồi tay dài cho mọi người mua. Rồi tay dài nè mọi người ơi. Quá là đẹp cho ngày hôm nay luôn. Kéo rồi. Kéo đâu rồi, dịch đâu rồi biết. Đó, đỏ trên rồi. Thôi, lên liền giùm em ha. Rồi mấy chị yêu dấu. Ok chị Kim Hơn. Mua 8 bộ rồi hả? Rồi ok chị Kim Thư nha. Đây mấy chị ơi. Rồi. Rồi. Dâu đỏ. Rồi hồng với chị Hỷ Trần. Trời ơi. Trời ơi coi nè. Trời ơi mặc lên lại tết. Trời ơi mấy chị ơi. Mặc vậy là thấy xuân về rồi đó mấy chị. Mặc lên vậy là thấy xuân về rồi mấy chị nhìn nè. Cổ nghe. Hai lá giùm em Hằng nha mấy chị, cổ hai lá mọi người, tay dài mang xếp giùm em Hằng luôn. Rồi lên em là dâu đỏ 139.000 đồng. Xuất sắc luôn mấy chị ơi, đợi. Trời ơi đợi giùm em một tí chí đi mấy chị. Là hot ra là tiếc hồi hụi luôn nha. Đợi giùm em một chí nha, em Hằng lên cái hàng kỹ liền cho em Hằng lên 3-4 bộ, 3-4 mã tay dài rồi 3-4 mã gấm đi em Hằng lên kỹ cho mấy chị mua nha. Thiệt sự luôn mấy chị. Ngày hôm nay quá là đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi dâu đỏ giùm em Hằng nè. Tay dài cho nên 139.000 đồng giùm em nha. Bộ này mấy chị chốt lẹ tốc độ nha mấy chị, hết hàng rồi nha mấy chị nha. Bộ này bé Hằng còn 30 bộ hay 40 bộ gì không có còn nhiều, cho nên là mấy chị tốc độ nha. Rồi comment giùm em Hằng. Rồi dâu đỏ giùm em nha mấy chị. Dạ bộ này em cũng là trời, Hằng ơi lên gấm đi Hằng. Được ơi lên đùi. Trời ơi mấy chị từ từ em lên liền. Rồi dâu đỏ chốt đơn nè, 139 nha. Rồi Quỳnh Triên. Ôi đúng rồi. Hương Đặng. Rồi Gà Long. Rồi dâu đỏ giùm em mấy chị. Rồi Thanh An Đông Thi. 139.000 đồng giùm em. Bộ mà chuyển khoản giùm em. Rồi Thanh An Đông Thi ơi. Linh Ruby. Rồi Đào Nguyễn Thị rồi. An Như Ý Nguyễn. Rồi Cherry Nguyễn. Rồi Sam Sam. Rồi Phụng Ngọc. Hạnh Hằng. 139.000 đồng. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái không chị. Như Ý Nguyễn. Mua hàng shop em Hằng.
Vâng, từ 40 đến 60 kg được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận cho mấy chị ơi, thoải mái giùm em ạ. Chị nào lấy lại rồi, em nó lấy lại. Chị lấy tiền. Em nó lấy lại cho chị muốn mấy hàng tỷ đẹp lắm. Rất là đẹp luôn. Thiệt sự luôn á. Chị đừng có hốt ai này ra. Hàng tỷ đâu rồi. Chị chính lên, chị đông quá. Dâu đỏ giùm em mấy chị 139.000 đồng. Mọi người thông cảm cho em Hằng với, có một mình em Hằng à. Mà một người đổi này, một người đổi kia, bé Hằng là cũng đổi rồi. Thương Võ Thị. Rồi, dâu đỏ giùm em mấy chị 139.000 đồng giùm em. Rồi, dâu đỏ kèm hàng số điện thoại giùm em Hằng. Chị Hà Hanh Viễn 139.000 đồng giùm Hằng rồi. Chị Misa 139.000 đồng thôi. Chị nào chưa chia sẻ live stream, tranh thủ chia sẻ live stream giùm em Hằng. Dạ, tại vì một mã mà hai bộ á chị, cho nên là không cảm. Có cánh dơ cánh ơi, có tùm lum hết mấy chị ơi. Rồi, dâu đỏ giùm em Hằng hả mấy chị, 139.000 đồng giùm em Hằng. Dâu đỏ chị Ngô Liên, chị My Hoa Lê. Rồi, gắm rồi đó hả? Mặt siêu mát lắm em. Dạ, mặt mát lắm em. Em cảm ơn chị yêu nha. Mát thôi, nhận hàng em Hằng. Dạ, từ từ mấy chị em Hằng lên đùi cho. Rồi, mã này em sọc xịn nè, 139.000 đồng nè. Rồi, ôi ôi là trời. Rồi, sọc xịn giùm em nha mấy chị yêu dấu nha. 139.000 đồng nha mấy chị. Ôi ôi mấy chị ơi. Ôi ôi là trời mọi người ơi. Rồi, sọc xịn liền cho mấy bạn. 139.000 đồng. Lâu đổi chị Lê Sương. Ồ, vải mấy măng gồ loại 1. Vải măng gồ loại 1 dùm mấy bạn mấy chị ơi. Rồi, mê vải kỹ chị đẹp mắt lạnh nữa. Rồi, sọc xịn liền cho mấy bạn. 139.000 đồng. Bộ này comment đúng cú pháp dùm em Hằng. Bộ rồi. Này là sọc xịn dùm em nha mấy chị ơi. 139.000 đồng dùm em Hằng. Rồi, chốt đơn dùm em. Sọc anh Đông Thị hai bộ, rồi, cô Quỳnh Truyên, mành mành, rồi, sọc đỏ chị giùm em Hằng mấy chị ơi, 139.000 đồng giùm em Hằng, từ 40 đến 60 kg là mình đồ shop em Hằng vừa hết mấy chị, rồi sọc xịn giùm em mọi người ơi, 139.000 đồng, tốc độ lẹ giùm em Hằng nha, rồi sọc cho Linh Ruby, rồi 139.000 đồng giùm em Hằng, sọc cho chị Bình An, rồi. Cho chị Hương Đại, rồi có mấy chị ơi, lẫn đùi gắm, rồi cái gì em Hằng cũng bán mấy chị ơi, rồi sọc giùm em Hằng, rồi Bảo Trinh, Hồng Như, rồi Như Lý Nguyễn, Hương Võ Thị, Linh Lan, mành mành đó rồi, sọc xịn giùm em Hằng mấy chị, 139.000 đồng giùm em Hằng. Rồi từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em. Trời ơi mấy chị ơi. Sọc xịn giùm em mấy chị. Sọc cho chị Hương Bồi. Ôi mấy chị sọc ơi. Cho chị Bảo Yến. Đẹp cực kỳ luôn cho mấy chị. 139.000 đồng giùm em Hằng. Sọc cho chị Misa. 139.000 đồng giùm em Hằng. Rồi qua luôn mọi người ơi, này hôm nay em Hằng like tốc độ nhanh nha. Tốc độ nhanh, like qua nhiều mẫu mấy chị ơi, hôm nay quá là nhiều mẫu luôn. Nhiều mẫu cho mấy chị mua. Có dâu đỏ rồi nha. Sọc xịn liền cho mấy Hằng ha. Rồi 139.000 đồng cho mấy Hằng. Rồi đây sọc cho chị Linh Trần. Rồi 139.000 đồng cho mấy Hằng. Rồi đây lấy mấy mã ta dài như vậy 4 mã. Rồi hả? 4 mã. Lấy hiên anh 1 mã. Rồi Phạm Phượng Bảo Yến nè. 1 mã 2 mã cũng được. 1 mã 1 mã cái một mã đi. Rồi. Bảo Yến chị Trúc Lam Lê. Cái sen, cổ sen cũng chưa like nữa. Ừ, beo đi. Chữ á, cái chữ màu da đi. Màu da đi hả, chữ màu đen cũng được rồi. Đây mấy chị ơi. Trúc Lan Lâm, chị Lê Sương. Ôi ơi. Ôi ơi, cái hoa này là hoa, này ghi hoa hot, sợ mấy chị không biết ghi á. Hoa gì đây ta? Hoa bự đi ha. Rồi, hoa bự giùm em đi mấy chị. Đây nè. Đây mấy chị ơi, cái hoa này rất là hot trend nè mấy chị thấy không? Vẫn ngon rồi. Có dâu rồi nha. Mã này lên liền giùm em Hằng là hoa bự đi nè. Cái bông hoa bự bự nè mấy chị. Hoa này màu tím là hoa gì ta? Rồi, comment giùm em Hằng là hoa bự chị giùm em nè. Rồi. Không thấy gọi thì lựa lại giùm em rồi, nha. Hoa bự giùm em mấy chị ơi. 139.000 đồng. Ôi là trời mấy chị ơi. Quá là đẹp luôn mọi người ơi. Nhìn nè mấy chị. Ôi mấy chị ơi, 139.000 đồng giùm em Hằng. Rồi, hoa bự đẹp nhất nách luôn. Em Hằng định đọc hoa hot mà em sợ mấy chị comment không được. Đó, em kệ đi, em ghi hoa bự đi cho mình dễ comment ha. Rồi, hoa bự giùm em Hằng. Hoa bự chị Hạnh Loan. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa chị nha. Rồi, 139.000 đồng giùm bé Hằng. Trời ơi, cái mẫu bông hoa này mấy chị, nước in nó đẹp cực kỳ luôn mọi người. Mấy hoa chị nhận hàng. Nga Đinh.
ở ngoài đó bao xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Rồi hoa bự liền giùm bé hả, 139.000 đồng cho mấy bạn. Rồi 40 đến 60 kg là mình bận vừa rồi, shop em nha mấy chị nha. Rồi hoa bự liền giùm em hả. Trời ơi coi nè mấy chị, nhìn cái cổ sen hai, cổ hai lá nè mọi người, hai lá nha em hàng nha mấy chị nè, hai lá rồi ra nhau như vậy chồng lên nha mấy chị. Ôi ôi hoa bự giùm em mấy chị ơi, 139.000 đồng giùm em hà. Ôi mấy chị ơi, rồi rồi hoa bự giùm em hà, 149.000 đồng ha, từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hà. Rồi hoa bự, chị nào lấy hoa bự lên em là hoa bự giùm bé hà, 149.000 đồng giùm em hà. Rồi hoa bự giùm em nha mấy chị, 149.000. Rồi một mã nữa nè. Ồ lẹ 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 nè. Rồi rồi mấy chị ơi, hoa bự cho em giờ neo. Rồi tiếp theo nữa nè. Rồi ơi thiệt sự mấy chị ơi, đùi lấy đùi rồi đùi chữ da, chữ da liền giùm em hả. Rồi em lên đùi, đùi cho mấy chị mua nghe. Rồi nè chữ da nè. Rồi tay ngắn liền. Anh Nguyễn đùi nằm ngay đây nè, biết không? Ngay cái thằng bên nó làm nhìn thẳng qua đây nè, nó nằm mé tường vậy luôn rồi. Chữ da 139.000 đồng. Ôi ôi mấy chị ơi, thiệt sự với mọi người luôn, chỉ có shop em Hằng mới like như vậy, là like mã nào like 3-4 mã liên tục, 5-6 mã liên tục như vậy để cho mình lộ. Thiệt sự mình thích cái cổ này đúng không mấy chị? Ờ mình thích cái cổ này, nhưng mà mình muốn không có thích cái họa tiết này thì mình lấy cái họa tiết khác, mình sẽ lựa được hai bộ dễ lắm mấy chị ơi. Em Hằng like nè, dễ dàng cho mấy chị lựa. Trời ơi cái bộ chữ da này xem một like cho chết rồi em, hai bộ mới gọi chút đơn. Ủa mấy chị ơi, chữ da giùm em Hằng, chữ da cô Quỳnh Trang, Cherry Nguyễn, rồi, chị Nga Đinh, rồi, chị Thu Nguyệt, rồi, chị Sương Trần Diễm, Thanh Anh Đông Hy, hai bộ đẹp Đông nè. Thái, chị Nguyễn Linh, chị Linh Trần. 139.000 đồng dùm em hàng. Trời ơi mấy chị nhận bộ đồ này về là vô cùng xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn mấy chị, sẽ chị không Linh có Nguyễn, nghĩ là chị Hương Đào. Trời ơi thôi em bán 139.000 chị mua chơi chơi, chứ bình thường mấy cái mango đuổi này chị mua 200 mấy chục ngàn không chị à. Bình Thương. Đó chị mua 200 mấy chục ngàn em bán 139.000 chị mua chơi chơi á. Không ngờ chị Misa, sẽ mê shop em luôn. Bảo Huy. Ờ mấy chị. Rê Hệ Bích Loan, Khéo Nguyễn nè. Khéo rồi. Nguyễn. Rồi. Thơ Võ, Hồng Mai, rồi. Hoa Bự. Còn mai em Hằng nè, Hồng Mai là hoa bự. Rồi chữ da liền giùm em mấy chị ơi, 139.000 đồng giùm em hà. Rồi chữ da giùm em mấy chị ơi, 139.000 đồng giùm em hà. Rồi Thơ Võ Thị nè. Rồi Phạm Mỹ Tuyết nè. Rồi chữ da giùm em Hằng mấy chị ơi, 139.000 đồng giùm em hà. Dạ từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hả. Rồi rồi chữ da hết đây ha, bao đi ha, bao đi. Rồi chữ da này giùm bé hả, da ngọc bích phát hình. Ủa sao trên không, không có Thị lấy cái cổ sen lên hả? Cổ sen là nè, cái cổ sen tay dài đó, cổ sen á, chung về chung đợt với cổ nhọn nè, nhưng mà nó cổ sen á, chung với cổ sen trơn màu đó à, ở nhà dưới. Ừ rồi ai chưa chia sẻ nhanh chia sẻ live stream giùm em hà. Rồi chữ da chút đơn ơi, Thi Hu Ma Lu, Nguyễn Ngay, Võ Thị Thanh Thúy, Hoa rồi. Bự, chữ da Như Ý Nguyễn, Thương Phạm. Bữa giờ em ghiền ngày nào cũng coi chị like ở đây nè. À, ôi ôi là trời beo. Rồi beo giùm em hằng, 139.000 đồng giùm em. Hồi ôi coi cái vải nè trời, mấy chị ơi thiệt sự với mấy chị chữ luôn á. Nguyễn Ngay comment liền giùm em hàng là beo, 139.000 đồng. Chữ da cho Tiên Hồ Nguyễn, cái bộ này mà ai hụt là em nói mấy chị ơi, tiếc hồi hụi nè mọi người ơi, đẹp lắm mấy chị ơi. Beo trời ơi em nói thiệt cho mấy chị nè, cái màu nó vô cùng đẹp luôn ha mấy chị, vô cùng đẹp giùm em hàng luôn đây mấy chị ơi. Beo liền giùm em hàng. Rồi mã này lên giùm em hàng là beo, 139.000 đồng giùm em. Rồi cô Quỳnh Kiên, chị Linh Nguyễn, chị Thu Thủy, Nhung Võ Thị Cẩm Nhung. Rồi beo liền giùm bé hàng. Thôi mấy chị ơi, đây mấy chị, em nói chị nào muốn mua vải đúng không, chị nào muốn mua về để xem cái chất vải giữa shop em Hằng và những cái shop khác bán thì mình nên mua những cái mã này đó về mình xem hả mấy chị. Beo hiếu rồi, rồi Bảo Thi, rồi beo giùm em hà, 139.000 đồng. Rồi từ 40 đến 60 kg mình mua giùm em hà.
Rồi bao giùm em mấy chị ơi. 139.000 đồng rồi mấy bạn. Rồi. Rồi. Nguyễn Thùy. Rồi. Anh Nguyễn. Rồi. Bao giùm em mấy chị 139.000 đồng giùm em ha. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa nha mọi người. Bao cho chị nghe Dương Thị Thu, Sam Sam, Loan Trinh, Kim Loan, Kim Liên Lê. Bê cho chị Hiền Nguyễn, chị Thúc Hoa. 139.000 đồng giùm em hả? Bê cho chị Kim Anh Phạm, rồi. Chị Xuân Mai. Rồi. Bao giùm em mấy chị 139.000 đồng giùm em hả? Rồi, bê cho chị Nguyễn Ngọc Mai. Rồi, 139.000 đồng thiệt sự giùm mấy chị luôn. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp giùm em hàng luôn mọi người ơi. Rồi, bao giùm em nha mấy chị yêu dấu nha, 139.000 đồng giùm em ha. Rồi, bao giùm em mấy chị ơi, 139.000. Bao chị Thuyền Trần Hoài. Mẹ có mua được đâu hả? Bao là... chị Trần Thiên Vi. Là sao chị trời? Trực tiếp Hoài mà có mua được đâu, rồi chị có mua đúng cú pháp không? Chứ ở đây chị nào đã mua được hàng? Ở mấy chị, đây mấy chị yêu dấu nè. Chị nào đã mua được hàng nhà em Hằng rồi, cho em Hằng xin những cái feedback lên đi mấy chị này nói em Hằng like trực tiếp hoài mà không có mua được hàng nhà em Hằng. Rồi, đây. Trời ơi. Chị Phương Thảo, chị Linh Phạm, chị Phú Gia. Mã này mã cao cấp đi ha mấy chị. Rồi, mã này ghi giùm em Hằng cái chữ cao cấp nè, 139.000 đồng. Xong cái mình qua một cái mã cổ sen nha mọi người nha. Rồi. Cao cấp hàng đẹp lắm, shop em cảm ơn chị bé Ria. Mua hàng shop em Hằng em nói thiệt với mọi người luôn. Shop em Hằng là dễ ồn mà mấy chị mình cứ mua, em Hằng nói mã nào mình còn manh đúng cú pháp. Kèm giùm em Hằng cái số điện thoại. Ở mã này ghi em Hằng là chữ cao cấp nè. 139.000 đồng. Rồi. Ở rất ưng ý vậy lắm, em mua rồi vậy đã lắm, cảm ơn chị Kim Kim. Rồi còn manh liền giùm bé Hằng chữ cao cấp giùm em mấy chị. Cái mã này là xong mã cổ nhọn nha mọi người, em Hằng không còn cổ nhọn nữa nha. Cho nên là chị nào trộn cái cổ nhọn hai lá nè mấy chị ơi. Nó xinh, cực kỳ xinh luôn. Chị nào hít cổ nhọn hai lá là chốt liền. Tai nha, quên giới thiệu nữa mấy chị. Tai dài, mang xét giùm em Hằng luôn. Nhà em Hằng cho mang xét là sao, là gài đúng mấy chị nha. Rồi cao cấp chốt đơn giùm em Hằng. Cao cấp cho cô Hình Chi, chị rồi, Minh Nguyễn. Rồi. Cao cấp cho chị Dương Nguyên, chị rồi, Hồng Như. Rồi. Cao cấp giùm em mấy chị ơi, 139.000 đồng giùm em hả? Rồi, bỏ. Rồi. 40 đến 60 kg mình bận vừa, đợi em xíu mấy chị yêu dấu. Rồi. Rồi. Cảm ơn chị nha. Rồi. Cao cấp giùm em mấy chị yêu dấu nha. Mua đồ shop em hàng giảm muốn chết nha chị. Có khó gì đâu. Mã kèm giùm em hàng cái số điện thoại. Mã kèm giùm em hàng cái số điện thoại là mình có đơn hàng. Rồi cao cấp liền giùm em mấy chị ơi. 139.000 đồng giùm em Hằng. Em nói thiệt mấy chị, hôm nay mình không có bỏ lỡ cái live stream nào nha mọi người. Hôm nay hàng đẹp nhất cái nách không à mấy chị. Rồi cao cấp liền giùm em Hằng, 139.000 đồng giùm em ha. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em ha. Rồi chị Hải Ngọc cao cấp nè. Rồi 139.000 đồng giùm em. Ôi mấy chị ơi. Dạ từ từ em Hằng lên từ từ cho mấy chị mua hết nha. Rồi đợi giùm em xíu mấy chị ơi. Rồi 139.000 đồng ha. Ủa cái nhọn tay ngắn chưa có lên nữa ta. Nãy xem tay ngắn, nhọn tay ngắn chưa có lên. Rồi pyjama tay ngắn chưa lên nữa. Rồi. Rồi mấy chị nha, tiếp theo giùm em Hằng nè. Mấy chị ơi, rồi. Quá là đẹp luôn mấy chị yêu dấu. Đó, rồi giờ đi làm không nhận đồ được. Tiếc ghê hả? Dạ chị. Rồi. Cao cấp cho chị Thảo Phương. Lên lẹ giùm em Hằng. Đây mấy chị ơi, quá là xuất sắc luôn mọi người ơi. Đây mấy chị yêu dấu. Chị mua bên em hai lần mà chị ơi chị. Mà gửi không tới để chị bên em Hằng gửi tới mà chị gọi chị không có nghe máy. Em thấy chị là bị cái vô bơm hàng rồi đó chị Thơ Nguyễn. Chị đã bị cái một bơm hàng rồi chị. Rồi ơi mấy bà ơi. Mấy bà ơi, mấy bà à. Một bộ đồ nó nhức nách nè mấy bà ơi. Mã này ghi giùm bé Hằng là mã hồng xịn. 139.000 đồng. Rồi lẹ liền giùm em Hằng là hồng xịn nha. Chắc chưa có đúng không? Rồi còn manh liền giùm em Hằng mấy chị hồng xịn liền giùm em Hằng. 139.000 đồng giùm em. Ôi là trời.
Mấy chị ơi, rồi còn Manh liền giùm em hàng là hồng xịn nè, 139.000 đồng. Lẹ đi bé hàng qua cái cánh dơi này nó nhức cái nách nè mấy chị ơi. Hồng xịn liền giùm em hàng mấy chị, 139.000 đồng giùm em hàng. Rồi, mã này lên liền giùm em hàng là hồng xịn nha. Ê, có lấy cái gấm màu riêu này vô cho mã chị cho. Chị ánh nhật lên. Gấm cho chị chín lên. Đây có lấy gấm gì vậy? Rồi hồng xịn giùm em hàng. Cánh dơi á. Hồng xịn liền giùm em hàng nha mấy chị. Hồng xịn cho bao hình. Rồi. Rồi. 139.000 đồng giùm em hàng. Trời mấy chị ơi. Rồi. Ôi cái mã này vô cùng hot trend hồng luôn mấy chị. Chị rồi. Ngọc, chị Hải Ngọc. Rồi hồng xịn giùm em mấy chị hồng ơi. Hồng xịn cho Ngọc Trinh Minh Sa. Hồng xịn giùm em mấy chị. Hồng xịn cho chị Hương Võ Thị. 139.000 cực kỳ xứng đáng đồng tiền mất kẹo luôn rồi. 139.000 đồng nha. Rồi. Hồng xịn liền giùm em mấy chị, cái nút màu hồng nữa mọi người. Các bà thấy không? Rồi. Cái nút màu hồng nữa không mấy chị? Rồi hồng xịn liền giùm bé hàng. 100 Tết này khỏi ăn với bà luôn rồi, gì tiền mua đồ mà hết rồi. Rồi, hồng xịn giùm em mấy chị ơi, 139.000 đồng giùm em ha. Từ 40 đến 60 ký mình bận người giùm em ha. Có mấy bộ nữa em hàng hết rồi em hàng, không có nhiều đâu mấy chị ơi. Mấy mã này không có còn nhiều đâu mấy chị. Rồi. Mấy bộ rồi em nói không có còn nhiều đâu mấy chị yêu dấu nha. Rồi, comment giùm em mấy chị ơi, hồng xịn liền giùm em hàng. 139.000 đồng giùm em hàng ha. Rồi mình qua luôn mã này tại em hàng hết rồi. Em hàng không có dám chốt đơn nhiều sợ ngày mai mấy chị không có nè. Chị Cúc Vinh thì em chốt hồng xịn lên cái điện thoại. Sợ ngày mai mấy chị không có hàng rồi mấy chị là buồn giận em nữa mấy chị. 139.000 đồng giùm em hàng. Rồi này qua rồi nè. Qua rồi luôn. Đây đây đây. Rồi một cái mã này nổi cho mấy chế mua nha. Rồi, ok ok em hàng lên gắm liền, gắm với đùi liền. Rồi. Đây đây cho mấy hàng lên một cái mã cao cấp này cho mấy chị nữa nè. Rồi. Đây mọi người ơi. Trời ơi. Chị Bảo Thi. Mã này ghi em mã tờ báo đi. Tờ báo nha. 139.000 đồng giùm em hàng. Rồi, mã này lên liền giùm mấy hàng là mã tờ báo nha mọi người. 139.000 đồng giùm em hàng. Chị Bình An ơi, mình phải comment giùm em hàng là hồng xịn nha. Hồng xịn mới vô đơn được nha. Hồi nãy có cái hồi nãy em hàng có lò quay hồng nữa. Rồi mãi nay kia em hàng là tờ báo nè. Trời ơi, nó tây quá trời tây luôn mấy chị ơi. Bận bộ này em nói với mọi người là vô cùng sang chảnh nè. Rồi comment liền giùm em mấy chị ơi, tờ báo nha. 139.000 đồng giùm em hàng. Rồi mã này lên liền giùm mấy hàng là tờ báo nè. 139.000 đồng giùm em hàng. Trời ơi. Nó xuất cái sát mấy chị ơi. Xuất cái sát luôn mọi người ơi. Cái bộ này vừa bận tạo thành hot trend ha, hot trend. Xong rồi mà cao cấp nữa mấy chị ơi. Chuẩn bơm Quảng Châu cho em hàng nha. Rồi tờ báo liền giùm em hàng. 139.000. Nhà em hàng may là chuẩn phơm Quảng Châu, chuẩn hàng loại 1 giùm em hàng. Không có nói nó không với hàng mà may cách sáng phơm nha. Rồi tờ báo giùm em mấy chị. 139.000 đồng. Rồi. Nó đẹp xuất sắc không mấy chị? Dạ có, lên hàng kỹ đợi em một ký, em hàng lên hàng kỹ liền. Rồi, tờ báo liền giùm em hàng. 139.000 đồng giùm em hàng. Rồi. Tờ báo kèm giùm em hàng cái số điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. 139.000 đồng giùm em hàng. Rồi. Tờ báo giùm em hàng mấy chị. Rồi. 139.000 đồng giùm em hàng. Sao cưng quỳ gối chi vậy chị? Đâu có cưng quỳ gối. Cứ ngồi cũng được mà. Rồi. Tờ báo 100 mấy rồi. Xiết không chịu đâu. Phải quỳ gối xiết. Rồi. Tờ báo. Rồi, 139.000 đồng giùm em hàng. Từ 40 đến 60 ký mình bận vừa giùm em hàng. 40 đến 60 ký mình bận vừa. Tờ báo chị Bình An. Rồi, 139.000 đồng. Rồi, tờ báo giùm em mấy chị. 139.000 đồng. Ừ đó, người ta ngồi vậy đó, người ta lụm có gì đâu. Ai bắt cưng quỳ gối đâu mà cưng vừa quỳ. Vừa quỳ vừa lụm nha. Tờ báo chị Mai Châu, chị Lâu Ngọ. Rồi tờ báo giùm em hàng mấy chị, 139.000 đồng giùm em hàng. Rồi qua tiếp theo. Ồ mấy chị, thằng bé nhân viên của em. Em đâu có bắt nó quỳ gói để lụm đồ đâu. Mà nó quỳ gói, nó lụm đồ. Thôi thiệt nó. Rồi. Rồi.
comment lẹ giùm em ha. Trời ơi, mã này ghi mã gì đây ta? Trời ơi, ôi cái mã này cũng giành giật với trời những chị Thảo Ngọc. Nói thiệt với mọi người luôn, cái mã này cũng giành giật với những cái shop lớn nào cũng phải năn nỉ nè. Ờ chị ơi nhường cho em với, em bán thì em bán số lượng chỉ có 200-300 bộ à, chị bán số lượng 2-3 nghìn bộ, 3-4 nghìn bộ một mã, chị cho em một cây đi. Thiệt sự mấy chị nè, shop này là người ta lấy về á mấy chị. Chị này lấy về là chỉ may một lần 2-3 ngàn bộ ngoài thị trường luôn. Rồi mã này lên. Ờ em cảm ơn trái tâm bình lời nha. Rồi mã này ghi giùm bé Hằng là mã G Real hả ta? Có G Real chưa? Nhìn ở dưới coi. Chưa đúng không? Rồi G Real cho mấy chị. Thiệt sự với mọi người luôn, những cái tông màu lạ như vậy á, những cái tông màu lạ như vậy thì những cái shop á mấy chị, những cái shop khác á mọi người yêu dấu, mình sẽ không có thể nào mà được mua đâu mấy chị yêu dấu nè. Ờ không có thể nào có luôn, tại vì shop em Hằng là kết nối với tiệm vải cho nên mới xin chỉ chừa ra được nè mấy chị. Rồi comment giùm em Hằng là G Real đó. Những cái tông màu mà những cái gu cây vải hàng hot như vậy là thiệt sự những cái shop bán like khác không có đâu. Rồi G Real giùm bé Hằng 139 ngàn đồng. Rồi G Real giùm em mấy chị. Rồi 139 ngàn đồng, em nói đẹp nhất cái nát luôn. Rồi G Real mấy chị. Rồi G Real giùm em hả, 139 ngàn đồng. Rồi ok rồi nha. Chị Lan Anh Thanh, rồi danh ca tờ báo. G Real chị Hồng Như. Rồi chị Phương Trần. Rồi 139 ngàn đồng giùm em hả. Rồi chị Hương Phạm. Rồi Quốc Nguyễn Đoàn. Rồi Nguyễn Nghi. Rồi chị Theo Nguyễn. Rồi G Real chị Ánh Nhật Nguyễn. Ánh Nhật Nguyễn, Tần Nguyễn, Bảo Nhi, Kim Hoa, Lan Vũ. Rồi đập tốc độ vậy đi. Rồi Thảo Nguyễn. Rồi G Real giùm em hả. G Real nha mấy chị ơi, 139 ngàn đồng tiền giùm em, số điện thoại giùm em hả. Rồi Đào Nguyễn Thị An. Rồi rồi Kim Ngọc, Tình Hương. Rồi 139 ngàn đồng giùm em hả. Nguyễn Thảo. Rồi G Real giùm em mấy chị ơi, 139 ngàn đồng giùm em hả. Từ 40-60 kg mình bận vừa giùm em hả. Rồi Phương Thảo, Lan Vũ, Mai Châu. Rồi có hết nha mọi người ơi, Quỳnh Sang 139 ngàn đồng. Bây giờ gắm hay đùi gắm đi ha. Gắm hay đùi gắm đâu rồi? Rồi hoa gắm kìa. Một cái mã hoa xám nữa đi mấy chị. Mình bận rất là đẹp đi mà ngồi đây nè. Trời ơi nhìn cái màu phối, shop em Hằng cho phối nè mấy chị thấy không. Rồi hoa xám liền giùm bé Hằng 139 ngàn đồng. Rồi mấy chị ơi, rồi xong bé Hằng lên gắm. Rồi xong bé Hằng lên đùi. Rồi bé Hằng lên hàng kỹ cho mấy chị mua nha. Rồi kiểu nữa nha. Trời ơi hôm nay là quá trời hàng luôn mấy chị ơi. Thiệt sự với mọi người luôn, rất là nhiều hàng luôn. Rồi mã này ghi giùm bé Hằng là hoa xám nè, 139 ngàn đồng giùm em Hằng. Trời ơi mọi người nhìn bên em Hằng cho xử lý cái cổ nè. Nó đẹp ghê là đẹp á mấy chị. Cái nút này trời, cái nút cũng phải gán là tiệp màu với nền bông hay là nền vải gì á mới được. Rồi hoa xám liền giùm em Hằng hả, 139 ngàn đồng giùm em Hằng. Rồi dạ trục chặt mạng làm không coi được bộ đùi hả. Dạ bây giờ em Hằng lên đùi nè. Rồi hoa xám liền giùm em mấy chị ơi. Nè mọi người ơi, ôi mấy chị, nó cái bông nó là cái những cái nền xanh ngọc như vậy nè mấy chị. Nó kệ đi, em Hằng nói hoa xám ở ngoài nó đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi comment liền giùm em Hằng ha, hoa xám 139 ngàn đồng giùm em Hằng. Trời ơi nó đẹp lắm mọi người ơi, em nói thiệt với mọi người á. Rồi ok em Hằng lên nè mấy chị, cái gì cũng có liền nè mọi người, mua lại giùm em Hằng nha. Hồi hoa chiều xám chị. Rồi ơi, chị Hương Võ Thị, chị Thi Võ. Rồi bây giờ bán lỗ bán lộn cái này rồi nè, không có lợi nhuận gì luôn nè, vô mua đi. Rồi hoa xám liền giùm em mấy chị 139 ngàn đồng. Cái đùi dơi thiệt sự với mấy chị luôn. Tiền vải mai bộ đùi này thôi á, tặng 115 ngàn. Tiền vải mai là 90 ngàn rồi chú. Rồi tiền công đồ ra trời ơi, thôi thiệt sự luôn, không muốn bán cái mã này lâu luôn mấy chị ơi. Rồi hoa xám giùm em hả. Bảo Thi. Rồi 139 ngàn đồng giùm em hả. Rồi hoa xám chị Lê Lắm, chị Phương Nguyễn. Rồi hoa xám giùm em mấy chị 139 ngàn đồng giùm em hả.
Rồi, từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em ha. Rồi, sáng chị Phương chào. Đẹp xỉu không cho mấy chị. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em. Rồi còn cái màu trơn của mình lên like không? Trơn có đem lên cho chị chưa? Lấy cho bà màu rêu gì đó, rồi, màu xanh. Hoa xám giùm em mấy chị ơi. 139 000 đồng giùm em. Rồi vậy cứ lấy chị bộ màu hồng đó đây, chị đeo đó đó. Rồi. Hoa xám giùm em hả mấy chị, 139 000 đồng giùm em hả. Hoa xám cho chị Bình Đờ. Rồi, từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Chị Diệp đây. Đây mọi người ơi, mã này ghi em là hồng cam. Rồi riêng chị riêng sang. Đây hồng cam 139 ngàn. Rồi dơi quần dài, dơi quần đùi, dơi quần ô, dơi gì cũng có hết. Dơi gấm, gấm thường, gấm cổ sen, gấm gì cũng có hết. Rồi mấy chị mua nè. Chị Lan Vũ, chị Lê Phượng. Đây nè mấy chị ơi, một cái bộ này em nói đẹp, đẹp nhất cái nách nè. Còn manh lẹ giùm bé Hằng là hồng cam đi, 139 ngàn đồng. Cái bộ hồng cam này bé Hằng sẽ chốt được 30 bộ nha mọi người nha. Rồi comment giùm em mấy chị ơi, hồng cam 139 ngàn đồng. Đáng lý ra bộ này em Hằng phải bán giá mắc hơn, nhưng mà kệ đi mấy chị. Dạ tay ngắn em Hằng có lên nữa, gọi giùm em tí xíu nha. Hồng cam giùm bé Hằng 139 ngàn đồng giùm em Hằng. Không sang em Hằng không có lấy tiền mấy chị đâu. Cái phone này không đẹp em Hằng không lấy tiền. Mà nhận về mà chị nào chê cứ nghĩ, cứ là từ chị nào mà nhận hàng trời thôi chê đi, là khỏi cần lúc mà shipper giao khỏi cần nhận hàng luôn mấy chị. Hồng rồi cam, hồng cam Hồ, rồi. Chị Kim Hoa, rồi. Thảo Nguyễn, rồi. Thi Đậu Gia, rồi. Nhã Vi Lê rồi. Rồi từ từ mấy chị ơi, em Hằng lên hết cho mấy chị mua. Rồi hồng cam giùm em mấy chị 139 ngàn đồng. Tối hôm nay em nói với mấy chị là toàn là hàng siêu phẩm thôi mọi người. Toàn hàng siêu phẩm thôi mấy chị. Nè, tay ngắn, tay dài, tay gì em Hằng cũng sẽ like nha mọi người nha. Rồi có mình em mà mấy chị thấy đi. Người tay ngắn đi Hằng ơi, người tay dài đi Hằng ơi, người có nhậu đi Hằng ơi. Rồi người đùi đi Hằng ơi, người này kia em Hằng sẽ lên hết. Rồi hồng cam thì giùm bé Hằng 139 ngàn. Tốt em Hằng bán hàng có mấy chị, em Hằng bán cho mấy chị là mấy chị đều được quyền kiểm tra hàng. Shop em Hằng bán hàng uy tín đến nỗi là cho khách kiểm tra hàng trước khi nhận. Ở mà mấy chị còn sợ cái gì nữa mà không mua mấy chị. Hồng cam thì giùm em Hằng 139 ngàn đồng giùm em Hằng. Rồi hồng cam giùm bé Hằng ha, 139 ngàn đồng. Hết luôn hả? Rồi vậy qua luôn đi. Rồi cam chị mua ngon. Rồi màu bơ luôn không? Rồi hồng cam liền giùm em Hằng ha mấy chị, 139 ngàn đồng giùm em Hằng. Rồi lên liền giùm bé Hằng nè. Rồi còn có màu này nữa em Hằng, hết luôn mọi người ơi. Ô còn cái này nữa thôi, kể bữa nào lấy sao cũng được. Rồi đây nè, có một màu xanh bơ cho chị em mình mua nữa nè. Rồi xanh bơ có nhiều, xanh bơ có 20 mấy bộ thôi, không có nhiều nữa nha mọi người. Trời ơi cái vải này em nói thiệt với mấy chị về là vô cùng mướt mát. Và hình như là shop mình là may mango trơn trước đúng không? Shop em Hằng may mango trơn trước, mai mốt mấy chị có nhìn thấy mà người ta cũng cỡ tháng sau mới có, tháng sau mới có chứ không có mango trơn này đâu mấy chị ơi. Rồi xanh bơ, trời ơi nó nết na thùy mị sang chảnh thiệt có mấy chị ơi. Sang chảnh cực kỳ luôn mấy chị ơi. Rồi mấy chị nhìn nè, ở cái cổ bơ em Hằng. Rồi xanh bơ liền giùm em Hằng. Ở mấy chị xanh bơ liền giùm em Hằng nha mọi người. Ở mấy chị thấy đi, bộ này em Hằng duyệt mẫu là 2 tháng mấy trước rồi đó, 2 tháng mấy trước, hôm nay nó mới trả hàng đó mấy chị. Ở mấy bà thấy may nó lâu lắm không mấy chị, lâu lắm chứ không phải mà dễ dàng mà có bộ đồ bán đâu mọi người. Thí dụ hôm nay em Hằng muốn bán bộ dơi đùi là em Hằng phải đặt tới 2 tháng mấy trước rồi. Rồi xanh bơ giùm em Hằng. Xanh bơ nhỏ vi lơ. Rồi xanh bơ liền giùm em mấy chị ơi, 139 ngàn đồng giùm em Hằng. Xanh bơ Hương Võ Hợi, 139 ngàn đồng giùm em Hằng. Xanh bơ chị Nguyệt rồi. Ánh, từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em Hằng. Đẹp lắm mấy chị ơi, hôm nay mua đại 5-6 bộ gì để dành bận nha. Trời ơi mấy chị nhìn nè mọi người ơi. Trời ơi nhìn cái bảng khối nha em Hằng nè mấy chị. Em Hằng cho nó khối cái lai quần nè mọi người nhìn nè. Nhìn cái like mọi người. Đây mấy chị ơi. Nguyên shop rồi. Rồi mấy chị nhìn nè. Mấy giờ?
xanh bơ liền giùm em mấy chị ơi, 139.000 đồng giùm em ha. Rồi, xanh bơ liền giùm em mấy chị ơi, 139.000 đồng. Rồi, chị Đông Đông. Rồi, 139 hả? Bỏ tôi ngồi vậy nó khỏe hơn. Vất vỉnh tầm đó ai bự nó quỳ trời. Ông ta nó quỳ. Rồi, xanh bơ giùm em hả mấy chị, 139.000 đồng giùm em hả. Quỳ ra không có chết vậy mà nó quỳ. Rồi đùi nghe. Rồi kệ đi qua luôn đùi nè. Đùi đang ngắn hay gì vậy? Ừ, sợ nó ngắn tới giờ, đang ngắn tới giờ, đang ngắn tới giờ. Tên... Bây giờ thôi đùi đi ha. Quá trời mẫu. Kệ đi đùi đi mấy chị nè, ngắn nè mấy bà. Nè ngắn bán có 129 ngàn nè, rồi hàng kỹ rồi tùm lum nè, đó. Thôi, đó ha, ngắn chứ hồi lên nổ nghe ngắn còn nhiều lắm nè. Nè mấy chị, ngắn hôm nay là dễ thương cực kỳ luôn mọi người. Đó. Bây giờ em Hằng qua cái đùi cho mấy chị mua đi ha. Đùi nè. Đùi này là em Hằng bán đã lỡ lộn giá rồi. Thiệt sự với mọi người luôn. Đã lỡ lộn giá không lợi nhuận thì em Hằng lên luôn mấy chị. Nhìn nè mấy chị. Một bộ cánh dơi. Đùi nha mọi người, yêu dấu nha. Đùi giùm em Hằng ha. Kệ đi, cái này là giá em Hằng bán cho mấy chị nè. Về xem chất vải nha em Hằng nha mọi người nha. Rồi. Xanh bơ chị Nguyễn thì thấm. Trời ơi. Trời ơi, cái bộ đồ lên nó sang cực kỳ luôn chị Phượng Trúc ơi, lấy một bộ đồ đùi bận cháy. Ủa, 3-4 bộ đồ đùi đi cháy. Bận đi, em nói chị nè, bận đồ đùi này xong rồi ghiền ha. Ghiền, đòi em Hằng like đùi, nếu mà không có like đâu chị. Một lô này hết, không có về lại nha. Hết là không có về lại mấy chị nhìn nè. Viền nè, chạy viền cái quần đùi nè. Chạy viền nguyên cái áo nè, full bâu cổ nè. Rồi chạy viền ở tay nè. Ủa quên, không có chạy viền ở tay, chạy viền ở túi. Chạy viền ở túi, hai túi ha mấy chị, hai túi nè. Hàng kỹ đẹp xuất rồi, sắc luôn. Hai túi nè, hai túi quần. Dạ, hàng kỹ hôm nay đẹp xuất sắc. Mọi người đợi giùm em một chút xíu. Hàng kỹ hôm nay em nói rồi, rất là đẹp, đợi giùm em một chút xíu. Rồi mã này ghi giùm mấy thằng là đùi 1, 115.000 đồng. Đùi 1 giùm em mấy chị ơi, 115.000 đồng. Kệ đi, lỡ lỗ rồi. Mấy chị mua về, mấy chị bận đẹp, mấy chị nhớ giới thiệu giùm em Hằng, giới thiệu cho chị em bạn bè dòng xóm gì muốn ủng hộ em Hằng nha. Một năm duy nhất em Hằng lên đúng một lô đùi này nha mấy chị, một lô đùi, không có lô đùi nào nữa, cho nên mọi người tranh thủ mua. 115.000 đồng. Trời ơi trời, rẻ hơn em Hằng lúc trước đi lấy sỉ nữa mọi người. Em Hằng đi lấy sỉ dơi đùi này là 150 rồi đó mấy chị, 150 một bộ đó mấy chị. Rồi đùi một giùm em Hằng nè, 115.000 đồng giùm em ha. Rồi chốt đơn nè. Rồi một chị Nguyễn này. Rồi. Thủy Nguyễn. Rồi. Tâm Bình Lê hai bộ. Dạ. Chị Phương Trần. Rồi. Dạ em lên gắm liền, gắm liền giùm em ha. Rồi đùi một giùm em Hằng mấy chị ơi, 115.000 đồng giùm em ha. Rất là sang chảnh luôn. Em nói không có sang chảnh, không xịn em mà không lấy tiền mấy chị đâu. Rồi, 115.000 đồng mấy chị nhận đi. Rồi. Rồi. Nhận đi rồi mấy chị thương em ha. 115.000 đồng một bộ giùm em ha. Size đồ từ 40 đến 60kg mình mặn vừa vậy mấy mà. Rồi, đẹp lắm mấy chị ơi, 115.000. Tan chưa từng thấy mấy chị nhìn nè. Chị Nhã Vi Lai. Mấy chị nhìn cái quần bên em Hằng may nè. Đây mấy chị, đó. Cái mông mấy chị muốn cỡ nào cũng vừa hết giùm em Hằng. Rồi mấy Phương. Chị nhìn cái form quần nhà em Hằng nè. Chị Hương Tấn. Nó không có bị ngắn tuốt trên tay đâu. Nè cái quần em Hằng bận ở trong này, nó ngắn như quần nào Hương nè. Ủa mấy chị, trời ơi, cái này có hai mẹ con ha. Trời ơi, cái phần đẹp xỉu luôn á chồng. Đứa con mà chừng 45-46kg ha. Trời ơi, hai mẹ con bận chung. Trời ơi, nói thiệt mấy chị, quá là xuất sắc luôn mọi người ơi. Đùi một liền giùm bé Hằng, 115.000. 115.000. Em nói thiệt với mọi người luôn, 115.000 rẻ hơn bộ đồ đùi im bé nữa mấy chị. Rồi, đùi 1 giùm em Hằng, 115.000 đồng giùm em Hằng. Rồi, 115.000 đồng một bộ em Hằng ha. Rồi, đây. Đây mấy chị ơi, 115.000 đồng một bộ giùm em Hằng. Rồi, lại đây giùm em Hằng. Rồi. Rồi mấy chị ơi, trời ơi. Đùi 2, ôi. Cái quả dâu đẹp cực kỳ nè. Đùi 2 giùm em mấy chị ơi, 115.000 đồng một bộ cho em hả. Trời ơi, mấy chị thấy không? Cái áo á mọi người, cái áo bên em Hằng cho nó chườm vai lên,
Cho nên cái độ nè, mấy chị bận vào nó rất là đẹp. Nó không có rộng thùng thình giống những cái shop khác đâu mấy chị. Rồi ghi mã cho em là đùi 2. Đùi 2 giùm em nha. Cảm ơn đùi 2 nha. 115.000 đồng. Em hằng may mã này em hằng rất là kỹ, tại vì mấy chị cánh dơi á mọi người. Đó, cái phần cánh dơi như vậy nè mấy chị, nó sẽ rất là kén người mặc luôn. Những chị nào nó hơi tròn tròn mình sẽ bận vào mình cảm thấy nó rất là tròn, nhưng bên hằng cho chồm vai nè. Đó mấy chị, trời ơi. Đùi 2 liền giùm bé Hằng. Xinh quá mấy chị ơi. 119. Ủa 115.000 hả? Đùi 2 chị Nga Linh. Rồi. Chị Nguyễn Thảo. Rồi. Chị Heo Tú. Nguyễn Thị Thi. Rồi. Chị Thủy Nguyễn. Dạ dâu em có quần dài. Có chị. Rồi. Dâu em có quần dài nãy em lên gọi mà. Rồi. Dạ. Đùi 2 giùm em mấy chị. Chị Lê Phượng. Đùi 2 cho chị Tâm Bình Lê. 40-65 mình bận được giùm em Hằng. Nè mấy chị nhìn. Nè full cái viền cổ như vậy giùm em Hằng. Rồi, full cái viền đùi nữa nè, cái quần có đùi viền nè. Rồi, đùi 2 giùm em Hằng mấy chị. Rồi, 115.000 đồng giùm em Hằng. Rồi, 60kg bằng thoải mái giùm em Hằng. Rồi, Hương Võ Thị, Hương Bùi, Mỹ Trinh nè. Rồi, một lâu em Hằng mới lên đùi mấy chị, vô hốt đi mọi người ơi. Rồi, đùi 2 giùm em Hằng. Nè mấy chị nhìn nè. Cái quần này mọi người, dạ trời ơi, từ từ em Hằng lên gắn một cái cho mấy chị nhìn nè. Mấy chị nhìn nha. Nguyễn Thị Son đây. Mấy chị nhìn cái phần quần chưa mấy chị? Thiên Nguyễn. Rồi. Chị Út Quỳnh. Rồi. Nguyễn Thị Tiền đùi 1. Đùi 2 chị Nguyễn Hồng. Đùi 2 giùm em Hằng. Mã này đùi 2 giùm em Hằng nha. Đùi 1, đùi 2 chị Linh Trần. Rồi. Đẹp lắm chứ Linh Trần ơi. Cái này bận đẹp chứ Linh Trần. Đùi 2 chị Tổng Phượng. Xinh xắn chứ Linh Trần. Rồi. Đùi 2 giùm em Hằng. Rồi. Đùi 2 giùm em Hằng. Mình 40-65 thôi, 67 mà không có vườn nghe. Rồi 40-65 nha mấy chị nha. Rồi. Nguyễn Thị Thế. Rồi. Nguyễn Thị Sáng Ngọc. Rồi. Bây giờ lên cái đùi 3 hả? Đùi 3 với cái đùi 4 nha. Đùi 2 chị Su Su. Đây. Chị Xéo Nguyễn. Đây đây mọi người ơi. Nhanh đi bé Hằng, qua tới gắm nha. Gắm rồi mấy chị phải chốt nhanh gọn lại nha. Phải gắm, bé Hằng không có số lượng nhiều ha. Rồi, mã này làm em Hằng là đùi 3. Đây mấy chị yêu dấu nha, đùi 3 giùm em Hằng. Rồi, em tin lần sau sẽ đến trước chị Hằng luôn, mua máy đắt, yêu sớm. Thôi, em cảm ơn chị Thùy Dương Lê nha. Sao hôm nay không chia sẻ vậy? Thôi đi chị, không có gì đâu chị yêu nha. Để em Hằng coi còn nạo không, em Hằng tặng cho chết một chai. Ủa sao giờ có chia sẻ rồi đó? Rồi, có nghĩa là em đọc tên chế rồi, chế mới chia sẻ đúng không? Rồi, kệ đi em Hằng tặng cho chế một chai mặt nạ nha, kệ ha. Chai em Hằng chuẩn bị, em Hằng khui ra em Hằng xài. Thì em Hằng tặng cho chị luôn nha. Tại em Hằng hết rồi, em Hằng tặng cho chị luôn được không? Tại em Hằng mới mua về hồi chiều này á. Ở tối nay em Hằng mới xài nè. Nhưng mà em Hằng để tặng cho chị thì em Hằng không xài. Rồi, sẽ còn nguyên tem nguyên si luôn nha chị. Rồi, đùi 3 nha. Đùi 3 nè mấy chị ơi, chốt lẹ mấy chị ơi. Đùi 3 nha mấy chế ơi. Đùi 3 40-65 mình bận được giùm em Hằng. Trời ơi, xinh xắn vô mấy chị ơi. Trái Tâm Bình Lê ơi, lấy đùi 3 trái Tâm Bình Lê, đẹp trái ơi. Rồi đùi 3 nè. 130. Rồi Mã ơi, 115.000 đồng. Chị Nguyễn Ngọc. Bình Lê. Chị Mỹ Liên. 115.000 đồng. Chị Kiếp Người. Đùi 3 chị Tâm Bình Lê. Rồi. Đùi 3 cho em mấy chị. Trang. 115.000 đồng. Nãy giờ tưởng bán 135.000 không mấy chị. Rồi. Đùi 3 chị Nguyễn Nghị Thí. Rồi. Chị Hoa Nguyễn. Rồi. Chị Nhã Vi Lê. Rồi đùi 3 cho mấy chị ơi. Ôi, full chị viền. Thanh Tiền. Ôi, mấy chị nhìn nè. Em Hằng đứng cái gì nè mấy chị, có phô thấy rõ nè. Nè mấy chị. Ôi mấy chị, em Hằng đứng vậy mấy chị mới coi thấy không nè. Mấy chị. Chị Diệu Hiền. Em nói với mấy chị là vô cùng thoải mái luôn nha. Mấy chị khỏi sợ nói là mặc quần đùi mình sẽ bị lộ hàng gì à. Khỏi sợ giùm em Hằng nha mấy chị nè. Mấy chị nhìn thấy không? Ờ, cái quần đùi của em Hằng nè. Đó mấy chị, nhìn cái quần đùi em Hằng may nè. Trời ơi mấy chị ơi. Rồi, đùi 3 giùm em Hằng. Rồi, 40-65kg mình bận đùi giùm em Hằng. 115.000 đồng. Lên trần đùi 2. Rồi, đùi 3 giùm em mấy chị ơi. 115.000 đồng giùm em Hằng. Rồi, chị Hồng Lê. Rồi, 115.000 đồng giùm em Hằng ha. Rồi, đùi 3 giùm em mấy chị ơi. Chị Nga Dương Thị Thu, chị Nguyễn Thị Vân. 115.000 đồng. Đẹp xỉu luôn mấy trái ơi. Chị Linh Trần. Rồi, 115.000 đồng giùm em Hằng.
từ 40 đến 60 kg mình bận 10 giùm em Hằng ha. Rồi đùi 3 giùm em nha mấy chị. Thị Lan. Hả? 100 nhiêu qua nè, 15.000 đồng. Rồi, đùi 3 giùm em nha mấy chị yêu dấu nhé, 115.000 đồng em Hằng. Chị là fan cứng của em hả? Vậy hả chị? À, em thấy không có fan cứng. Rồi mấy chị ơi, không. Đơn hồi trưa là đi rồi, gọi gọi là đi rồi nha. Trời ơi mấy chế ơi. Rồi, một mã đùi 4 luôn. Trời ơi, cái lồng vai màu hồng này đẹp quá, không lẽ để nữa trời. Biết bao nhiêu. Đùi 3 chị Như rồi. Nguyễn. Đùi 4 liền giùm em ha. Đùi rồi, chị Nguyễn một mã đùi này là hết đùi nha mấy chị rồi. Nha. Lấy cái gấm rồi, cánh dê là đây đi. Đùi 4 liền giùm em mấy chị. Nè, cái gấm màu riêu này nè, cái gấm đâu rồi. Gấm đâu, lấy gấm rồi gấm. Rồi, đùi 4 nha mấy chị. Rồi, mã này lên liền cho mấy bạn là đùi 4 nha. 139.000 đồng, có điện về mẹ chưa? Nói hôm nay chị Hằng bắt con tăng ca không? Mẹ mới vậy hả? Rồi có nói thì làm hay tăng ca không? Rồi đùi 4 giùm em Hằng. 139.000 đồng đó là hôm nay chị Nga có chồng chị Nga qua. Rồi không chị Nga tên Út về đi về nhà đám giỗ. Chị Mo 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 Ngô, Nhã Bi La, chị Heo Tú. Còn có hai vợ chồng chị Hằng nên làm không kịp, mấy người kia thì về sớm hết rồi. Đúng rồi, rồi đùi 4 giùm em hả? 139.000 đồng giùm em hả mấy chị? Rồi đùi 4 kèm giùm em Hằng, có điện thoại dễ thương quá mấy chị ơi. Đùi 3 chị Hương rồi. Đẹp quá. Đùi 4 chị Phương Trần ha. Đó mấy chị. Màu hồng phấn á mấy chị. Màu hồng phấn là cái nền tông vải nha. Rồi nó phối mấy cái LV màu vàng. Đẹp lắm luôn. 115.000 đồng. Em nói sang chảnh cực kỳ luôn mấy chị ơi. Rồi đùi 4 giùm em Hằng nha. Ờ mấy chị. Cảm ơn shop chị cứ để xài. Em thích gì đồ rất rất đẹp xuất sắc, không chê vào đâu được. Rồi cảm ơn chế yêu nha. Rồi 115.000. Bộ nào cũng 115.000 cũng tương á. Chốt hết đi. Rồi đùi lỡ bán 115 rồi, mua đi. 14 chị Mỹ Lan. 115.000 đồng lỡ chốt 115.000 rồi thì chốt lẹ đi. Lỡ rồi mấy chị ơi. Chị Quỳnh Hương. Thiệt sầu với mấy chị, lỡ rồi. Hết sợ cái gì rồi. Cùi rồi hết, lỡ rồi hết sợ cùi rồi. Rồi, comment giùm em mấy chị yêu dấu nhé. Đùi 4 giùm em mấy chị ơi. 115.000 đồng. Rồi. Đùi 4 giùm em mấy chị 115 rồi, tiếp nè. Thánh dơi nè, gắm nè. Đùi bóng chị ứng ôi đùi bóng chị em ra vỏ. Trời ơi thiệt sầu luôn, đẹp quá à. Chị Phượng Trúc ơi, lên mua hàng cao cấp về bận chế ơi, lên mua hàng này về bận chế ơi. Trời ơi là trời. Rồi, ôi, cái áo thiệt sự chùm cái đùi vai lên Nguyễn một cái. Chị Nguyễn Thị Sơn đây. Chị Tiền Lai cầm anh đùi 4 lên giùm em. Chùm cái vai lên một cái thôi mấy chị ơi, nó quá là xuất sắc so với hàng thường luôn mọi người ơi. Trời ơi, thiệt sầu với mấy chị luôn. Hôm quá là đỉnh phơm là chuẩn sớt 300-400 ngàn luôn nha mấy chị ơi. Còn manh liền giùm em Hằng là gắm riêu nha. 155.000 đồng. 40-65kg mình bận vừa. Rồi, còn manh hôm nay bán là thiệt sầu mùng 1. Bán chỉ để là lấy tương tác và để lấy cái may mắn thôi mấy chị. Còn manh mã này giùm em Hằng nè, gắm riêu phơm dơi luôn nha mấy chị. Quần có túi giùm em Hằng. 40-65 mình bận được giùm em, tại phơm dơi thì từ 40-65 mình bận được mấy chị nha. Rồi nè mấy chị, gắm riêu 155.000 đồng giùm em Hằng. Ôi ôi mấy chế ơi, nhận hàng gắm á mấy chị là mình không có chê vào đâu được luôn mấy chị. Nhận hàng bộ gắm nha em Hằng là mình không có chê vào đâu được nha. Xưởng em Hằng may ra nha mấy chị nha. Từ cái đường kim mũi chỉ hả mấy chị. Gắm riêu giùm em Hằng. Gắm riêu nha mọi người. 155.000 đồng giùm em Hằng. Rồi, đùi 3 chị Tường Vi. Rồi gắm riêu giùm em mấy chị ơi, 155.000 đồng. Ôi là trời, nó đẹp chưa từng thấy. Chị An Lisa. Rồi. Chị Ngọc Bích. Rồi. Chị Tiền Lê. Rồi. Chị Nguyễn Lân. Rồi. Chị Loan Trinh. Rồi. Gắm riêu giùm em mấy chị ơi, 155.000 đồng giùm em ha. 11 đùi 3 chị Ngọc Phương. Đẹp quá. Gắm riêu chị Tâm Bình Lê. Rồi. Chị Tiền Lê. Rồi. Chị Hồng Tiên. Rồi. Đẹp lắm mấy chị ơi, gắm riêu liền giùm em Hằng ha. 155.000 đồng giùm em Hằng. Trời ơi không có đẹp là không có lấy tiền đâu mấy chị ơi. Gắm riêu chị Phương Trang. Rồi 155.000 đồng giùm em Hằng.
Rồi chị Linh Trần có rồi á chị ơi, gắm view giùm em mấy chị. Nguyễn Thị Sáng Ngọc. Ôi mấy chị nhìn nè. 155.000 đồng giùm em hàng mấy chị. Rồi comment giùm em hàng mấy chị ơi, gắm view giùm em nè. 155.000. Nè, ai em đặt. Em đọc tên. Chị ơi nè, ai em tặng là em đọc tên, em mới có tặng mấy chị chứ không phải ai cũng có tặng nè giùm em hàng ha. Rồi, gắm view giùm em mấy chị. Rồi. 155.000 đồng giùm em hàng. 40 đến 65kg mình bận vừa, trời ơi xỉu tới xỉu, xỉu đau nữa nè. Màu trắng đi, rồi comment liền em mấy chị em dấu nha. Rồi comment liền giùm em mấy chị, gắm riêu liền giùm em mấy chị ơi. Ôi đây nè mọi người ơi, em hàng xí bộ này đặng Tết này là mấy hàng đi, có đi chùa rồi là bao sang luôn mấy chị. Ôi đi chùa đi chiền ở nhà cúng kiến rồi gì cũng sang cực kỳ luôn nè mọi người nhìn nè. Rồi ơi cái bữa này em hằng thích cái bộ gắm này đến nỗi mà em hằng mua 580.000 luôn mấy chị. Em hằng mua cái gắm trắng ô vuông này 580.000 luôn mọi người. Lẹ nè, comment giùm em hằng là gắm trắng nè 155.000 đồng nè. Chị nào mà hàng em hằng bán cái bộ gấm này đến nơi mấy chị kiểm tra không ưng chút vải cứ cho quay đầu giùm em hằng. Gấm này là gấm tơ tầm giùm em hằng nha mấy chị, gấm dệt tơ tầm giùm em hằng luôn, rất là đẹp đẹp như la tinh tơ tầm nhà em hằng vậy đó. Chị nào mua la tinh nhà em hằng á rồi là mấy chị biết trò coi nè, cái phần gấm trắng cho mấy chị yêu dấu nha, mình khỏi sợ thấy gì nhà em hằng, bao sang luôn nha mấy chị, rất là sang luôn mấy chị đừng có sợ. Gắm trắng giùm em hằng nè mấy chị, nhìn cái bơm bộ nè đó mấy chị, nhà em hằng may nè. Ôi mọi người ơi, gắm trắng liền giùm em hằng 155.000 đồng giùm em hằng, từ 40 đó trời ơi coi nè mấy chị ơi, sang chảnh cho mấy chị. Em nói mấy chị mua một cái bộ đồ này á mà ai bán mấy chị 155.000 thì sợ luôn rồi, gắm trắng chốt đơn giùm em hằng. Cái này mà mấy chị có chị em đâu nè ha, chị em đâu mấy chị mặc nhóm, trời ơi Tết này thiệt sợ mấy chị ơi. Rồi gắm trắng thì giùm em hằng. Chị Long Tân. Rồi chị Tâm Bình Lan. Chị Tiền Lan. Chị Mon Ngơ. Rồi. Chị Nguyệt Ánh. Trời ơi 155.000 đồng. Chị Phượng Trèo. Trời ơi mấy chị nhìn nè, nhìn nè mấy chị, cái phần ô vuông này nó ánh lên rất là đẹp. Ô vuông ánh vô, ô vuông thường, ô vuông ánh cổ nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị ơi. Gắm trắng thì giùm em hàng cổ từ từ. Từ từ nữa mấy chị ơi. 155.000 đồng giùm em hàng. Chị ơi bốn bộ trắng có rồi nhưng mà. Rồi comment em gắm trắng giùm em mấy chị ơi. Rồi 155.000 đồng giùm em hàng. Ôi ôi. Nó sang mấy chị ơi. Gắm trắng giùm em hàng ha. 155.000 đồng. Gọi lên số hội giùm em nha. Bán một bộ đồ 155.000 đồng mà báo giá ra muốn xỉu luôn mấy chị. Tiền công, tiền vải, tiền thợ chưa nha. Có tối đâu mấy chị. Tiền công, tiền vải, tiền thợ giùm em trắng là riêu. Tiền công, tiền vải, tiền thợ mấy chị chưa có tối tiền, từ từng chưa có bằng giá hàng bán ra nữa. Ngày hôm nay em hàng bán không lợi nhuận như vậy á mấy chị, không lợi nhuận á mấy chị ơi. Rồi gắm trắng liền giùm em hà 155.000 đồng. Trời cái chị Thiên Hằng, hằng này tội nghiệp chị quá à, mua hoài luôn vậy hả chị. Trời ơi mua đến nỗi mà em hàng không có bán rồi mà mua nữa luôn á. Đỏ này cánh dơi luôn hả, đỏ này có sen, còn màu xanh đen nè, rồi xanh đen với màu cam phải không, còn nó có sen phải không. Rồi sáng chị Đặng Danh. Chị Thiên Hằng, hằng cứ mua dùm người ta mà vô mua trắng của em hoài chi vậy chị. Trời ơi mấy chị ơi, xanh đen nha mọi người. Trời ơi coi nè, gắm riêu chị thấy xanh điểm đen liền dùm em mấy chị ơi. 155.000 đồng. Xong bé hàng lên. Trời ơi trời ơi mấy chị ơi, chị Nguyễn đến. Ôi cái em hằng bán gắm mấy chị biết là trước khi em hằng qua những cái đồ bộ mango này á là em hằng chuyên gắm rồi đó. Gắm bé hằng bán ra ngoài thị trường nói thiệt với mấy chị là nhiều hơn mango rất là nhiều luôn, mấy trăm nghìn bộ gắm luôn á mấy chị. Chị nào mua gắm nhà em hằng trước giờ mà biết em hằng từ hồi bán gắm nè mấy chị, ờ biết em hằng từ hồi em hằng bán gắm được, còn em hằng xanh đen. Dạ xong cái này em hằng qua tay dài liền cho mấy chị mua đến. Rồi xanh đen nha, gắm xanh đen. Trời ơi trời ơi coi nè mấy chị ơi,
Ủa, nó trắng. Nó trắng cực kỳ luôn mấy chị. Xanh đen thì giùm em ha. 155.000 đồng. Rồi, xanh đen giùm em nha mấy chị ơi. 155.000 đồng nè. Mấy chị nhìn sọc dọc nè mấy chị. Đẹp xỉu luôn. Xanh đen long trên. Ủa, hôm nay mấy chị mua được hàng quá đẹp luôn á mọi người ơi. Trời ơi, coi cái form này chồng. Rồi, xanh đen giùm em ha. Rồi. Chị Thủy ngồi. Rồi, xanh đen giùm em mấy chị ơi. 155.000 đồng nha. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em ạ. Bên 40 đến 65 nha mấy chị nha. Những cái vòm cánh dơi này là 40 đến 65 giùm em Hằng ha. Tiền rồi, ơi. Xanh đen liền giùm em mấy chị. Trời ơi, xanh đen nó sang quá. Mấy chị nhìn nè. Trời ơi mấy chị ơi, rất là đẹp luôn á mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị yêu dấu nhá. Xanh đen nha. Rồi, 165, ô quên 155 nghìn giùm em ha. Rồi, xanh đen giùm em mấy chị ơi. 155.000 đồng. Nguyễn Thị Sáng Ngọc. 40 đến 65 kg mình bận vùi giùm em ha. Út Quỳnh. Rồi. Na Út. Rồi, xanh đen giùm em ha. Mấy chị. Nguyễn. Cái nút nè. Cái nút em Hằng cũng Nguyễn tìm chế. Cái nút màu xanh đen cho mấy chị nữa. Rồi, xanh đen liền giùm em Hằng ha. 155.000 đồng. Rồi. Na Dương Thị Hoa. Rồi, xanh đen giùm em Hằng nha mấy chị. 155.000 đồng hả mấy chị. Rồi, gắm màu rồi, này lấy may cái màu đó, màu cam. Rồi, xanh đen liền giùm em Hằng mấy chị ơi. Rồi em lên một cái màu nữa luôn là mình qua cái cổ sen luôn ha. Rồi. Rồi nha mấy chị, em Hằng qua một cái màu cuối cùng nữa là mình qua cái cổ sen luôn nha mọi người. Trời ơi gắm nhẹ em Hằng á mấy chị ơi, gắm tơ tầm á mấy chị. Gắm tơ tầm á mọi người. Xin đang chị đào chốt. Trời ơi. Gắm tơ tầm cho nên là nó rất là khó lên hàng mấy chị ơi. Ờ mấy chị, một cái chút sai xúc nhỏ thôi cũng là xanh sẽ làm hư cái bộ đồ nữa mấy chị, cho nên là may rất là kỹ lưỡng luôn. Và tơ tầm đó mấy chị mẹ. Cho nên là mình sẽ không có số lượng nhiều giống như cái những cái gắm thường đâu mọi người ơi. Rồi lên em Hằng là gắm cam 155.000 đồng. Trời ơi, cái áo gắm cam nè em Hằng cho chùm vai á mấy chị, cho chùm vai nè mấy chị, nhìn cái form đồ không, nó không có rộng thùng thình ra đâu nha mọi người nha. Trời ơi cái gắm cam đẹp tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Rồi nhận hàng rồi nha gái, hàng đẹp quá chuẩn luôn. Em cảm ơn chị Thanh Trường Nguyễn nha, cảm ơn chị yêu nha. Rồi cái gắm cam form cánh dơi nữa xong là bé Hằng qua cái gắm tay dài nha mọi người. Rồi xong em Hằng lên hàng kỹ luôn nha. Rồi ô qua nặng lên cái tay ngắn tay dài, trời hôm nay quá trời hàng luôn mấy chị ơi. Rồi gắm cam liền giùm bé Hằng 155.000 đồng. Trời ơi mấy chị ơi. Rồi gắm cam chị nào chốt lẹ liền giùm em, nhìn cái cổ nó nè. Trời ơi nó mê hồng trận cho mọi người. Rồi gắm cam liền giùm em mấy chị ơi, 40 đến 65 ký mình bận được giùm em ha. Gắm cam chị Vũ Trụ. Gắm cam liền giùm em mấy chị ơi, 100 rồi gắm cam giùm em mấy chị nha, 155.000 đồng giùm em ha. Gắm cam Nguyễn Thị Văn. Gắm xanh đen chị Lê Phượng. Gắm cam chị Phượng Triều. Đẹp mê hùng trận luôn mấy chị ơi. Rồi gắm cam giùm em Hằng mấy chị ơi, 155.000 đồng giùm em. Gắm cam giùm em mấy chị, 100 là hỏi hai đứa xong về đi. Xong về đi chị la được. Xin đen chị Hoa Nguyễn. Gắm cam 10 giờ rồi hai đứa về về đi. Rồi. Gắm. Rồi. Rồi xong về được rồi đó, 9:52 rồi. Gắm cam giùm em mấy chị. 155. Mấy giờ mới về? 10:30 chứ bao nhiêu. Rồi gắm cam giùm em mấy chị. 155.000. Rồi, gắm cam giùm em mấy chị hiểu dấu nha. 155.000 đồng giùm em ha. Rồi, gắm cam giùm em ha mấy chị, 155.000 đồng. Gắm cam chị Ngọc Lan Lan. Ok mấy chị luôn, 155.000 đồng giùm em ha. Thôi. Rồi bây giờ thể theo yêu cầu của mọi người thì lên cái gắm đỏ nè phải không? Gắm đỏ tay dài. Gắm cam chị Nguyễn Tiền. Chị Nguyễn Hồng. Gắm đỏ bé Hằng đấy. Cái bộ gắm đỏ này bé Hằng để tới 2 bộ. Mấy chị. Gắm cam Yên Nguyễn.
cái bộ gấm đỏ này bé Hằng để tới hai bộ lắm mọi người, để Tết bận nè. Rồi qua Tết mình có, tại vì mấy chị em Hằng ngộ lắm, cái gu em Hằng á mấy chị nó ngộ, nó lạ lùng vậy đó mấy chị. Ví dụ như em Hằng thích cái nào là em Hằng, nãy giờ em Hằng thích cái họa tiết màu đỏ này, em Hằng để hai bộ hoặc là ba bộ, bận hoài vậy đó, bận chừng nào cũ hết thì thôi. Ủa mấy chị, nhiều mấy đứa em nè, mấy đứa ở đây nè, nói trời chị Hằng, đồ chị cả đống thì chị phái bận một bộ hoài à. Rồi, gấm đỏ nha. Cái này nhiêu quên rồi ta? Này, thôi chịu nhiêu ạ? À? Chụp mẫu nhớ không, tính tiền á. Gấm đỏ nhiêu tiền ạ, à? Gấm nhớ không? Trong mấy quên rồi, mở cái nổ vô rồi. Gấm đỏ giùm em nè mấy chị. 100 có. Ta dài có màu đỏ mà. Lên trước á. Lên trước cái này. Rồi. 149.000 đồng nha. 149.000 đồng thôi nha mấy chị. Trời hôm nay gắm tới bán lỗ luôn rồi. Bên em Hằng không có sỉ nha mấy chị ơi. Nha mấy chị. 10 bộ, 20 bộ hay bao nhiêu bộ cũng không có sỉ trong cái livestream này nha mấy chị yêu dấu. Và năm nay em Hằng cũng không, bây giờ em Hằng cũng không có nhận sỉ lắm mấy chị. Tại vì cái live ngày hôm nay, cái live tối này là cái live em Hằng bán, nói chung là toàn giá sỉ thôi mấy chị ơi. Rồi, gấm đỏ giùm em Hằng, 149. Rồi, chế ơi, comment giùm em gấm đỏ đi, chế cô Út đừng có comment cái 149 không có biết lên. Rồi gấm đỏ giùm em mấy chị ơi, 149.000 đồng giùm em Hằng. Gấm đỏ cho Nguyễn Hằng. Rồi. Hoàng Lệ. Rồi. Thảo Hồ. Rồi. 149 em không có sỉ nha chị ơi. Em không có sỉ nha chị Tuyền Lê nha, ngày mai chị chuyển khoản trước giùm em Hằng ha. Chuyển khoản trước giùm em Hằng nha chị nha. Tại vì một mã 2-3 bộ, 2-3 ấy á chị. Hải Ngân. Chuyển khoản giùm em, năm nay em Hằng không có nhận sỉ. Hiện tại giờ em Hằng cứ nhận sỉ thôi mấy chị ơi. Rồi. Không nhận sỉ nữa, những là chị nào sỉ cũ thì cứ việc mua ha. Ờ, rồi gấm đỏ giùm em mấy chị ơi. 149.000 đồng giùm em ha. Rồi, gấm đỏ giùm em nha mấy chị ơi, 149.000 đồng. Trời ơi, nó đẹp xỉu luôn mấy chị yêu dấu. Hôm nay lên hơi muộn hả chết. Dạ, rồi, gấm đỏ giùm em mấy chị. 149.000 đồng giùm em ha. Chị Ngô Hải. Rồi, 149.000 đồng giùm em ha. Rồi, dạ ok chị, em mua. Rồi. Rồi. Gấm đỏ giùm em mấy chị, 149.000, em cảm ơn chị nha. Rồi gấm đỏ giùm em mấy chị, 149.000 đồng giùm em ha. Từ 40 đến 60 kg mình bận vùi em. Rồi mấy chị nhìn nè. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Ok chị Tuyền Lê nè, nhắn số tài khoản đi. Bán nhắn tin cái như nó anh vô. Rồi. Rồi cưng vô cái messenger cái gì gắm. Rồi, gấm đỏ giùm em mấy chị. Rồi, 100 rồi. 49.000 đồng nha ha. Rồi. Rồi gấm đỏ giùm em Hằng ha, chắc hết rồi quá ta. 149.000 đồng giùm em Hằng. Rồi gấm đỏ kèm giùm em Hằng số điện thoại nha. 149.000 đồng giùm em Hằng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em Hằng. Rồi. Gấm đỏ giùm em nha mấy chị. Chị Như Nguyễn Đùi màu có thì nha chị nha. 149.000 đồng giùm em ạ. Rồi ơi là trời. Rồi ơi xuất sắc dữ vậy nè. Dữ vậy nè là dữ vậy nè. Muốn chết luôn. Thiệt mấy chị ơi. Lỗi rồi hả? Rồi. Rồi ơi mấy chị ơi. Gấm da liền giùm bé Hằng, 149.000 đồng giùm em Hằng. Đó chị Nguyễn Yến. Ôi mấy chế ơi. Mấy chế à. Ôi chế tâm bình la ôi là trời để nữa. Mấy chị xem ơi trời, nhìn quá. Cái áo nè mấy chị. Thiệt sự đó là lý do tại sao em Hằng bán gấm. Em Hằng bán hoài luôn mọi người. Gấm da em Hằng bán gấm, em nói thiệt với mọi người là em Hằng bán rất phối nè. Bán phối nè mọi người. Bán là mấy trăm ngàn bộ ngoài thị trường mấy chị. Gấm da liền giùm em Hằng, 149.000 đồng giùm em Hằng. Rồi comment liền em mấy chị ơi, gấm da liền giùm em mấy chị, 149.000 đồng giùm em. Ok chị Vũ Trụ, đầu năm đầu tháng em Hằng đưa chị về Vũ Trụ luôn đi. Thôi, về vũ trụ nơi chị ở đi hả chị nha. Rồi đầu năm đầu tháng ai mua đổi tới đổi lui em Hằng cho đi theo chị vũ trụ luôn.
đừng có ở cái trái đất này giùm em hằng mấy chị ơi, thiệt sự về sao hỏa vũ trụ của chị ở đi, thiệt sự rồi trời, rồi gấm da giùm em mấy chị yêu dấu nha, rồi gấm da giùm em hằng đầu năm đầu tháng cho chị vũ trụ về vũ trụ ở đi chị ơi, chứ bây giờ mua nhiều mà không chịu chuyển khoản giùm người ta, mua nhiều không chịu chuyển khoản giùm người ta, mà nếu chuyển khoản thì xả đồ thì ok, xả đi đầu năm đầu tháng nha chị nha, về vũ trụ đi, em trả đĩa bay về đi nha, đừng có hỏi trái đất này nổi giùm em hằng, trời ơi trời gấm da giùm em mấy chị, 119.000 đồng một bộ giùm em hằng, trời ơi trời, đầu năm đầu tháng mình gặp vũ trụ kiếm tiền rồi, gấm da giùm em mấy chị ơi, gấm da chị Sang Nguyễn, rồi 119.000 đồng giùm em hằng. Thôi, thậm chí giống như chị Kim Bình Lê chỉ còn chưa biết yeah. Em là Tâm Bình Lê chỉ còn chuyển khoản trước em 2 triệu 3 triệu chỉ mua bao nhiêu chỉ trừ nó chạy thiệt sợ luôn mấy chị, rồi gắm da liền giùm em hà, bây giờ mình mua một đống mà không chịu chuyển khoản rồi đặt hàng xong về vũ trụ luôn hay gì, rồi comment giùm em mấy chị ơi, gắm da liền giùm em hà, rồi đặt hàng xong không chịu chuyển khoản đặng đi về vũ trụ luôn hay gì chị, rồi comment giùm em hà, đưa chị cái gấm đó, cái gấm đó chị Huy đào nha, cái gấm đó rồi gấm thôi, trẻ ghê với chị, rồi rồi làm em gấm còn nè, còn màn nào nữa không, còn màn nào nữa không, có sen á, gấm da chị Kim Quanh, chị Thảo Lôi, ủa mà đen lấy đâu nữa, tôi lấy màu đen bà, rồi bà giấu nữa bà, rồi gấm này thì, bà gấm thì có chứ, rồi rồi gấm xanh, chị Thảo Lôi, đây mấy chị ơi, đây nè, chị Kim Nguyễn, sen nữa nè. Trời, gắm xanh rồi giờ mấy mấy chị ơi, rồi bộ treo biết sao xuất sắc chuẩn bị lên cho mua, rồi gắm xanh liền giờ mấy mấy chị ơi, 149.000 đồng giờ mấy nào ghé shop lấy chuyển khoản, còn mang giờ mấy mấy chị, dạ chị nào ghé shop lấy thì chuyển khoản trước giờ mấy hàng nha mấy chị yêu dấu nha, ha, rồi em để đồ phía trước nha mấy chị, rồi gắm xanh, ôi chị nào da trắng lấy liền. Lấy liền mấy chị ơi. Rồi comment giùm em hằng là gấm xanh 139.000 đồng. Ôi ôi, cái màu này thiệt sự mấy chị ơi, quá là mê hồn trận luôn mấy chị ơi. Quên lộn, gấm xanh 149.000 nha mấy chị. Trời ơi, bữa giờ mà bán gấm 149.000. Trời ơi mấy chị ơi, gắm xanh nha mấy chị, hệ. Rồi gắm xanh chị Ngọc Mai, gắm xanh chị Quỳnh Như. Trời ơi chốt lại á mấy chị ơi, gắm da Trần Hồng Vui, gắm xanh giùm em hà, cái này 40-60kg mình mặn vừa giùm em hà nha mọi người, rồi gắm xanh cái cổ sen thì 40-60 giùm em hà nha mấy chị ơi, ủa chị nào mà nãy giờ không có bỏ mã nào thì cái mã đặc biệt này em hà sẽ chốt liền nè, gắm xanh liền giùm em hà 149.000 đồng, tay măng xếp cho mấy chị nha, 149.000 mấy chị nhìn nè, cái nút cũng gán kiếm màu xanh vô cho nó tiệp cái bộ đồ cho nó sang chảnh, chứ không có may một cái nút thường luôn mấy chị, rồi trời ơi coi nè cái phơm phía sau nè heo, rồi rồi tài khoản tên đầu trang em có, rồi gấm xanh giùm em mấy chị ơi, 149.000 đồng giùm em hằng ha, từ 40-60kg mình bận vừa giùm em hằng, ồ chị nào mà mua nhiều á, gấm xanh chị lê lắm, rồi chị Hương Hỏa Thị nè, 149.000 nè mấy chị, số tài khoản mấy chị nè, mình bấm như mình tìm chữ Phan Bích Hằng tầm sĩ á mấy chị, rồi mấy chị nhìn cái ảnh bìa nha em hằng nè, cái ảnh bìa nè, chó hôm nay đứng máy luôn vô nè, trong cái ảnh bìa nha em hằng nè mấy chị đó, lót cái ảnh bìa đầu năm đầu tháng, ai đổi tới đổi lui em hằng không chốt đơn nha, ok chưa, rồi đầu năm đầu tháng mấy chị yêu dấu ha, đầu năm đầu tháng ai mua đổi tới đổi lui em hằng không lên đơn nha mấy chị nha, rồi nè mấy chị, số tài khoản nhà em nè mấy chị, vô cái trang ảnh bìa nhà em hằng là em hằng ghim vô đó luôn rồi đó, hai số tài khoản là Lê Đức Tài và Phan Thị Bích Hằng, ở mấy chị hai cái số tài khoản của em hằng hả mấy chị, rồi gấm xanh liền giùm em hà, 149.000 rồi, chị nào nãy giờ là cái gấm nào cũng ủng hộ em hà thì em hằng sẽ chốt với bà cái gấm này với bà, em nói bạn không đẹp không lấy tiền nè, em hằng xí tới 4 bộ mã này luôn nè, em hằng xí liền cái màu này nè. Thì sợ cái màu này chắc mấy chị cũng, em hằng lên một cái năm nào em hằng lên gấm màu này cũng bị hụt hàng hết trơn mấy chị, hụt hàng cực kỳ, hụt hàng nè, cực kỳ hụt hàng màu này luôn nè,
Mọi người ơi. Trời ơi mấy chị ơi. Rồi, gấm đen. Rồi, gấm đen. 149.000 đồng. Gấm đen kìa, lên nhận hàng kìa. Gấm đen. Nó có việc danh mới nha. Gấm đen. Nói gấm xanh, gấm mà gấm xanh, gấm cam, gấm gì gấm tùm lum hết trơn. Rồi, comment liền giùm em mấy chị. Comment liền giùm em ha. Comment lại giùm em là gấm đen. À, đặt hai bộ vé. Dạ chị ơi ngày chị mai á, chị cứ comment theo số điện thoại đi, ngày mai trùng số điện thoại là bên em Hằng bỏ đơn chung. Trời ơi, gắm đen liền giùm em Hằng mấy chị ơi. Gắm đen liền giùm em mấy chị Thơ Nguyễn ơi, muốn đặt lại chuyển khoản hết mấy chị ơi. Những chị nào bơm hàng ha, những chị nào đã có cái tích bơm hàng nhà em Hằng rồi, có cái tít đen xì lì bơm hàng cái chữ to đùng ở đây rồi mấy chị, to đùng luôn, thì phải chuyển khoản cọc lại giùm em Hằng. Em Hằng mới đi hàng hả mấy chị, em Hằng không bán những chị nào bơm hàng. Chị nào có bơm hàng rồi thì phải chuyển khoản, tại vì năm nay mùng 1 em Hằng xí xóa những chị nào bơm hàng, chứ ngày mai thì bơm hàng vào mua em Hằng không bán hả mấy chị. Rồi gấm đen giùm em Hằng 149. Rồi tốt không thi ca long. Ôi, chị Nguyễn đẹp, đẹp chị Tiền Lan, chị Thanh Tiền. Rồi 149.000 đồng mấy chị ơi. Ôi là trời, chị nào chưa chốt chốt nè. Kim Tiền Nguyễn Thị Giám Xanh 149.000 đồng giùm em Hằng. Ôi mấy chị ơi, sang lắm mấy chị ơi. Gấm đen chị Kim Quang 149.000 đồng giùm em Hằng. Gấm đen Kim Tiến Nguyễn Thị, từ 40 đến 60 kg mình bận bùa giùm em Hằng. Rồi gấm đen nè, ôi coi nè, tay măng xếp nè mấy chị. Rồi rồi gấm đen giùm em Hằng 149.000 đồng giùm em Hằng. Rồi gấm đen giùm em mấy chị ơi. Gấm da đỏ chị Võ Hằng 149.000 đồng giùm em Hằng. Dư Nguyễn, ôi coi nè, ôi coi nè phía sau nè mấy chị, cái này mà bọn quay lưng về phía sau nó đẹp cực kỳ luôn á. Rồi gấm đen giùm em Hằng ha, 149.000 đồng giùm em Hằng, từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em Hằng ha. 40 đến hôm nay thôi kệ đi, hôm nay ở lại đi. Tết tay mà người ta đi đen nhiều đen, người ta đi đâu nhiều hỏi sợ hỏi sợ giờ trễ. Rồi gấm đen giùm em mấy chị, giờ người ta còn chạy ngoài đường quá trời kìa. Hôm nay có ai không đi ai mấy chị nào, mấy chị nào mà không có xem like, không có gấm da chị ứng ngon. Chị nào không có đi chơi là em Hằng biết là không có đi quên lộn. Chị nào đang xem live stream em Hằng là không có đi chơi đúng không mấy bà. Rồi chị Long Danh, không có đi chơi tất tay đúng không. Gấm đen Nguyễn Thế Danh, ôi gấm đen nó sang kỳ đúng mấy chị ơi. Gấm đen Cẩm Nương. Rồi gấm đen Nguyễn Yến 149.000 đồng giùm em Hằng. Rồi mấy cái chốt này mấy chị nhận về mấy chị phê pha luôn á heo, từ đường kim mũi chỉ mà 149.000 xong mấy chị. Mai mốt mấy chị ạ, em Hằng ơi lên gấm nữa đi, em Hằng ơi gấm nữa đi. Rồi ngày mai cưng có nhiều màu lắm á lắm. Gấm đen gì đào trốt. Rồi, ngày mai cưng sẽ được mọi người Ngọc mua Nhãn, rất là nhiều màu luôn. Màu cam, màu hồng, màu đó rồi gấm đen hết ha. Rồi qua nè, sale nè. Rồi sale nè, bây giờ lên cái màu hồng đi hết ta. Lên cái màu hai cái sọc đi. Em khui rồi nè. Cái quần nó mất tiêu. Này bán kem vô đi. Rồi ok. Mấy chị nào có đơn em Hằng xin tặng. Tết rồi. Tặng Tết luôn. Tặng Tết cho mấy chị nè. Nha. Mấy chục chị thôi nha mấy chị, đừng có chị nào á mấy chị. Đây. Lẹ nha. Chị nào hôm nay có đồ em Hằng sẽ bán kèm kem cho mấy chị yêu dấu nha ha. Đâu rồi cái hũ kem rồi này, okay, đây rồi nè. Ơi này hũ nguyên ở đây nè. Rồi mấy chị yêu dấu nha. Rồi không đi chơi ở nhà, không giỏi, không ai không có đi chơi là hôm nay rồi mấy chị yêu dấu, mùa này ở nhà chơi với chồng. Rồi mấy chị lẹ nha. Rồi nè mấy chị nhìn thấy cái chất kem bên em Hằng không mấy chị, sóng sánh ống ánh như là sữa chua luôn á mọi người, mùi hương nước hoa cực kỳ sang chảnh nha. Hồi nãy Hằng định bán đầu like nhưng mà em Hằng nhớ lại số lượng còn được có 40 hũ thôi ha. Rồi ghi giùm em Hằng là kem 100.000, kem 100 nói mấy chị nhìn nè, đỏ thấy không, nó sắp sữa rớt ra luôn rồi mấy chị. Rồi kem 100.000 cho em Hằng, 250 một hũ. Ngày hôm nay em Hằng sẽ bán tặng ngày mùng 1 Tết.
Ủa luôn lộn. Mùng 1 Tết Tây. Tết Tây mùng 1 đầu năm đầu tháng giùm em Hằng. Rồi kem 100.000 giùm em Hằng. Rồi còn mình liền em mấy chị ơi, kem 100.000. Trời ơi là trời. 40 chị nha mọi người nhở. Nè. Mùi nước hoa thì em nói với mấy chị là khỏi cần bàn. Như nè mấy chị nhìn cái kem nè mấy chị hoa nè mọi người. Rồi kem 100.000 giùm em Hằng. 40 chị nha mọi người, không có nhiều nha mọi người nhở. Rồi comment liền giùm em Hằng mấy chị, kem giùm em Hằng 100.000 giùm em Hằng. Rồi kem giùm em Hằng mấy chị ơi, 100.000 một hũ giùm em Hằng. 250 mấy chị, em Hằng bán tặng mấy chị 100.000. Đáng lấy ra hồi nãy là em Hằng bán đầu like, nhưng mà em Hằng có 40, có 40 hũ thôi, không có đủ á mấy chị. Trời ơi, rồi kem 100.000 nhất là mấy chị hoa và cái đầu gói gì nè. Rồi chị Kim Hoa một hũ, chị Hương Phan hai hũ, chị Mỹ Liên kem 100.000, chị Nguyễn Điệp, rồi chị Ca kem 100.000 mấy chị ơi. Giống đây mấy chị, lúc mà mình xuất vào cái đầu gói rồi nó đặt lắm mấy chị ơi. Rồi kem 100.000 kèm cho mấy Hằng số điện thoại cho mấy Hằng. Chị cô Út, chị mấy Trần chị Văn Cường, em Hằng thích thích tới mấy chị yêu dấu rồi, chị Nguyễn Phương, chị Ngọc Bích có rồi, chị Bình kem ơi, bộ đồ like bao nhiêu quên đúng không, may quá trộm đi đi chơi rồi phải kem không, chị Kim Hoa hai khẩu, chị Hạnh Ngô, rồi kem 100.000 giùm em Hằng, chị Tây Dâu, rồi chị Quỳnh Hương, rồi chị Kim Kim hai khẩu, chị Vất Nguyễn Thị, rồi chị Võ Thị, rồi Phi Đào Gia, rồi nè mấy chị kem 100.000. Nguyễn Thị Sáng Ngọc. Ôi em Hằng không thể, em Hằng không giới thiệu nhiều. Đây nè nha. Cái này là hũ em Hằng xài gần hết rồi. Rồi bà Trang Trần nữa, mua để dành hay gì bộ? Trang Trần hai hũ. Mua để dành hay gì vậy? Nè, hàng mấy chị nhận là phải hàng nguyên tem gì giùm em Hằng nhở? Kem một hũ. Hàng mấy chị nhận là còn nguyên tem gì giùm em nha mấy chị nha, nguyên tem nguyên si gì giùm em Hằng ha. Rồi, kem 100.000 đồng. Trời ơi mấy chị ơi. Chị Ăn Hiên. Mấy chị nhận cái hũ kem 100.000 đồng á, mấy chị nhìn cái những cái thành phần bên trong nha, và đặc biệt cái mùi chị nước Kim hoa. Kim có 2 hộp rồi. Cái mùi nước hoa thôi mấy chị là đủ giống để chị mấy chị là gọi là siêu lòng luôn rồi đó. Kem chị Lê Thanh Hòa. Cái mùi nước hoa để bào chế ra cái hộp kem này thôi cũng dư sức bán mấy chị 100.000 nữa. Kệ đi mấy chị xài trắng rồi mấy coi như là rồi, qua đi. Thả rồi. Con tép bắt con tôm ha. Rồi. Hết rồi. 100.000 giùm em Hằng. Rồi lên nè. Bộ này bán liền. Sọc chữ 129.000 thôi hả? Ừ. Rồi sọc chữ. À bộ em bận đầu like là ghi giùm em hoa Tết nha chứ Lê Thanh Hòa. Rồi. Lẹ đi xong em Hằng lên hàng kỹ cho mấy chị mua nè. Rồi hôm nay không có ai rồi, chắc mình like hồi mình. Mình cũng không có về. Rồi sọc chữ giùm em mấy chị ơi. 129.000 10 giờ mấy rồi. Rồi sọc chữ. Chị Nguyễn Hằng. Rồi em Hằng cố gắng like nửa tiếng nữa nha mấy chị ơi. Hả? Mai có ngồi đi. Mai có ngồi thì em Hằng like bù mấy chị ơi. Tại vì hôm nay không có ngồi. Hôm nay á một đứa thì mê một đứa mê chồng. Rồi sọc chữ 129.000. Một đứa mê chồng rồi một đứa về thì đám giỗ rồi. Nhờ mấy đứa kia thì nó về sớm ca 9 giờ hết rồi. Bây giờ còn có hai chị em này mua để dành khoái kim bên giúp rồi. Sọc chữ cho mấy bạn. Rồi hoa Tết chứ. Hoa Tết chứ chế. Hoa Tết chứ. Sọc chữ cho mấy anh Hòa. Rồi sọc chữ cho mấy bạn. Rồi sọc chữ giùm em mấy chị, 129.000 đồng giùm em. Rồi anh bị lót một lạc, anh bị lát rồi đó. Rồi sọc chữ giùm em Hằng mấy chị, 129.000 đồng giùm em Hằng. Sọc chữ giùm em Hằng, 129.000 đồng giùm em. Từ một hoa Tết. Đúng rồi chế Lê Thanh Hòa có rồi nha chế. Rồi sọc chữ giùm em mấy chị ơi, 129.000 đồng giùm em Hằng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vùi giùm em ha. Rồi Dương Trâm Quỳnh, chị Nguyễn Phương nè. Rồi sọc chữ giùm em nha mấy chị yêu dấu nha. Đó, 129.000 đồng giùm em ha. Trời ơi. Sọc chữ giùm em mấy chị, 129.000 đồng giùm em ha. Trời ơi. Thôi lên like em đâu mang dưới chừng chi trời. Rồi sọc chữ giùm em mấy chị, 129.000 đồng giùm em ha. Rồi chị Huỳnh Tấn Trang, học sọc chữ kèm giùm em ha. Cái số điện thoại mấy chị ơi. Quá là đẹp luôn, thiệt sợ mọi người. Em Hằng nói mọi người không tin chứ em Hằng chưa bao giờ biết mang đôi vớ là cái gì luôn á. Em Hằng xuất kem mà nhớ nha mấy chị. Mình xuất kem thì mọi người phải
bao bọc, mặc dù là kem á, kem bên shop em Hằng có độ chống nắng SPF 40 cộng cộng là mấy chị, nhưng mà mình đi ra ngoài nắng này kia mình cũng cố gắng mặc áo khoác, chứ không phải là sức kem xong ừ cái kem này có độ chống nắng nè, cứ để ngoài nắng gì nè, đó đó, nắng ơi ăn tôi đi, nắng ơi ăn tôi đi hả mấy chị. Thì cho dù là kem tiền triệu đi chăng nữa, kem mà 5-6 triệu, 10 triệu, 15 triệu một cái hoặc là bao nhiêu á mấy chị, một hũ cũng không thể nào mà sức rồi xong rồi ngồi ngoài nắng rồi trắng được đâu cho mọi người nha. Rồi á, một cái nữa mấy chị, kem em Hằng thì nó thẩm thấu rất là nhanh rồi, cực kỳ nhanh mấy chị, xuyên là mình sẽ trắng. Rồi chị nào mà da đen chai lì thì mình chịu khó là mình tẩy tế bào chết. Có mấy chị, mình tẩy tế bào chết đó rồi sọc chỗ qua thì 129.000 đồng. Rồi đây dễ hương quỷ xuống nè. Rồi mã này em là mã gấu hồng. Trời ơi, 129.000 đồng dùm em hả. Rồi em gái hết tiền ăn cũng ham đồ đẹp. Dạ chị, quá trời đẹp luôn á chị nè. Gấu hồng nè, 129.000 đồng nè. Gấu hồng dùm em Hằng mấy chị, hôm nay nói thầu kỹ chưa lên được. Chắc mai kỹ một chập luôn hết luôn ha. Mai kỹ một chập đó mấy chị, tối hôm nay không có ai về chung. Hai đứa này lát hồi nó về đường kia nữa, rồi hai vợ chồng em về đường kia nữa mọi người. Nên là hả? Không ý bốn mình ở đây luôn không? Bốn mình ở lại shop live tới 12 giờ khuya luôn. Rồi ngủ tại đây luôn. Rồi comment dùm em Hằng là gấu hồng nha, 129.000 đồng. Điện về xin mẹ đi, nói chị Hằng bắt hai chị em con tăng ca rồi ở lại ngủ luôn rồi, không có ai phụ hết trơn á. Chị Hằng tặng cho con cái rầm ngủ. Rồi gấu hồng 129.000 đồng. Rồi mãi lấy lên dùm em Hằng là gấu hồng dùm em mấy chị ơi, 129.000 đồng. Bộ này xinh xắn dễ thương lắm. Đó, chị nào đang cần một cái bộ mà trẻ trung á mấy chị thì nên chốt bộ này liền. Hả mấy chị, rồi gấu hồng nha. Rồi. Rồi, 129.000 đồng giùm em hả. Ôi mấy chị, em Hằng đưa gần gần cái bộ này cho mấy chế xem nè. Nó dễ hương cực gấu kỳ luôn. Hồng không? 129.000 đồng giùm em hả. Rồi, gấu hồng liền giùm em mấy chị ơi. 129.000 đồng giùm em hả. Mấy chị nhìn nè. Đây. Trời, ai cho hai đứa ở lại mở ngủ luôn đi ai? Sáng dậy chốt đơn tí. Gấu hồng dùm em hả. Rồi, 129.000 đồng dùm em hả. Rồi, gấu hồng liền dùm em hả, 129.000 đồng. Thôi, có đứa mê chồng bỏ việc. Có đứa mê chồng bỏ việc. Rồi, gấu hồng. Nó nói cho hai đứa ở lại ngủ luôn đi, sáng dậy chốt đơn tiếp. Rồi, gấu hồng sáng dậy chốt đơn sớm á, ý là chốt đơn sớm á, hiểu không? Sẽ bê đét á. Rồi, gấu hồng liền dùm em hà, 129.000 đồng dùm em hà. Rồi, bây giờ cái tay dài nó đẹp như vậy. Rồi, trời ơi, nay mượn trời ngủ đó. Nay tôi cho mượn như là Úc Đăng. Nay tôi cho mượn trời ngủ. Này là Úc Đăng. Úc không phải bà chủ. Dạ, bà chủ không. Bà chủ giờ bắt đầu có lên like. Rồi mấy chị ơi. Ôi ôi mấy chị ơi, bộ này dễ thương quá à. Lò V gì ta? Lò V hồng. Lò V hồng coi chừng có rồi á. Nãy giờ đâu có lò V hồng đâu. Coi mã coi. Rồi mã em là lò V hồng. 129.000 đồng. Rồi em lên cái tay dài em Hằng sale cho mấy chị mua. Sale vài mã lộn xộn cho mấy chị mua nè. Đây là cái này phải không? Lẫn hay gì vậy? Rồi em Hằng sale lẫn lộn xộn cho mấy bà về mua lại nghe. Rồi comment liền giùm em Hằng. Ok, chị Kim Kha Võ có rồi. Lò V hồng nè, 129.000 đồng giùm em Hằng. Rồi lò V hồng liền giùm em nha mấy chị, 129.000 đồng. Rồi đẹp quá mọi người ơi, mọi người à. Ôi bộ này xinh chưa? Xinh chưa? Lò V hồng, cổ nhọn full viền giùm em Hằng. 100 lò V nha. Rồi chị Thu Nguyệt, chị Phương Nguyễn. Lò V á mấy chị. Mọi người nghe lò ghê không à? Lò V giùm em Hằng.
LV Hồng dùm em Hằng 129.000 đồng. Kem em Hằng bán tặng tại cái live stream này 100.000 một hũ thôi. Rồi LV Hồng chị Sang Thanh Nguyễn, Sang Thanh Nguyễn. Còn mấy bộ nó hết mọi người ơi. Rồi LV Hồng liền dùm em mấy chị ơi, 129.000 đồng. Trời ơi, không có tin nổi luôn á mấy chị ơi, 129.000 đồng. Chị Phạm Hồng Anh à. Rồi chế Lê Thanh Hòa nè, 129.000 đồng dùm em nè. Rồi LV Hồng dùm em hà. Mấy chị nhìn nè. Trời ơi, vải nhà em Hằng mango đuổi nha, nhận hàng. Rồi mình em Hằng bán là bao mấy chị kiểm tra hàng. Rồi chị Ba Thu LV Hồng luôn. Rồi LV Hồng dùm bé Hằng ha, 139.000 đồng dùm em. Rồi chị Huỳnh Hương LV Hồng luôn nè, 139.000. Chị Dương Trâm Quỳnh LV Hồng như này lửng thấy không? Lửng có mấy chục bộ nghe. Rồi lên luôn cái LV đen luôn ha. Rồi Hạnh Hằng Lê Sương nè. Rồi chị Linh Trần ơi, mai gọi dùm em vào số hotline đi chị Linh Trần. Linh Trần nè, mai gọi dùm em số hotline đi chị ơi. 10 ngày chưa nhận được thì gọi em số hotline. Tầm này mùa dịch nó giao hàng chậm chán ghê luôn á mấy chị. Thiệt sự, chính cái bản thân em Hằng nè, chính cái bản thân em nè, người bán nè, người bán nè mấy chị, còn mong á mấy chị, mấy chị nhận em còn mong mấy chị là ngày hôm nay á mấy chị giao, ngày mai mấy bà nhận liền đi, tiền em Hằng mới về rồi xong mấy chị nhận hàng được á, 129, mấy chị nhận được hàng xong rồi mấy chị còn mới quay ủng hộ em nữa chứ mấy chị. Rồi tiền em Hằng mới về, tiền vốn tiền lời gì em Hằng mới có về được chứ mấy chị. Em Hằng mới có tiền, mới có vốn lấy đồ tiếp chứ. Chính cái bản thân em Hằng người bán nè, là người ta mong khách nhận được hàng nhiều nhất luôn á mấy chị. Chứ lên bán khen cổ họng mà hàng bây giờ hàng dịch đi hơi chậm thì mọi người thông cảm giùm em Hằng chí xíu. Rồi LV đen luôn nè, 129.000 đồng nè. Rồi LV đen dùm em mấy chị. Với cái nữa nè mấy chị, cái nữa mình sẽ hiểu gì nè. Ồ trời ơi, sao mình sẽ nói gì nè mấy chị. Ồ trời ơi, sao cái shop này giao đồ mình nay 10 ngày mình chưa nhận được. Cái mình sẽ tự nhủ trong lòng, ừ đúng rồi, tại vì mùa dịch đó, ở người ta nên shipper đồ giao chậm, đường đi đồ giao khó, mùa dịch chắc 2-3 bữa nữa mình nhận được đó mấy chị. Mình sẽ thấy trong lòng mình rất là nhẹ nhàng luôn. Còn mà trời ơi, cái quỷ cái shop đó tao mua hàng giờ 10 ngày rồi mày, nó chưa giao cho tao mày, cái mình sẽ cảm thấy cái lòng của mình đó mấy chị, nó sẽ rất là bực bội. Rồi mình nói ừ, cái shop đó nó giao độ mà mùa dịch này á, nên người ta giao chậm, ở 10 ngày đến nay mà chưa có, chắc mai mốt người ta giao, bớt dịch người ta giao, như vậy là nó khác nữa mấy chị. Còn cái mình đi, trời tao mua cái shop đồ đó 10 ngày rồi nó chưa có giao. Đó mấy chị, nó sẽ khác nữa mọi người. Rồi LV đen đó mình cảm thấy là mình sẽ kiểu là mình sẽ xoa dịu với nhau mọi người giống. Rồi LV đen giùm em hả? LV đen đi chị. 129.000 đồng giùm em hả? Rồi, mấy bộ à? Rồi LV đen đẹp quá hả? 129.000 đồng giùm em hả? Rồi LV đen 129.000 đồng giùm em hả? Rồi LV đen giùm em mấy chị đẹp quá hả? 129.000 đồng. Nhiều chế hôm nay chợ không nổi đi ngủ hết trơn. Rồi mùa giờ mấy, mùa giờ 8 giờ mới like. Rồi LV đen giùm em mấy chị, mai like sớm lại nha mọi người. Mai like sớm lại cho có thời gian nó dài dài. Mai thứ bảy nè. Ừ, mai thứ bảy. Ủa nay thứ bảy rồi hả? Ủa trời ơi. Rồi vậy mai chủ nhật mấy bà ơi. Trời ơi. Rồi đó, đồng nai có 3 ngày, bởi vậy ngày mai chủ nhật em Hằng live nguyên ngày cho mọi người luôn nha. Rồi LV đen giùm em Hằng, rồi 129.000 đồng giùm em Hằng. Trời ơi, bây giờ người ta đã ngủ một giấc ngủ giấc rồi nên mua like trời đi. Rồi LV đen rồi nè, nên mua nè, lửng em Hằng còn lẻ lẻ nè, sale nha. Mấy chục bộ nhiêu đây hả? 40. Trời ơi, lửng đẹp chứ vậy, minh mẫn lửng đẹp chứ vậy. Rồi lẫn nè, còn đẹp không mấy chị ơi, lẻ lẻ là còn đẹp không mọi người ơi. Ủa sao cái màu da kia nó cũng đưa lên ta, cái màu da chữ á ta, cổ nhọn mà có màu da chữ á. Có mà nó sọc rồi lẫn giùm em nè. Rồi lẫn nha mấy chị nha. Rồi sao nhiêu ta,
Rồi lẫn em hàng sale cho mấy chị mua nè. Bất kỳ nha, hổng lựa nha. 105.000 nha. Rồi lẫn cỏ nhọn hai lá, bất kỳ hổng lựa. 105.000 đồng một bộ dùm em Hằng. Đẹp lắm nè. Lẫn này là không có đẹp là bé Hằng không có lấy tiền mới chế luôn á. Lẫn 105.000 đồng. Còn bộ nào thì cũng từ 40. Rồi rồi lẫn nè 105.000 đồng. Không có lựa họa tiết nha. Tại còn đâu 19-20 họa tiết đúng không? Lẫn chị nào lấy hai bộ, cầm anh hai bộ. Lẫn 105.000 đồng không có lựa nha mấy chị nha. Bất kỳ giùm em nha. Bất kỳ giùm em nha mấy chị nha. Bất kỳ giùm em Hằng nè. Em Hằng đua nè. Còn 40 bộ xả cho hết. Em Hằng còn ít nha, em Hằng xả rồi mấy chị yêu dấu nha. Rồi lẫn giùm em Hằng nè. 105.000 nè. Cái này toàn bộ em Hằng sai bán nha mấy chị là cái lô. Cái lô cổ nhọn giùm em Hằng nha mấy chị mà nó còn lẻ lẻ. Một hai bộ em Hằng sale nào phôm gì nè. Đó. Rồi lẫn cổ sen chứ hồi em lên luôn nè. Ê mấy chị. Rồi lẫn 105.000 đồng. Nè mấy chị rồi. Lẫn mấy chị Thi, Thi Thuận Võ, Ngọc 105.000 đồng. Chị Nguyễn Linh. Đẹp lắm mấy chị ơi. Trương Lê 2 bộ. Rồi 105.000 đồng 2 bộ. Cổ nhọn 2 lá giùm em Hằng. Rồi Thi Thuận Võ 2 bộ. Chị Hồng Như 2 bộ. Rồi lẫn cái đó. Lẫn 3 bộ Trần Hiên Vy. Cứ bỏ vô bọc lại gì nè để mai cho mấy chị tiếp. Cho mấy đứa nó vô sớm cho nó tiếp. Để tiếp rồi lẫn giùm em Hằng. 105.000 đồng một bộ giùm em Hằng. 100 ít nha mấy chị ơi, lẹ nha. Hai bộ được 20. Mỗi chị hai bộ thì được 20 chị nha. Đó. Lẫn chị Đặng Danh. Lẫn giùm em Hằng mấy chị 105.000 đồng giùm em Hằng. Rồi. Người cứ bỏ như vậy đó. Ừ đó. Ừ, bỏ vậy đó. Đó rồi lẫn giùm em Hằng. 105.000 đồng nè, bọc này đâu. Cứ bỏ vô. Bọc Bảo Anh đi Trần. Đây nè, đây nè. Đó, lẫn giùm em mấy chị. 105.000 đồng một bộ giùm em Hằng. Lẫn hai bộ chị Bùi Thi Lê. Rồi. Nè cho một đống mật. Lẫn liền giùm em mấy chị ơi. Rồi. Lẫn cho chị Thiếu Nguyễn hai bộ. Cái này bộ dạ, bộ lẫn có hả? Lẫn luôn dài. Dạ. Dạ dạ bỏ ra. Rồi. Lẫn liền giùm em mấy chị ơi. Nhiều mẫu. Nhiều mẫu lắm mấy chị ơi, chị rất là nhiều mẫu bộ nha. Chị Thu Trang hai bộ. 105.000 đồng. Rồi bây giờ anh vô anh lấy cái kia vô bán tặng luôn đi. Nào. Cái này nè. Lẫn cái cổ sen ừ. Chơi luôn. Ừ. Cho mấy bả lựa luôn. Chị Thu Trang hai bộ, Xí Nguyễn. Lẫn giùm em Hằng. Lẫn ngoài đây nè gắm. 105.000 giùm em Hằng. Rồi lẫn giùm em Hằng nha, 105.000. Ừ đúng rồi. Ừ bao á. Rồi giờ vô bán mùng cuối năm ha. Ủa quên đầu năm. Rồi lẫn giùm em mấy chị. Rồi. 105.000 thộ nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Rồi lẫn giùm em Hằng. Hoàng Lợi có rồi. Rồi. Mã này lẫn mà chị đó mà không anh lẫn. Đó mà bà không anh không được. Mà không anh lẫn. 105.000. Rồi. Hết rồi nha mấy chị ơi. Rồi. Bây giờ trong thời gian chờ đợi mình sẽ nâu á, lên màu nâu lên tay ngắn. Ờ nâu tay ngắn thấy không? Ừ. Okay. Ừ đúng rồi. Rồi sale mấy cái đó đẹp quá trời luôn mấy chị. Mấy mã đẹp hết luôn. Rồi. Đựng 5 mã rồi lại nha giùm em Hằng nè. Nâu chủ nè. 129.000 đồng nè. Rồi chị Yến Gia. Nâu chủ giùm em Hằng. 129.000. Ủa cái bộ này. Cái bộ này trắng da cực kỳ luôn mọi người. Nâu chữ giùm em Hằng. Rồi nâu chữ nha. 129.000 đồng giùm em Hằng. Ôi ơi. Nâu chữ đây là tay ô quên tay ngắn quần dài nha mọi người. 129.000 đồng giùm em. Rồi, mã này ai lấy nâu chữ lên liền giùm cái hàng là nâu chữ nha. 129.000 đồng. Rồi, từ từ đi em Hằng soạn một đống tay dài sale cho mấy chị nè. Đây nè. Cho em Hằng lên mấy cái mã lẫn bán sale cho mấy chị mua rồi. 10 giờ rưỡi rồi. Không mấy hai chị em cưng về đi. Rồi. Cái này gồm em là chữ nâu nè. Chữ nâu nha, 129.000 đồng giùm em Hằng. Rồi chữ nâu giùm em mấy chị, 129. Ờ về đi. Đưa anh cái chiếc lông lên đi mẫu rồi. Rồi. Soạn về đi. Đó, sự nghiệp nó mới đợi nó tăng ca tới khuya mấy chị ơi. Rồi chữ nâu liền giùm em mấy chị ơi, 129.000 đồng. Đây mấy chị. Chữ nâu liền giùm em Hằng, sang cực kỳ luôn mấy chị ơi. 129.000 đồng.
Rồi chị em nào nâu chui chia sẻ, em chia sẻ livestream nữa nè. Rồi. Chị Mỹ học lắm. Rồi. Nâu chủ giùm em mấy chị ơi 125.000 đồng. Ủa quên lộn 129. Rồi giờ này không có ai nữa cho nên mấy chị cứ comment đúng mã kèm hàng số điện thoại nha. Rồi 129.000 đồng giùm em hàng ha. Cái này nâu chủ này là chủ dài chị ơi. Nâu chủ này là dài. 129.000 đồng. Rồi, mã này lên em là nâu chữ là quần dài 129.000 đồng, có một hôm bỏ vô luôn đi. Rồi, nâu chữ giùm em mấy chị 129.000 đồng giùm em ha. Rồi. Lẫn là 100. Ủa? Ủa mẹ. Rồi lẫn. Chị Ngọc Lan ơi. Lẫn em hàng bán sale ngày hôm nay cho mấy chị 105.000 thôi nha mấy chị nha. Rồi em hàng lên nè cho mấy chị mua nè. Rồi bây giờ ghi giùm em nè. Lửng sọc. Ừ thì lửng sọc. Đây chị nào hết cổ sen em hàng bán cái cổ sen sale cho mấy chị mua luôn. Lửng cổ sen thiệt sự với mọi người luôn. Hôm nay là chơi tới bến với mấy chị luôn được chưa? Thiệt sự với mọi người luôn. Hôm nay đầu năm đầu tháng bán ghẻ. Bán ghẻ bán nhanh cho mấy chị luôn nè. Lửng sọc 105.000. Kệ đi. Thiệt sự với mấy chị luôn. Rồi lên liền giùm em mấy chị nha. Lẫn sọc liền giùm em hằng 105.000 đồng. Chưa có ai bán giá này đâu nha mấy chị ơi. Lẫn bao rẻ luôn chưa mấy chị. 105.000 đồng thôi đó. Mấy bà vô hốt nha. Không hốt là tiếc hồi hụi nha mấy chị nha. Rồi lẫn sọc liền giùm em hằng 105.000 hả mấy chị. Size đồ từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hằng. Cổ sen cái này em hằng chốt tặng nha, cái này em hằng chốt số lượng nha mấy chị, 50 bộ nha mấy chị nha. Mã này em hằng chốt tặng 50 chị, đến chị thứ 50 là hết, là không có còn nữa nha mọi người nha. Ngày mai mình không có, mình không có quyền giận em hằng, tại vì cái này em hằng đã sale rồi. Cái này 125.000 đồng của em hằng nè. Rồi lửng sọc liền giùm em hằng. Linh Nguyễn. Rồi 105.000 đồng giùm em hằng. Rồi lửng sọc giùm em mấy chị ơi 105.000 đồng. Thanh Vi Hồng. Rồi 105.000 đồng một bộ giùm em hằng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em hằng. Rồi ơi cái hàng bộ lửng này em nói thiệt với mọi người bao mê ly luôn. Còn vài mã em hàng sale cho nó hết mấy chị. Rồi 125.000 chốt lẹ nha mọi người nha. Ở hết là em hàng không có bán nữa với mấy chị. Ồ ngày chỉ trên cái live stream này nha. Xem lại live chụp hình gửi qua. Không có giá này giùm em hàng ha. Rồi nha mấy chị em nhắc lại một lần nữa nha. Xem lại live stream chụp hình gửi qua không có giá này giùm em hả mấy chị nha. Rồi lửng sọc giùm em mấy chị ơi 105.000 giùm em hằng. Rồi lửng sọc giùm em mấy chị 105.000 đồng giùm em hằng. Xem lại live stream em hằng không chốt đơn này nha mấy chị nha. Rồi 105.000 đồng. Xem lại live stream chụp hình gửi qua bên em hằng không chốt giá 105.000. Em hằng chốt giá 105 khi mua trực tiếp trên live mấy chị nha. Rồi lẫn sọc giùm em mấy chị 105.000 giùm em hằng. Rồi hai bộ nữa. Rồi chụp hình rồi lẫn sọc giùm em mấy chị ơi 105.000 lẻ đi. Hôm nay quá trời hàng sale nè. Quá trời hàng sale luôn mấy chị ơi. 105.000 đồng một bộ giùm em hằng. Rồi em hàng nhắc lại nha mấy chị ơi, mua trực tiếp trên live mới có giá 105.000, chụp hình gửi qua trong tin nhắn không có giá 105.000 luôn ha. Rồi, bộ lửng hình luôn, 105.000 đồng giùm em hàng. Em cảm ơn chị yêu nha. Rồi. Lửng tộc giùm em mấy chị 105. Ờ bán bao rẻ luôn mấy chị luôn á. Rồi lửng hình nữa nè. Ôi ơi xinh nữa nè. Rồi mango mà bán 105.000 hôm nay bán phá giá luôn mấy chị. Thiệt sự hôm nay em hằng bán phá giá cho mọi người luôn. Thiệt sự với mọi người luôn, hôm nay em hằng bán phá giá mọi người đó mấy chị ơi. Bán phá giá toàn thể Facebook một bộ đó mấy chị. Rồi comment liền giùm em hằng lẫn hình 105.000. Vô đây mango để cho mấy chị xem cái chất mango nhà em hằng như thế nào. Rồi em hằng nhắc lại nha.
mua trực tiếp trên like nha mấy chị, không chốt qua tin nhắn, không chốt xem lại like nhá, xem lại like, giá vẫn 125.000 giùm em hàng ha. Rồi, đặc biệt duy nhất ngày Tết Tây, đặc biệt ngày hôm nay là Tết Tây này nha mấy chị nha, 105.000 đồng, em hôm nay không có đi coi như là suốt mấy tiếng đồng hồ nữa. Coi như là một cái gì ta, một cái quà tặng hả mấy chị. Mình xem mấy tiếng đồng hồ, mình không đi chơi không mà ngồi 105.000. Em hằng không cần lợi nhuận cái lô này luôn, không cần nói đến lợi nhuận gì, lỗ cũng được. Rồi lửng hình giùm em ha. Rồi chốt đơn nè. Rồi lửng hình cho chị Ngọc chơi. Rồi quanh quanh nail. Rồi Bích Tràng. Rồi Sumisu. Rồi lửng tộc Yến Nhi, lửng hình Yến Giang. Rồi Nguyễn lửng hình giùm em hàng mấy chị. Nguyễn Đùi Mò. Rồi lửng hình chị Nhân Lê. 105.000 giùm em hàng. Lửng hình chị Loan Danh. Rồi 105.000 đồng giùm em hàng mấy chị. Lửng hình 105, đúng rồi mấy chị Phạm ơi Dũng. Mấy cái bộ này là phải 125.000 không à. 125.000. Coi như là mấy cái mã này em hàng đã lỗ xuống 20.000. Lỗ xuống 20.000 cho nên là chị nào mua được trên cái livestream này là bao lời luôn ha. Rồi lửng hình liền giùm em mấy chị 105.000 đồng luôn ha. Rồi 105.000 ai không mua được cái này. Ngày mốt mấy chị hỏi lại giùm em hằng, ngày mai vẫn giá 125. Ngày mai em hằng có bán đi chăng nữa vẫn bán giá 125.000. Không có giá 105 như em hằng đang bán ngày hôm nay nha. 105.000 cũng không có phải mua. Rồi một cái nữa nha mấy chị. Ừ em ơi, bữa trước chị mua hai bộ 105.000 đồng một bộ như vậy. Ờ còn không, em hằng không cũng không bán nha. Em hằng nhắc lại một lần nữa cho mấy chị mua đồ ngày hôm nay mấy chị hiểu cho em hằng ha. Chứ ừ sao mà hả, sao mà bữa trước á, sao mà bữa trước á, sao chị mua sale bữa một tay á chị mua được sale có 105.000, xong nay á là bạn chị muốn mua thêm mà sao em tính chị gì tới 125.000 hả mấy chị nha. Cho nên là ai mua thì mua hai bộ đi, mua hai bộ đi. Mango nha mọi người, đó sẵn mấy chị xem cái chất liệu vải mango nhà em hàng, mango loại một luôn hả mấy chị. Rồi còn bên nhà mấy hàng mây. Rồi lẫn hả, dạ hôm nay đáng ra em hàng sẽ lên hàng kỹ đồ của mấy chị lẫn bèo mà bây giờ có hai vợ chồng em à, làm bây giờ còn có hai vợ chồng em mà mấy chị yêu dấu. Hôm bữa chị cũng rồi lẫn bèo, đúng rồi cái lẫn này toàn 125.000 của em hàng không à. Rồi lẫn bèo 105.000 đồng, mấy chị thấy đùi em hàng còn giá gì, đùi còn 115.000. Rồi còn manh lì em hàng lửng bay 105, mấy chị mua về đẹp đúng không, mua về đẹp xong rồi chị ơi bạn em mới thấy đẹp á, em muốn mua thêm cho bạn em hoặc là mẹ em rồi đó thấy đẹp em muốn mua thêm nữa, có giá 105 không nha mọi người nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay trên cái livestream này trực tiếp tại lúc 10:36 ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ồ mấy chị mình mới mua được những cái mã này giá 105.000. Rồi lửng beo giùm em hả, cậu này chơi phá giá mango. Lửng beo chị Trần Hiên Vy, Ngọc Liên Trần, rồi chị Ngọc Thành, rồi chị Lê Thanh Hòa. Rồi lửng beo giùm em mấy chị 125. Ủa 105.000. Chị Hồng Như. Rồi lửng beo giùm em mấy chị ơi 105.000. Em hằng nói lại một lần nữa nha chị mấy chị nha. Chị Hoàng em hằng bao mấy chị ngày hôm nay thôi nha, ngày mai ngày mốt là không có giá này, chỉ trên cái livestream này giùm em hàng thôi ha. Rồi chị Nhanh Trần, Nhanh Trần đau họng quá, nãy có người nước không dưới quên em lên lửng beo giùm em mấy chị 105.000 giùm em hàng. Chị Võ Thúy, quanh quanh neo, Ngọc Lan Lê, chị Sương Lê, trời ơi chút hai đứa gì hả, Tần Loan, Danh Cao, lửng beo giùm em mấy chị 105.000 đồng. Nhi Nguyễn, ồ mẹ, rồi lửng beo giùm em hả 105.000 giùm em hả. Rồi lên em là lửng bơ, rồi lửng bơ giùm em mấy chị ơi 105.000 giùm em hả. Rồi mã này lên em là lửng bơ nha. Rồi lửng bơ nè 105.000 giùm em mấy chị.
Trời ơi, cái lẫn bơ nó đẹp quá. Trời ơi, lỡ hố rồi, cho hố luôn rồi. Rồi, lẫn bơ liền giùm em. 105.000 đồng. Đầu da lẫn bơ. Em Hằng chỉ bán trong cái live stream ngày hôm nay thôi nha mọi người nha. Rồi, lẫn bơ nè. Trời ơi, 105.000 đồng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa, hình như đơn chưa nhà em Hằng gọi hết rồi mà ta. Đơn chưa làm hết rồi, vậy là đơn một mới không. Đơn chưa nhân viên em Hằng đã gọi hết rồi mấy chị. Nhưng mà đi hàng hết rồi mà lên đơn rồi, em thấy nhân viên nhà em Hằng làm tốc độ lắm mấy chị yêu dấu. Rồi, comment em Hằng lẫn bơ, em Hằng lên đùi rồi. Ờ giờ có hai vợ chồng em. Rồi. Em Hằng lên đùi rồi, bà bỏ tiên rồi. Em lại like đi chị, không mấy mai mua đi. Dạ. Cũng phải chiến đấu chứ mấy chị. Rồi lẫn bơ giùm em Hằng. Lỡ rồi. Rồi. Vân An, chị Lê Thanh Hòa đẹp lắm chứ Lê Thanh Hòa, bộ này xinh. 105.000 đồng. Nó quên đi lẫn bơ. Lẫn bơ đi chưa? Chưa ghi, chụp anh bỏ. Rồi lẫn bơ giùm em Hằng. 105.000 đồng giùm em Hằng. Chị chết chết. Rồi. Vân An đó rồi. Rồi. 105.000. Rồi lẫn bơ giùm em mấy chị ơi. 105.000 đồng một bộ giùm em ha. Từ 40 đến 60 kg mình bận bừa. Chị nào đang khoái lẫn mua đại hai bộ đi, trời ơi cơ hội. Cơ hội. Chị Mai Thảo cơ hội lắm mấy bà ơi, có 105.000 à. Lỡ bán báo lộn giá. Kệ. Lỡ báo lộn giá rồi, dứt luôn. Báo lỗ. Báo lỗ luôn á mấy chị. Báo lỗ rồi. Bây giờ tầm này lỗ hơn giá mai nữa. Nè. Mai nè mấy chị. Lẫn này quần nó dài. Em nói thiệt với mấy chị luôn, mai nè. Chị Xuyến Nguyễn. Tiền công nha. 40.000 là thợ bình thường. 40.000 một bộ á là tiền công của thợ mai á. Ở mấy chị, 40.000 một bộ là thợ bình thường. Ha mấy chị. Là ăn số lượng á nha. Người ta may số lượng á nha mấy chị, mà 40.000 một bộ nè. Rồi vải nè. Cái lửng này em Hằng may 1m8. 1m8 vải lửng mấy chị. Mấy chị thấy đi. Rồi nè. 65.000 đồng 1m vải, 2m là bao nhiêu rồi đó. Rồi khuy nút nữa, 105.000 đồng một bộ. Rồi lửng này lửng gì đây ta? Lửng xịn luôn đi, 105.000 đồng. Lỡ báo lộn giá rồi chơi luôn với mấy bà mùng 1. Chứ nói tới nói lui, ví dụ thôi mấy chị ơi cho em Hằng lên 115.000 đi. Em Hằng không thích nói tới nói lui, lỗ mình chịu. Mấy chị đã nói ra lỗ mình chịu. Đó, lỗ rồi thì mình tự chịu. Thì mai mốt có lô khác mình bán lại mọi người. Chứ bây giờ thôi mấy chị ơi em báo lộn giá thì thiệt sự. Hoặc là mua em thiệt sự. Em Hằng không có thích những chị khách mà mua xong bộ này, xong cái mấy chị xem like đã đời thôi, xả chị bộ kia đi, chị lấy bộ đó ha, xả bộ cam lấy bộ đen, xả bộ đen lấy bộ hồng. Thì sự là những chị như vậy em Hằng không có thích bán. Ở mấy chị, còn chị nào mua bộ nào chắc bộ đó là tặng quà gì em Hằng cũng tặng luôn ấy. Nói thiệt với mấy chị nào mà mua hàng nhà em Hằng nhanh gọn lẹ dễ tính thì em Hằng rất là yêu quý mấy chị luôn. Cổ này em Hằng cũng chơi mà ngồi được á. Rồi, còn manh mảnh em là lẫn xịn đúng không? Nè, lẫn xịn. Hình cho chị Bích Ngọc. Mảnh này em là lẫn xịn giùm em Hằng nha. 105.000 đồng giùm em Hằng. Lẫn xịn chị Hồng Nga. Ồ, đa quá mấy bà ơi. Lợi Quyên. Rồi, lẫn xịn liền giùm em Hằng ha. 105.000 đồng giùm em Hằng. Rồi, mã này lên giùm bé Hằng là lẫn xịn giùm em nha mấy chị. 105.000 đồng. Hồi ơi, đau cái ngờ tai quá à. Rồi, lửng xịn giùm em mấy chị ơi, 105.000 đồng. Rồi, lên lửng xịn với lửng này cũng đi rồi, mấy chị mai like đi em ơi. Ừ, giờ tối rồi. 105.000 em à. Rồi. Lửng xịn. Hả? Chị mai quên. Ừ, yêu quá, giám gì. Chị mộ. Chị Phan Loan. Rồi, quên nhắc nó hai chị em nó về tới nhắn tin cho chị. Nhắn tin chị Dương Trần. Rồi, lẫn tiền giùm em mấy chị ơi, 105.000 đồng giùm em ha. Rồi, lẫn tiền giùm em ha. 105.000 đồng giùm em ha. Rồi, một cái lửng lạ luôn nè mấy chị ơi. Bộ này sang lắm nè mấy chị mua đi. Chứ chế có muốn lấy tay dài không? Tay dài cuối cuối để mình... Một... Trời ơi, còn một đống luôn rồi kìa.
Rồi. Sợ một đống luôn mấy chị thôi gán. Gán like nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mã nữa bây giờ nha. Rồi, comment làm em mấy chị yêu dấu nhá, lẫn xịn giùm em ha. 105.000 đồng giùm em ha. Rồi lên liền giùm mấy ha. Lẫn lạ đi ha. Lẫn lạ 105.000 giùm em ha. Rồi ok nè, tay dài nè. 10 mã thì là tay dài hết nè. Đúng không? Rồi 10 mã tay dài hết cho mấy chị nè. Rồi lẫn lạ 105.000. Rồi 10 mã tay dài nữa. Nha mấy chị nha. Rồi comment em là lửng lạ nè, 105.000 đồng. Rồi 10 mã nữa là em Hằng nghỉ nha mọi người nha. Đó, sẵn soạn ở đây rồi. Hồi nãy mấy tụi nói trước khi về soạn cho chị like. Em về nhưng mà em soạn cho chị like để mất công. Lát có mình chị ngồi đây anh Tài đi soạn thì tội nghiệp lắm mấy chị ơi. Rồi lên em là nó soạn sẵn cho em 10 mã rồi. Không like nữa thì ngày mai phụ tình, phụ công tình của mấy tụi nó. Rồi lửng lạ nè, 105.000 đồng. Chốt lại ngay lập tức nha mấy chị ơi. Bộ này hổng sang, hổng xịn, hổng mịn, hổng lấy tiền, hổng sang, hổng xịn, hổng cao cấp, hổng rẻ nhất. Hổng rẻ nhất thị trường, hổng lấy tiền. Người ta bán lụa 100D thôi á. Lụa 100D thôi mấy chị mà người ta bán còn 115.000. Rồi, huống chi là lụa mango cao cấp như vậy. Rồi lửng lạ nè, ghi chưa? Rồi đi rồi. Rồi rồi. Mai cho tụi nó gọi. Rồi, lẫn lạ cho có công việc. Rồi lẫn lạ giùm em ha. Rồi 105.000 đồng nữa. Rồi. Tính thở một rồi. Like chốt một like chốt giùm em ha. Hai bộ để mà đi hè nha mọi người. Rồi. Chốt không được nên bỏ ra. Mấy bộ này tri ân giá rất là rẻ rồi. Mấy bộ này tri ân rẻ lắm cho nên mình cố gắng chốt hai bộ trên một like nha. Rồi Nguyễn, mấy bà mà không Trần. Không có chốt được hai bộ ngày mai bỏ đơn uổng lắm mấy chị Quỳnh ơi, thiệt sự luôn á mấy chị. Bỏ đơn mốt mua lại 125.000 uổng lắm luôn á. Cho nên là cố gắng mua hai bộ trên một like ngày mai nhà em Hằng là gọi đơn nha, không có dồn nha mấy chị nha. Nhà em Hằng là bây giờ là like nào đi like đó mấy chị ơi, không dồn nữa nha. Đó, tối này là xong nha mấy chị, nguyên ngày hôm nay là dồn gì là dồn nguyên ngày hôm nay. Ngày mai là đơn của ngày mai nha mấy chị nha. Đừng có dồn có nhiều chị gì đâu mấy chị. Cũng là nhân phẩm ai. Có nhiều chị ý là 2-3 ngày trước bên em Hằng đã gọi đơn đi hàng rồi nữa đó. Gọi đơn đi hàng nữa mà hôm nay mua nè. Hôm nay mua cũng báo dồn cho đơn hôm trước nha em. Mà gọi là báo đơn là đi hàng rồi nữa đó mấy chị. Ờ. Long Danh. Gọi là báo đơn đi rồi nữa đó nha. Rồi còn bánh Hằng nè. Sọc cầu nha chị Mai Thảo ơi. Mã này ghi em Hằng là gì dài đi ha. Dài 1. Rồi dài 1 tới dài 10 nè. Rồi bán đồng giá cho mấy bạn 135.000 hết luôn. Rồi. Kệ luôn. Rồi dài 1 135.000. Hôm nay nha mấy chị nha. Rồi dài 1 135.000 đồng giùm em Hằng. Trời ơi từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em Hằng. Hôm nay nó sang quá. Tay dài. Đứng lại chị Tiên. Tay dài quần dài cổ sen nữa mấy chị ơi, cổ sen hay lá nữa nè mấy bà. Cổ sen hay lá bây giờ lên bán 135.000 cho nó chơi thiệt sự mấy chị ơi. Nè, mango đuổi loại 1 giùm em Hằng. Mango cao cấp giùm em Hằng nha mấy chị. Rồi mã này lên liền giùm em Hằng. Rồi, mã này lên liền giùm em Hằng nè. Mã này lên liền giùm em và mã gì quên rồi, dài 1 nha. Rồi em Hằng bắt đầu từ dài 1 tới dài 10 là em Hằng nghỉ nha mọi người nha. Tại những cái mã này em Hằng cũng còn mười mấy hai chục bộ, mười mấy hai chục bộ là hết nè. Rồi dài 1 nè, 135.000 luôn. Rồi mã này lên liền giùm em Hằng là dài 1 nha mọi người nha. 135.000 đồng giùm em Hằng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em. Rồi, dài 1 chốt đơn giùm em mấy chị ơi. Đẹp quá. 135.000 đồng giùm em ha. Rồi từ 40 đến 60 kg mình bận vừa giùm em ha. Trời ơi quá là đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi mango đuổi cao cấp nha. Rồi dài 1. Rồi chị nào lấy dài 1 lên em là dài 1 liền giùm em ha. Cổ sen hai lá đó mấy chị. 135.000 đồng giùm em ha. Rồi cái dài 2 nữa nè. Rồi dài 2 liền giùm em mấy chị. Dài 2 đẹp nữa nè. Rồi dài 1. Kèm em Hằng số điện thoại nha mấy chị yêu dấu nha. Rồi. Ok chị Tuyền Lê nữa là gửi số tài khoản cơ. Quỳnh Hương. Rồi dài 1 là bấm chứ. Rồi anh rồi chị bấm đi gửi đi sáng là chị anh gửi quá dễ quá. Ồ tin nhắn nhà em đang bị lỗi á chị.
Tin nhắn nhà em Hằng đang bị lỗi cho nên là em Hằng không có bấm chị qua được. Đúng rồi, ngày mai đi nhân viên em làm đơn nó gọi cho nó báo chị chuyển khoản cho nha. Rồi. Rồi dài 1 giùm em Hằng ha. Rồi dài 2 nè. Ngày mai nhân viên em báo chị chuyển khoản nha chị yêu nha. Nó gọi đơn rồi nó sẽ báo cho chị chuyển khoản. Rồi dài 2. Rồi dài 2 sang nữa nè trời. 135.000. Kệ luôn đi. Rồi. Mai mốt mấy mã này làm gì có bán nữa heo. Tắt biên rồi mấy chị ơi. Mấy trời. Bây giờ cấm biên, tắt biên hết trơn mấy chị ơi. Phải đồ tất cả. Tất cả không có về được luôn mấy chị. Bây giờ thiệt sự với mọi người luôn. Bây giờ là cái lúc đó mọi người. Bây giờ là lúc người ta bắt đầu trữ đồ lại. Qua năm bán. Còn em Hằng thì thiệt sự với mọi người luôn. Em Hằng xả cho mọi người mua. Em Hằng xả cho mọi người mua. Thiệt sự luôn mấy chị yêu dấu. Rồi, comment liền giùm em Hằng. Dài 2 liền giùm em Hằng. 135.000 đồng. Em Hằng xả cho mấy chị mua về, mấy chị bận tết. Ôi ôi mấy chị ơi, dài 2 nè. 135.000 đồng giùm em Hằng. Đẹp chưa mấy chị? Ôi ôi là trời. Quá là đẹp luôn mọi người ơi. Rồi. Rồi dài 2 liền giùm em nha mấy chị ơi. 135.000 đồng giùm em ha. Rồi, dài 2 ha. 135.000 đồng giùm em ha. Rồi, mã này ai lấy dài 2 lên giùm mấy Hằng là dài 2. Rồi. Dài 1 giùm em Hằng là 135. Rồi. Dài 2 của em Hằng cũng 135.000 luôn nha. Rồi nghĩ thôi. Rồi, dài 2 giùm em mấy chị 135.000. Rồi mấy chị không chốt nữa thì em Hằng nghĩ là lên tới dài 10 lận đi. Sắp một đống ở đó quá đẹp luôn. Phải quên lên cái đó trước nha. Bèo kìa. Ừ. Thì đưa thôi. Thôi. Rồi. Rồi em Hằng nghĩ nha mọi người. Trời hôm nay quá khuya luôn mọi người. Có hai vợ chồng em về nữa nè. Rồi, chào tạm biệt mấy chế. Chúc mấy chế ngủ ngon nha. Ở ngày mai thì chắc là bên Hằng sẽ cố gắng đi hàng hết cho mọi người nha mọi người. Đi hàng hết luôn ha. Rồi dài 2 giờ em Hằng nè. Ghi cái phiếu ra đi. Rồi. Dài 2 Ngọc Liên Trần. Rồi. Dài 2 giờ em Hằng. Rồi Khánh Quỳnh Dương Trần. Rồi, còn mai em dài 2 giờ em Hằng Lữ Muội. Rồi. Đủ chưa mấy chị ơi? Thảo Nguyên, Sumi, cho luôn đây rồi. Sẵn rồi mấy bà mua, tưởng mấy bà không mua thì nghỉ. Mấy bà mua thì lên luôn. Rồi dài 2 nè. 105.000 đồng giùm em ha. Dạ ok chị yêu Ngọc Liên Trần nghe. Em cảm ơn chị nha. Rồi, lên cái dài 3 nè. 135. Rồi dài 4 nha heo. 135.000. Dài. Dài 3, dài 4, dài 5 đi. Rồi ha. Rồi mấy chị ơi. Rồi dài 3 nữa nè mọi người ơi. 12 Nghĩa Trần. Rồi. Nguyễn Hà Luân Xuyên chị Hậu nữa. Chị Nguyễn Thị Văn ngủ hả? Rồi. Dài 3 nè, kiểu pyjama nha. 135.000 đồng. Ồ, đẹp tuyệt vời luôn. Mấy bộ này của em Hằng là không có còn hàng đâu mấy chị ơi. Nè. Mấy bộ này là mê. Mê hồn trận dạ, luôn á mấy chị. Rồi, dài 3 nè. 135.000 đồng nè. Ôi là trời. Trời ơi. Cái bộ đồ này là khách em Hằng thích dữ lắm luôn. Em Hằng bán mấy cái mã này ngoài thị trường biết bao nhiêu không mấy chị? Dĩ nhiên. Mấy cái rồi, mã này Hằng Phạm Phạm Hồng Như. Rồi. Chị Ngọc Trân. Mấy mã này Hằng bán ngoài thị trường là 3-4 ngàn bộ rồi đó. Lê Thanh Hoàng. 3-4 ngàn bộ mẫu này luôn á mấy chị. Cực kỳ nhiều luôn á mấy chị. Mà chỉ bị sót lại 5-6 bộ như vậy nè. 5-6 bộ như vậy nè mọi người là mấy chị biết cái mã này là cực kỳ đẹp đến mức độ nào đó mấy chị. Rồi dài 3 giùm em Hằng ha. 135.000 đồng. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Mã này em là dài 3 dài 2 rất hết rồi. 135.000 đồng. Rồi dài 3 giùm em Hằng ha. Dài 3 Hậu Nguyễn Ngọc Liên Trần. 135.000 đồng. Đẹp xỉu luôn rồi. Tới dài 4 cho mấy chế mua nè. Rồi mấy chị yêu dấu nha. Rồi. Dài 4 giùm em Hằng. 13 chị Phương Nguyễn. 135. Trời ơi cái dài 4 nữa là trời. 12 chị Phương Nguyễn. 135.000 đồng giùm em Hằng. Rồi. Dài 3 liền giùm em mấy chị ơi.
135.000. Ôi ôi. Mũi. Ô quên, chỉ này là dài 4 hả? 14. Ôi cái màu dài cam sữa đẹp xỉu luôn trời. Rồi dài 4 giùm em nè. 135.000. Đây. Mấy chị nhìn nè mọi người ơi. Dài 4 nha mấy chị. Cái kiểu sơ mi nhà em Hằng may rất là đẹp nha. Không xuống giày mấy chị khỏi sợ hổ giùm em Hằng luôn. Rồi, dài 4 giùm em Hằng. 135.000 đồng giùm em Hằng. Rồi, dài 4. Trời ơi, mấy chế ơi. Nó đẹp mấy chế ơi. Đẹp nè, nao lòng chiến sĩ chưa. Rồi, dài 4 giùm em Hằng. Rồi, 14 chị Lê Hạnh Hòa. Rồi, Lê Hạnh Hòa, Nguyễn Nguyễn Ngọc Chi. Rồi dài 4 liền giùm em mấy chị ơi. 135.000 đồng giùm em ha. 135.000 đồng hả hồ, không có tin nổi luôn á mấy chị. Dài 4 liền giùm em ha, 135.000 đồng giùm em ha. Từ 40 đến 60 kg mình mặn vừa giùm em ha. Không đâu chị ơi, 4 bộ khỏi chuyển khoản. Uy tín giùm em nha chị Phương Nguyễn nha. 4 bộ bên shop em Hằng không còn mấy chị chuyển khoản. Nhưng mà cố gắng uy tín nhận hàng giùm em Hằng nha mấy chị ơi. Thiệt sự với mọi người luôn á. Rồi, dài 4 giùm em Hằng ha. 135.000 đồng. Nó đẹp lắm mấy chị ơi. Không đẹp là không có lấy tiền luôn á. Không đẹp là không có lấy tiền. Rồi, em Hằng lên cái dài 5. Vả ai vậy? Rồi, em là dài 5. Rồi, dài 4 cho chị Dương Trần. Ok. Rồi, dài 4 giùm em Hằng. Rồi, mua đẹp. Mua đồ bên em nhiều. Đà chị. Lên nha, cái dài 5 này lấy liền nha. Rồi, dài 5. Dài 4 cho chị Huỳnh Thanh Ngọc nữa nè. Rồi, dài 5 mấy chị ơi, 135.000 đồng. Bộ này bên em Hằng có cho tay măng xếp nha. Đây. Bộ này rất là đỉnh luôn á. Bộ này là rất là nhiều chế cho em Hằng feedback đó mấy chị yêu dấu. Rồi, đây mấy chị nè. Bộ này rất là nhiều khách cho em Hằng feedback gì rồi mọi người biết không? Là chị họ, chị bận cái áo của em luôn á. Chị bận cái áo đồ bộ của em á xong chị đi chị làm cái áo sơ mi luôn á mấy chị. Rồi mã em là dạt đẹp quá ha. Ôi ôi mấy chị ơi. Coi cái áo này nhà em Hằng cho may cái phông nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Rồi dài năm này 1 2 3 4 5 6 7 bộ à. Rồi. Dài 5 chị Lê Hinh Hòa. Rồi dài 5 giùm bé Hằng nha, 135.000. Rồi, Lê Hinh Hòa, Ngọc Liên Trần là mai tụi nó vô ship. Rồi, dài 5 kèm giùm bé Hằng cái số điện thoại nha mấy chị nha. Rồi, 135.000 đồng. 7 bộ thôi mấy chị, 4 bộ nữa là hết nha mọi người nha. Trời ơi nó đẹp cực kỳ luôn mấy chị yêu dấu nha. Rồi, comment và yên tâm đi chị ơi, cuối năm em Hằng đều gửi quà tặng hết cho mấy chị á. Cuối năm mấy chị ơi, tại vì hôm nay đang là Tết Tây á mấy chị. Tết Tây thì bên em Hằng chưa có chương trình tặng quà cho khách mọi người. Tại vì mấy bữa nay á, mấy chị thấy những bữa trước là em Hằng bán hàng sale không à. Sale là sao mấy chị, sale có nghĩa là em Hằng thu lại được bao nhiêu là thôi. Có những mã, có những mã bên shop em Hằng đâu có bán lại tới vốn đâu mấy chị. Không tới vốn, đã nói sale là phải lỗ. Mấy chị, thiệt sự với mấy chị luôn. Sale là phải lỗ, người ta mấy chị mới mua. Ở mấy chị, sale là phải lỗ. Cho nên là hàng sale lỗ thì bên em Hằng không không. Vài năm em hết rồi. Vài năm. Bên em không có tặng quà mọi người được. Thôi. Đâu? Vài 6 luôn phải không? Ừ. Rồi vài năm mua không được chuyển qua vài 6 đi chị em mình ơi. Hết rồi phải không? Về. Ba mã. Rồi kể đi cái này nó đi về. Rồi vài 6 nè. Đây nữa nè. Đây mấy chị ơi. Rồi. Lên cái dài 6 nè. Đó. Bà mua đi. Mệt mỏi nè. 11 giờ đó mấy chị. Rồi. Comment giùm em hà. Rồi comment giùm em mấy chị. Dài 6. Dạ chị Dương Trần yên tâm đi mấy chị ơi. Cho dù khách có mua bên em Hằng là một đơn hàng hay hai đơn hàng hay ba đơn hàng hay bốn đơn hàng hay là bao nhiêu đơn hàng đi chăng nữa, Tết em Hằng đều gửi quà cho mấy chị hết. Mấy chị yên tâm nha mọi người. Tết dương lịch giùm em nha. Ủa quên lộn, Tết âm lịch giùm em mấy chị yêu dấu ha. Tết âm lịch bên Hằng mới chuẩn bị kịp mấy chị ơi. Tết dương lịch đến nhanh quá không chuẩn bị kịp hả mấy chị. Rồi dài này dài mấy,
Dài 6 nha. Rồi, dài 6 giùm em mấy chị ơi, 135.000 đồng. Trời ơi, coi này trời. Đẹp quá mấy chị ơi. Rồi, mã này lên giùm em hàng là dài 6 nha. Dạ, 135.000 đồng. Từ 40 đến 60 kg mình bận vừa. Bộ này đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi dài 6, dài 5 em hết rồi, đừng có comment dài 5 nữa mấy chị. Nè, cái này em cho mấy chị làm cái áo sơ mi nó đẹp tuyệt vời nữa nè. Dài 6 chị Mỹ Nhi. Rồi, dài 6 liền giùm em hàng 135.000 đồng. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi, trong ghi chưa? Rồi ghi rồi, sao mất rồi. Đây mấy chị nhìn nè. Trời ơi, cái áo này mà làm cái sơ mi còn đẹp hơn cái áo beo nữa mấy chị. Dài 6 liền giùm em hàng này, chu gài nút ở đây hay gì nè. Rồi, dài 6 liền giùm em hàng nha. 100 nè mấy chị nhìn nè. Trời ơi mấy chị ơi. Dài 6 chị lử mồi. Mấy chị đi mua cái áo sơ mi với mấy chị. Thì trang luôn. Em nói thiệt chứ mấy bà đi mua áo sơ mi giờ người ta còn bán với bà 130.000. Thì sơ mi người ta cũng lên mango vậy chứ nhiêu. Rồi, mai mốt em hàng. Mai mốt em hàng những cây vải dư dư của em hàng á, những cây vải còn một miếng á, em hàng sẽ may áo sơ mi em hàng bán rẻ cho mấy bà mua. Nha. Yeah. Chị nào cần cái sơ trời ơi trời. Hỏi sao mà thấy ghét thiệt á chứ. Hỏi cũng thấy ghét thiệt á chứ chị. Quần có túi chị thấy ghét. Trời ơi rồi dài 6 giùm em hàng. Bà thấy ghét quá, quần có túi nha, chị thấy ghét. Trời ơi, quần có túi nha, chị thấy ghét. Với chị vũ trụ. Hôm nay nhiều chị ngộ quá. Tên là chị vũ trụ. Rồi chị thấy ghét. Rồi ơi. Dài 6. Rồi, dài 6 giùm em hàng nha. Rồi em hàng nghỉ nha mọi người ơi. Nghỉ nghỉ, chị hết nổi rồi. Đồ em hàng là có túi hết nha, thấy ghét. Rồi. Rồi chị Lân danh dạy 6135. Rồi em cảm ơn Cần Hải khách yêu nha. Chị Kim Tuyền Nguyễn Thị nữa nè. Chị khách cũ nè. Chốt hết đi. Rồi em hàng cảm ơn toàn thể khách yêu nha. Rồi chị Ri Phan luôn. Rồi. Dạ mấy chị ngủ ngon nha mọi người ơi. Ngủ ngon ngủ ngon ngủ ngon nha.